Nam vực bây giờ không còn giống trong ký ức của hắn nữa, nước biển đã đổi thành màu đen kịt, sóng cuồn cuộn bên trong, mang theo sức mạnh ác niệm. Đám ác linh nối đuôi nhau chui lên từ dưới đáy biển như những con quỷ thoát khỏi địa ngục, lao về phía dương gian, số lượng cực kỳ nhiều, nhìn thôi mà đã nổi hết da gà. Tú Nhi! Nhìn đây! Nguyệt Thần chống một tay lên má, mượn mắt của Triệu Bân quan sát. Không thể dùng mắt của thần, cô ta cũng không dám vận dụng hồn lực để cảm nhận nên chỉ có thể tìm bằng cách đó. Thần linh mà sống thảm như cô ta thế này thì đúng là xấu hổ, nhưng nếu dám để lộ ra chút gì thì nhất định sẽ khiến người kia phát hiện mất. Triệu Bân cũng đang tìm. Lúc tìm người, tên này cũng không rảnh tay. Hắn dùng căn nguyên bọc lấy ánh sáng vô lượng, tôi luyện đến tận cùng, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh thần bí bên trong. Theo hắn thấy, đó là sức mạnh công đức, như có như không mà huyền diệu khó giải thích, có đạo uẩn ẩn chứa bên trong. Dừng! Bỗng dưng Nguyệt Thần lên tiếng. Triệu Bân ngừng lại trên một hòn đảo, mặc dù đó là một hòn đảo trụi lủi nhưng cũng đầy rẫy những ác linh đen ngòm, vài con trong đó còn không chịu ngoan ngoãn mà cứ hung hăng nhào tới, bị Triệu Bân trưởng tan thành cho, nếu không phải bởi chẳng có thời gian ở đây lằng nhằng thì hắn đã đại khai sát giới rồi. Nguyệt Thần cực chuyên nghiệp, chỉ nhìn chằm chằm vào đám ác linh. Ánh mắt của thần siêu phàm thoát tục, kèm theo sự suy diễn, dựa vào ác linh để truy ngược dòng ra người triệu hồi chúng. Mặc dù trạng thái của cô ta không ổn nhưng vẫn miễn cưỡng làm được, có điều chẳng thể duy trì quá lâu, sợ kẻ trừng phạt. Có tìm được không, Triệu Bân khẽ hỏi. Biển chết, Nguyệt Thần không nhìn nữa mà đưa ra đáp án chắc chắn. Lão già nhà ngươi được lắm, đúng là biết chọn chỗ mà. Mắt Triệu Bân sáng rực, hắn bay lên trời. Biển chết ấy à, hắn khá rành nơi ấy, Thương Khung từng bị phong ấn ở đó, một cấm địa lớn của Nam Vực. Vèo. Triệu Bân bay vút qua bầu trời nhanh như một tia sáng. Cả quãng đường đều không yên bình, biển lớn mênh mông, khắp nơi đều là ác linh, luôn có những con không an phận như thế, cứ thích tìm việc gây chuyện, đua nhau nhào đến, muốn nuốt chửng lấy hắn. Cút! Triệu Bân cầm Long Uyên, xông thẳng về phía trước, không cần biết đó là ác linh cấp mấy, cứ đụng đâu giết đó thôi. Nhưng hắn biết, chỉ cần ác phương vẫn còn sống thì sẽ không thể giết hết được ác linh, cũng giống như con rối máu của huyết tôn. Trong thời gian nhất định, chúng có thể hồi sinh vô hạn. Bởi vậy mới nói, Nam Vực là địa bàn của ác phương. May mà đối phương không hay hắn đã vào Nam Vực, nếu như biết thì nhất định sẽ điều khiển ác linh, toàn lực vây giết hắn rồi. Nhắc đến ác phương, ông ta thật sự là một người kính nghiệp. Trận chiến mới mở màn. Ông ta dồn tất cả sự chú ý về phía thành vong cổ, để công phá tầng phòng ngự của thành trì, không biết ông ta đã triệu hồi bao nhiêu ác linh. Không chỉ có cảnh giới thiên võ mà ác linh cảnh giới chuẩn thiên cũng nhiều vô kể, thế trận lớn chưa từng có, dù có năm cảnh giới thiên võ trấn thủ thì phía thành vong cổ vẫn rất áp lực. Giết! Giết cho ta! Ánh mắt ác phương đỏ ngầu, càng có nhiều ác linh bò lên mặt đất hơn. Đồng minh của ông ta còn phấn khích hơn cả chính chủ dù đang trốn rất kỹ ở tận sâu dưới Đông Hải nhưng vẫn không ngừng hạ lệnh cho con rối máu xông lên, có lúc đánh đến đế đô còn cách chưa đến 100 mét. Khói lửa chiến tranh đẫm máu lan ra nửa đại hạ. Bên này, Triệu Bân đã đến vùng biển cấm địa có tên là biển chết đó. Có lẽ vì ác phương trốn ở biển chết nên ác linh ở vùng biển này cực kỳ nhiều, hơn nữa cấp bậc của chúng cũng không phải thấp, liếc mắt một cái là thấy cực ít ác linh địa tạng, phần nhiều là chuẩn thiên, cũng không thiếu ác linh thiên võ đang ẩn nấp chung quanh. Ác phương đó không ngu, dù trốn ở cấm địa, ông ta cũng không quên bảo vệ mình thật kỹ. Triệu Bân hiểu rất rõ chuyện này. Nếu đổi lại là hắn thì chắc còn phòng thủ chu đáo hơn cả đối phương, mặc dù sức mạnh của một người không đáng gì nhưng ông ta lại có kết nối với cả một quân đoàn quỷ bí, nếu như bị bắt đi thì chẳng phải sẽ rất bẽ mặt sao. Hả? Lúc đang điều khiển ác linh, ác phương đột nhiên liếc mắt nhìn sang, liên kết tầm nhìn của mình với ác linh ở vùng biển đó, ông ta có thể thấy thấp thoáng được một bóng người màu vàng đang phóng về phía biển chết. Nhìn kỹ lại thì mới biết là Triệu Bân. Lớn gan thật. Ác phương cười nham hiểm, ông ta đã quá xem thường Thánh tử Thiên Tông rồi, chẳng ngờ hắn lại dám chạy đến Nam Vực, lẽ nào tên này không biết đấy là địa bàn của ông ta sao? Vào được nhưng chưa chắc đã ra được, với số lượng ác linh nhiều vô kể thì cũng có thể khiến hắn phải mệt chết. So với chuyện này, điều làm ông ta bất ngờ hơn là không ngờ Triệu Bân lại tìm được đến đây, có vẻ hắn đã sớm biết ông ta ở biển chết, nếu không thì sao hắn lại tìm chuẩn đến vậy? Giết hắn đi! Ác phương quát lạnh. Hạ lệnh giết Triệu Bân. Sau khi nhận lệnh, từng đoàn ác linh nhào về phía Triệu Bân, tu vi địa tạng đỉnh cao yếu nhất, tên thì mang dáng hình người,
kẻ mang hình thú, trong đó có mấy tên có kích thước khổng lồ như núi, thở ra sức mạnh ác niệm, khiến mặt biển nổi sóng ầm ầm. Cút! Triệu Bân vung kiếm, chém một con ác linh chuẩn thiên rồi sải bước trên hư không. Tiếp đó hắn liền gặp phải một ác long màu đen, miệng hét ra lửa, mắt phóng ra tia chớp. Triệu Bân nhanh như một tia sáng, vung kiếm chém qua liên tục, chặt đứt đầu rồng. Gào! Bên cạnh có một con sói lửa sấn tới, nó to đến tầm 10 trượng, nuốt trọn Triệu Bân vào trong bụng, bên trong bụng của nó cũng rất kỳ lạ, được lửa nóng uẩn dưỡng, có sức mạnh luyện diệt cực mạnh. Nhưng những thứ đó đều vô dụng với Triệu Bân, khi vừa mới bị nuốt chừng, hắn xông ra ngoài ngay giây sau, một tia kiếm khí huyền hoàng đâm xuyên đầu con sói lửa. Đùng, uỳnh, ác linh kéo đến từ bốn phía, thi nhau tấn công. Kiếm quang, đao mang, trường ấn, quyền ảnh dập trời. Triệu công tử cực nhanh nhẹn linh hoạt, bọn chúng vẫn chưa kịp tấn công thì hắn đã chạy khỏi đó mất rồi. Hắn dùng chiêu ngự kiếm phi tiên, chém cả vùng ác linh phụt máu, ngã xuống biển, làm bọt biển nổi lên đầy. Thiên lôi trận. Triệu Bân hét lớn lên rồi lại dùng chiêu quần công. Lưỡi dao kim quang sáng rực lấp lánh, mỗi một cái đều mang sức mạnh hủy diệt. Huyết quang khắp trời, những ác linh nhào đến không bị chém chết thì cũng bị kiếm chém nứt đầu, tên nào tên nấy đều chết rất thảm. Đây không phải là một trận đại chiến mà là đơn phương Thánh Tử Thiên Tông đang đổ sát. Nếu không có cảnh giới thiên võ xuất hiện thì chẳng ai có thể ngăn được đòn tấn công của hắn. Nhắc đến cảnh giới thiên võ đến thật. Ở tận sâu trong màn sương máu, năm bóng người mờ mờ ảo ảo đang cùng nhau bước ra, tất cả đều là ác linh cảnh giới thiên võ. Đến khi nhìn rõ được mặt đối phương thì đến Triệu Bân cũng phải ngây ra. Vì đó đều là người quen của hắn. Tính từ trái qua phải, lần lượt là Thượng Dương chân nhân, Bách Văn chân nhân, Giáp Cổ chân nhân, Văn Nguyên chân nhân và Biệt Công chân nhân. Lúc còn sống, bọn họ đều là cảnh giới thiên võ, dù bị phế tu vi thì cũng không giấu được sự thật họ từng là thiên võ. Không ngờ họ đều bị ác phương khống chế, biến thành ác linh. Bọn họ có ý thức và ý chí còn sót lại khi còn sống, vẻ mặt hung hăng, thống khổ, hung dữ vì thù hận, còn thống khổ là bởi bị khống chế. Đường đường là cảnh giới thiên võ mà sau khi chết lại bị luyện thành ác linh, bị biến thành công cụ giết người. Người có thích món quà lớn này không? Dưới biển chết có tiếng cười nham hiểm của ác phương truyền lên. Tốt xấu gì cũng là cảnh giới chuẩn tiên, vậy mà đến dũng khí đấu tay đôi với vãn bối cũng không có à? Triệu Bân cười lạnh lùng. Kế khích tướng không có tác dụng với ta đâu, ác phương nở nụ cười hung ác. Ông ta vừa dứt lời thì ác linh thiên võ liền tấn công, đặc biệt Thượng Dương chân nhân là nhanh nhất. Chém một kiếm là xuất hiện một ngân hà màu máu. Triệu Bân thì kẹp hai ngón tay lại với nhau, biến thiên lôi thành kiếm quang, chém nứt ngân hà. Bách Văn chân nhân đánh đến, tung ra một trưởng kinh thiên động địa, các ác linh đang ở trong vùng biển đó cũng bị vạ lây, không chịu nổi trưởng uy, bị biến thành một vũng máu. Phá! Triệu Bân xuất hám thiên quyền, đấm tan bàn tay che trời. Cùng lúc đó, hắn bay lên trời, né đòn kiếm của Giáp Cổ chân nhân. Dùng tay lật nhào Văn Nguyên chân nhân. Biệt Công chân nhân đến sau là xui xẻo nhất, ông ta tông phải thiên cang hộ thể, văng ngược ra ngoài 800 trượng. Người còn mạnh hơn cả Hồng Nguyên. Ác phương chỉ làm khán giả, ông ta xem với thái độ hứng thú. Ông ta rất bất ngờ trước chiến lực của Triệu Bân, năm ác linh thiên võ vây đánh mà chẳng làm gì được hắn, còn cả ác linh cảnh giới chuẩn thiên nữa, hoàn toàn không thể nào tấn công được. Tấn công lớp nào là bị giết ngay lớp đó, ác linh do ông ta tốn công sức tế luyện mà lại chỉ là đồ chơi khi gặp phải Triệu Bân. Có điều, ông ta không lo lắng chút nào. Vẫn là câu nói đó, đấy là địa bàn của ông ta có thể điều khiển vô số ác linh, có ngon thì ngươi cứ liều mạng mà giết, đến khi mệt đến không còn sức nữa, đến khi chân nguyên tiên lực cạn kiệt, để ta xem ngươi còn nhảy nhót được nữa không. Lúc ông ta đang quan sát thì máu liền phụt ra. Là Thượng Dương chân nhân phun máu, lão ta bị trúng một kiếm của Triệu Bân, bị chém mất nửa thân, giống như một bao cát màu máu, rơi thẳng xuống biển lớn. Nói chứ Thượng Dương cũng rất thê thảm, lúc trước bị giết một lần. Giờ lại bị Triệu Bân diệt thêm lần nữa. Tiếp đó là đến Văn Nguyên chân nhân nối gót theo sau, cái đầu tóc tai bù xù bị một luồng sức mạnh minh hôn xé toạc, nổ thành xương khói, thảm nhất là Giáp Cổ chân nhân, bị Triệu Bân tung một đạp thành một đống thịt nhão. Còn Bách Văn chân nhân và Biệt Công chân nhân cũng không khá hơn là mấy, cả hai đều bị đánh máu me be bét, chưa đến hai ba hiệp nữa là sẽ đi theo vết xe đổ của ba người kia, một người bị xé rách thân thể ác linh, người còn lại thì bị chặt đứt làm hai.
Ác linh cảnh giới thiên võ cũng không làm được gì thì nói gì đến cảnh giới chuẩn thiên và địa tạng, mặc dù số lượng vô cùng lớn nhưng không ai có thể ngăn được Triệu Bân, vẫn bị Triệu Bân mở đường thông đến biển chết. Ngươi còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa? Theo sau tiếng cười nham hiểm, Ác Phương từng bước ra khỏi biển chết. So với các linh, khi thế của ông ta mới là mạnh nhất, dị tượng với việc số ác linh bay quanh vừa gào khóc vừa ai oán, uy áp của cảnh giới chuẩn tiên khiến bầu trời kéo đầy mây đen, sấm chớp đùng đùng, ai không biết còn tưởng đấy là thiên kỳ ép. Phút, Triệu Bân tung một kiếm, mở đường máu chân bước vào vùng biển này, một nước làm không gian rúng động, xét về khí thế thì hắn kém hơn Ác Dương một chút, nhưng xét về chiến ý, hắn tự nhận mình không thua bất cứ ai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão Phu rất thích thân xác này của ngươi. Ác Phương hơi nhếch miệng, sau lưng lại xuất hiện một gương mặt quỷ vặn vẹo khó coi, dữ tợn vô cùng, đặc biệt có cái miệng đen như mực, giống như đang kết nối với một hố đen lạnh lẽo hiu quạnh. Không gian ác linh, Triệu Bân liếc qua, đây không phải lần đầu hắn gặp cái mặt quỷ này. Đó là ác linh phệ hồn, Nguyệt Thần thản nhiên nói, đừng để bị hút vào, nó sẽ cắn nuốt võ hồn của ngươi. Advertisement. Growl. Nguyệt Thần vừa nói xong, mặt quỷ đã há mồm ra, trong miệng là một vòng xoáy đang xoay tròn, sức cắn nuốt cực kỳ khủng bố. Triệu Bân híp mắt nhìn. Nguyệt Thần nói không sai, mặt quỷ này không phải không gian ác linh mà là một loại bí thuật đặc biệt nhằm vào võ hồn, chưa bị nuốt vào nhưng đã có cảm giác võ hồn bị kéo ra, đau nhức vô cùng, cả thân thể cũng bị tác động, không đè ép nổi. Ta trốn. Triệu Bân bay lên không, bổ tới một kiếm khí màu huyền hoàng. Mặt quỷ bị chém rách một vệt, nhưng ngay sau đó đã kịp khép lại. Nuốt. Ác Phương u lãnh cười, một tay bóp ấn quyết. Ấn quyết mở ra, sức cắn nuốt của mặt quỷ dâng lên cực hạn, ác linh nằm trong vùng này đều bị hút vào toàn bộ, sóng lớn cũng bị nuốt theo từng đợt. Này thì nuốt này. Triệu Bân thu kiếm Long Uyên lại, sách bảo liên đăng ra, lấy tiên lực đốt liên hỏa, dùng ánh sáng của liên hỏa để mở đường, lại cào thêm một vết rách nữa vào mặt quỷ. Lần này vết rách của mặt quỷ không khép lại được, miệng vết thương bị liên hỏa thiêu đốt, suy yếu bớt sức cắn nuốt kinh khủng kia. Lại là ngọn đèn đó, Ác Phương híp mắt lại, không ngờ tới bảo liên đăng lại có thể phá được ác linh phệ hồn, nhúng liên hỏa đó đốt cháy hừng hực rất có xu thế hủy diệt mặt quỷ. Ăn một kiếm này của ta đi. Triệu Bân lại thôi động bảo liên đăng, liên quang hóa thành kiếm quang, đâm rách không trung. Ác Phương tràn ngập khinh bỉ, một trường tiêu diệt kiếm quang liên hỏa. Trưởng uy kinh khủng tạo ra luồng sóng cuồn cuộn dập tắt bảo liên đăng. Điều này khiến cho cả Triệu công tử lẫn Nguyệt thần đều nhíu mày. Tiên pháp, ác linh hồn cấm. Ác Phương lạnh lùng nói, lại dùng những bí pháp cấm kỵ. Pháp này quỷ dị, không thấy dị dạng, nhưng võ hồn của Triệu Bân đã bất ngờ xuất hiện thêm một xích sắt phù văn hư ảo trói lại hồn thể hắn, phong cấm mạnh mẽ, khiến hồn lực nhanh chóng tiêu hao. Đúng là lắm chiêu. Triệu Bân nội thị hồn phách, vô cùng kinh ngạc. Võ hồn bị cấm, thân xác cũng không thể động đậy, hắn không hiểu vì sao Ác Phương lại khóa được mình, không cần kết ấn hay niệm chú, chỉ cần nói ác linh hồn cấm là được luôn sao. Thân thể này của ngươi thuộc về ta. Ác Phương điên cuồng cười, một tay cách không mò tới. Thấy lòng bàn tay ông ta có khắc họa phù văn, ở giữa còn có bí văn lưu chuyển, hiển nhiên là liên kết với ác linh hồn cấm, một cái là khóa hồn phách từ giữa, một cái là cướp thân xác từ bên ngoài. Ta chỉ sợ ngươi ăn không tiêu thôi. Triệu Bân lạnh nhạt nói, khi bàn tay lớn đi tới trước mặt thì hắn lập tức thoát thân, một kiếm khí huyền hoàng đánh bay Ác Phương. Ác Phương chưa kịp định thân thì đã bị một kiếm mang thiên lôi đánh cho suýt thì mất đi cánh tay. Advertisement. Không thể nào. Ác Phương nhíu chặt mi, phi thân chạy ra phía sau, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Triệu Bân, tựa như muốn xuyên thấu thân thể hắn, nhìn vào võ hồn của hắn. Nhìn như vậy, ông ta mới sững sờ. Trong võ hồn của Triệu Bân lại có một viên linh châu màu tím. Chắc là vật của nhà tiên. Chính viên linh châu màu tím đó đã phá ác linh hồn cấm của ông ta. Ông ta nhìn rất chuẩn. Đó chính là tử hồn châu của Triệu Bân, hắn có được từ Vân U Cốc. Viên ngọc này đúng là rất có tác dụng, nó có hiệu quả tẩy luyện hồn phách, bình thường ẩn trong võ hồn để bảo vệ. Đến thời khắc mấu chốt mà không có nó phá vỡ dây xích thì hắn đúng là khó mà phá được ác linh hồn cấm. Tiên pháp. Ác linh hải. Ác Phương bị chọc giận, tay lớn vung ra, một luồng sóng vạn trượng bao phủ, bên trong là vô số ác linh không biết đang giãy giụa hay kêu than, tiếng rên thê lương, làm loạn tâm thần, Triệu Bân nghe mà tâm cảnh bất ổn.
không ai biết rốt cuộc ác vương này đã dùng bao nhiêu máu tươi để tế luyện ra được vùng biển ác linh này. Hắn không kịp phòng ngự nên đã bị nuốt vào. Đi vào trong mới biết, nó còn quỷ dị hơn cả không gian ác linh, CMN chứ, nó cắn nuốt được cả sức mạnh huyết mạch, đến khí huyết và tiên lực chân nguyên của hắn cũng bị hút gần cạn. Ép ta hóa lớn. Triệu Bân hừ lạnh, trong nháy mắt mở ra tuyệt cảnh. Có sức mạnh to lớn kéo vào, một chu tiên quyết của Triệu Bân chém biển ác linh, giống như một con dao long từ bên trong vọt ra, thiên thủ đại la từ trên không phủ xuống, ở giữa là tràn ngập sấm sét. Hự! Biển ác linh bị phá, ác phương kêu lên đau đớn. Đúng lúc gặp thiên thủ đại la phủ xuống, bị đè cho lảo đảo chân tay, ác linh bay tán loạn quanh thân đều bị ép cho tan biến một mảng lớn, dị tượng ác linh của ông ta cũng bị tiêu diệt gần hết. Cảnh tượng càng ghê tởm hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Cũng không biết kẻ nào chém ra một kiếm khí nhanh như chớp, nhanh đến mức ác phương cũng không phản ứng kịp, bị đánh một đòn chí mạng, lưng rách ra, lộ cả xương sống ra ngoài. Nhìn lại mới biết là Đại Hạ Hồng Nguyên. Triệu Bân đã sớm cảm nhận được, cũng đoán trước được rằng động tĩnh chiến đấu của hắn cùng ác phương kinh khủng như thế thì Hồng Nguyên ở Nam vực sao có thể không nghe thấy và đi qua trợ chiến chứ. Cục diện đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Triệu Bân và Hồng Nguyên một trước một sau ngăn cản ác phương ở giữa, bọn họ nếu là một mình thì sẽ rất khó để giết ác phương, thậm chí còn có khả năng bị tiêu diệt, nhưng nếu liên kết lại thì là một chuyện khác. Khốn kiếp! Ác phương nghiến răng nghiến lợi. Hồn lực cũng cực điểm tản ra, không thấy ma quân đâu. Nếu hôm nay chủ của ma vực cũng đến thì khỏi đánh đấm gì nữa, dù ông ta có ác linh bảo hộ cũng không đỡ được ba người vây công. Tiêu diệt cho ta, ác phương lạnh lẽo nói. Sau đó, vô số ác linh đánh về phía Hồng Nguyên. Advertisement. Mục đích của ác phương rất rõ ràng, phải cho ác linh kiềm chế một người, như vậy ông ta mới rảnh tay tiêu diệt Triệu Bân. Keng. Hồng Nguyên không nói không rằng, rút kiếm đón đầu. Ác linh không ngăn được Triệu Bân, cũng không cản được Hồng Nguyên, nên dần dần bị tiêu diệt. Giết! Ác linh kêu gào, ác niệm ngập trời tấn công Triệu Bân. Triệu công tử không sợ, khí huyết vàng kim biến thành hải dương, chĩa vào sức mạnh ác niệm, một quyền đánh bật ác phương. Vì thế, hắn cũng phải chịu một đạo kiếm quang từ trong cơ thể ác phương chém ra, chắc là tế luyện từ ác linh, uy lực cực kỳ khủng bố, suýt thì chém chết hắn. Diệt! Ác phương một bước giết về. Một ngón tay chọc tới. Đây là một kích chí mạng, không tấn công thân thể mà chỉ tấn công vào võ hồn. Keng! Ánh kiếm vang lên. Triệu Bân thuấn thân né ra, xuất một chiêu tuyệt sát. Chỉ tiếc là thuấn thân tuyệt sát không có hiệu quả gì với ác phương, bị ác phương ngăn cản lại bằng lực lượng thần bí tràn ngập quanh cơ thể, chắc là một bí pháp thủ hộ, gặp kích nào tuyệt sát thì sẽ hiện hóa đầu tiên. Growl! Tiếng rồng ngâm vang vọng, quanh thân ác phương có hắc long xoay quanh. Là một loại huyền pháp giống như thần long bái vĩ, đánh bay Triệu Bân ra ngoài, mà ông ta thì theo sát, vẫn vung ra một chiêu tuyệt diệt. Ánh máu chợt hiện. Một chỉ này được ác phương thi triển cực kỳ mạnh mẽ, đánh cho mi tâm Triệu Bân chảy máu, mặc dù không chết được nhưng cũng đã trọng thương, thất khiếu chảy máu. Trả lại ngươi một chiêu. Triệu Bân hét lên, lôi thần nộ và võ hồn cộng minh. Sóng âm kinh khủng này cũng không đánh vào thân thể mà tấn công vào võ hồn. Ác phương kêu đau, bị đánh ngã lật nhào. Sốt, Triệu Bân thấy khe hở, lập tức chạy theo, tiện tay lấy đàn đã ra ác phương phản ứng không chậm, bắt đầu định thân, sấm sét trong mắt như bể ra. Thể ánh sáng, Triệu Bân thầm hét, ánh sáng quanh người chơi trang. Hay quá, ánh sáng này làm ác phương trở tay không kịp, hai mắt bị chiếu sáng đến mù, sấm sét trong tròng mắt cũng lập tức bị tiêu diệt, nổ bay hai mắt, máu tươi chảy tràn. Trong nháy mắt, Triệu công tử xông tới. Sau đó là một tiếng bịch vang lên, hắn cầm đàn đá đánh mạnh vào ót của ác phương, đập rách cả xương sọ. Thứ đáng sợ không phải đàn đá mà là khí uẩn ở trong đàn đá, cho dù có là cảnh giới chuẩn tiên thì cũng. Sảng khoái đến cùng cực. Ác phương giận dữ, dẫn nổ ác linh quanh thân, đổi lấy một luồng sức mạnh to lớn. Triệu Bân bị đánh bay, một bên tay nổ tung, đàn đá cũng rớt xuống. Đến khi hắn định thân thì bóng dáng ác phương cũng biến mất. Ông ta lại chạy. Chui vào trong biển chết như một vệt sáng. Liên tiếp bị thương, ông ta phải hồi lại sức và chữa thương. Đây là địa bàn của ông ta, không cần đích thân ra trận, chỉ cần thao túng ác linh thì cũng có thể tiêu hao chết Triệu Bân và Hồng Nguyên. Tưởng tượng thì hay lắm, nhưng thực tế lại tàn khốc. Triệu công tử không phải dạng vừa đâu, cũng theo sát chui vào biển chết. Hắn đã từng đến đây, biết bên trong có sát trận,
lại còn là chu sát trận cấp tiên, nhưng sát trận này không được hoàn chỉnh, vẫn có lỗ hổng. Mà hắn chính là dùng lỗ hổng đó để chui vào. Hắn vừa đi vào, biển chết liền trở nên náo động. Đứng ngoài xem vào thì không thấy bóng dáng của Triệu Bân với Ác Vương đâu, chỉ nghe thấy tiếng nổ tung hoành. Ngoài ra còn có tiếng gào thét phẫn nộ của Ác Vương. Ông ta định chữa thương, nhưng Triệu Bân lại phá rối, không những thế lại còn liều mạng tấn công, đánh cho biển nổi sóng. Oanh, phanh. Khí thế chiến đấu trong cấm địa mãnh liệt ngút trời, bên ngoài cấm địa cũng vô cùng hừng hực. Hồng Uyên triển khai toàn bộ lực chiến đấu, quân đoàn ác linh bị giết cho tan rã, chém chết mười mấy con cảnh giới thiên võ. Trong lúc ấy, ông ta cũng liếc mắt ra biển chết, muốn đi vào hỗ trợ. Tiếc rằng ông ta không phải Triệu Bân, không biết càn khôn của biển chết, đi vào cũng càng thêm phiền. Ngươi đáng chết! Một tiếng hét vang lên, Ác Vương lăn ra khỏi biển chết. Ông ta thật sự bị chọc giận, chiến một trận mà không làm gì được thằng nhãi này. Chạy đi đâu? Triệu Bân đi theo như hình với bóng, cũng giết ra ngoài. Hồng Uyên đánh diệt một con ác linh, cũng một bước phi thiên, vung kiếm chém ra một mảnh tinh hà rực rỡ, Ác Vương đang bỏ chạy bị dính phải nên bay ra ngoài. Không chờ Ác Vương định thân, kiếm khí huyền hoàng đã bay tới, chém một bên cánh tay của ông ta, sau đó là kiếm mang thiên lôi cũng lột nửa đầu của ông ta. Nội tình của cảnh giới chuẩn tiên đâu phải để trưng. Ác Vương liên tiếp trọng thương, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, khí thế càng mạnh hơn nữa, hoặc là nói ông ta đang mở cấm pháp gì đó, không biết lại huyết tế thêm bao nhiêu ác linh để gia tăng lực chiến đấu cho mình. Đến đây, Triệu Bân và Hồng Uyên một trái một phải, liên thủ tấn công. Một nam một bắc mở ra bí thuật, ánh kiếm ánh đao tùy ý bay múa, trường ấn quyền ảnh bắn bay đầy trời, mỗi lần va chạm đều có ánh lửa nổ ra, tàn dư uy thế tạo thành vầng sáng, lan tràn từng chút một, ác linh ở bốn phương tám hướng bị tiêu diệt liên tục. Nhìn chiến cuộc, Ác Vương đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Ông ta đúng là cảnh giới chuẩn tiên, nhưng hai người này lại không phải thiên võ bình thường. Hồng Uyên là người đã từng đi đến cảnh giới chuẩn tiên. Còn Triệu Bân là một kẻ đánh ra chiến tích nghịch thiên. Hai đệ nhất thiên tài của hai thời đại lần đầu tiên chính thức liên thủ, đương nhiên sẽ là bạo thiên tuyệt địa, chủ yếu nhất vẫn là họ phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, thay nhau chủ công, cũng thay nhau trợ công. Bản thân cũng thấy rén thay ngươi. Nguyệt Thần là người xem, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi nói. Đây là Nam Vực, khắp biển là ác linh, là sân nhà của Ác Vương. Thế mà Ác Vương lại bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Chạy trốn đến đâu cũng bị đánh về. Diệt! Triệu Bân vung kiếm đánh bay. Ác Vương lảo đảo, lại bóp ấn quyết, muốn tụ ra một tấm chắn bảo vệ trước mặt. Nhưng Hồng Uyên không cho ông ta cơ hội, thi triển phép phong ấn. Mặc dù chỉ cấm được một lúc nhưng cũng đủ để Triệu Bân giết tới, một kiếm xuyên qua mệnh mạch của Ác Vương. Nhưng như vậy vẫn chưa giết được ông ta. Không biết Ác Vương đã thi triển bí pháp gì mà chui ra khỏi được thiên địa. Keng! Kiếm trong tay Hồng Uyên ma sát, xuyên thẳng lên không trung. Sau đó đổi thành Triệu Bân đánh phối hợp, một loại pháp thuật trói buộc kéo lên thân người Ác Vương. Phốc, máu tươi trói mắt. Hồng Uyên nhanh vô cùng, một kiếm đánh trúng mi tâm Ác Vương, xuyên thủng cả sọ. Ác Vương kêu gào lên, rên rỉ đau đớn. Mệnh mạch bị đứt, mệnh môn cũng bị xuyên thủng, đây là hai cái tuyệt sát. Kết thúc rồi. Triệu Bân lạnh lẽo nói. Hồng Uyên cùng nghiêm túc, vận dụng sức mạnh huyết mạch ngưng tụ ra một cây chiến mâu, hai cây chiến mâu mang theo toàn bộ sức mạnh hủy diệt, một trước một sau xẹt qua thiên không không. Đừng, không biểu cảm của Ác Vương trước khi chết không khác gì an chú. Hai cây chiến mâu này đi rất chuẩn xác, ông ta không tránh được, chúng một phát là đi đời nhà ma. Phụt, chiến mâu của Triệu Bân xuyên từ trước ngực ra sau lưng. Chiến mâu của Hồng Uyên thì xuyên từ sau lưng ra trước ngực. Đường đường là một chuẩn tiên mà bị hai cây chiến mâu găm vào ngực, bất kể là thân xác hay võ hồn đều bị sụp đổ, bất kể tiên lực của ông ta có mạnh cỡ nào thì cũng không ngăn nổi thể phách bại lụi. Dưới ánh sáng lờ mờ, Ác Vương nổ thành xương máu, chỉ để lại tiếng kêu rên khắp thế gian. Ông ta chết tức tưởi. Rất tức tưởi. Rõ ràng là chiếm cứ ưu thế, nhưng lại bị hai tên cảnh giới thiên võ đánh chết ngay tại sân nhà. Bao nhiêu căn cơ và nội tình của ông ta đều tan biến trong trận chiến này. Ác Vương đã chết. Đám ác linh mà ông ta triệu hồi cũng táng diệt theo. Nam vực mênh mông cuối cùng cũng quay về sự sáng tỏ như xưa. Nhưng sinh linh của nơi này lại không thể trở lại. Chiến thắng. Thành vong cổ truyền đến tiếng reo hò.
chiến đấu thảm liệt trôi qua, cuối cùng cũng nghênh đón được hy vọng và ánh sáng. Trong những tiếng quát, đại quân xuất phát chạy về phía Đông Hải, ân chú chết, ác phương táng thân. Tổ hợp ba kẻ làm loạn chỉ còn lại một mình Huyết Tôn, hủy diệt Huyết Tôn thì mới coi như kết thúc lần hạo kiếp này. Tâm trạng Huyết Tôn lúc này đúng là rất phiền muộn. Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội. Không có các ngươi, bản tôn vẫn có thể tiêu diệt đại hạ. Huyết Tôn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn đến kinh khủng. Từ góc độ của Thượng Đế thì Huyết Tôn đúng là có tư cách nói ra câu này. Đi quan sát toàn bộ Đông Hải, nước biển là màu đỏ máu me, mỗi một phút một giây đều có rối máu từ bên trong leo ra, như ác quỷ địa ngục bò về mặt đất, tụ thành thủy triều màu đỏ, tràn ngập vô số núi sông. Không có nghỉ ngơi giữa chừng, không có ngừng chiến tạm thời mà một đường đánh từ Đông Hải đến trăm dặm bên ngoài đế đô, toàn quân đại hạ thất bại. Ngăn lại, Triệu Bân và Hồng Uyên như hai luồng sáng xông đến chiến trường. Trạng thái của hai người không được tốt, cố gắng giết chết ác phương, trên người vẫn còn vết thương, đặc biệt là Triệu Bân có quá nhiều ám thương. Hồng Uyên không khá hơn là bao, về cơ bản đều bị thương. Hồng Tước đâu rồi, Hồng Uyên đột nhiên nói. Tà niệm đã chết, thể tiên thì vẫn còn, Triệu Bân nhét một viên đan dược vào miệng. Hai, Hồng Uyên thở dài. Thời đại mới không che đậy được bi thương và đau đớn của thời đại cũ, ông ta và Hồng Tước cùng từng có thời trẻ cùng lập chi bảo vệ đại hạ. Chỉ khi đến được cấp bậc đá mới biết rõ trách nhiệm kia nặng nề cờ nào. Hồng Tước đã chết, ông ta cùng già đi hơn mấy trăm năm tuổi, ông ta không còn sức nữa. Cũng may, Giang Sơn có người kế tục. Ông ta nhìn Triệu Bân rất nhiều lần, ánh mắt tràn đầy hiền hòa và vui sướng. Triệu Bân còn, đại hạ vững. Người hậu bối đáng kinh ngạc này có khí vận của Long Triều. Triệu Bân im lặng không nói, vừa bay vừa chữa thương, còn dùng vô số ánh sáng căn nguyên tẩy luyện, và sức mạnh thần bí mờ mịt kia cũng bắt đầu rong chơi nhảy múa trong đan hải. Sức mạnh minh hôn nhẹ nhàng đi qua. Không biết là có ý gì, nhưng nó chỉ vòng qua vòng lại. Triệu Bân không hiểu, cũng đau lòng vô cùng, thấy sức mạnh minh hôn thì bất giác nhớ lại Diệu Ngữ, nhân duyên minh hôn đến bất chợt, đi đột ngột. Sức mạnh này là ký ức duy nhất Diệu Ngữ để lại cho hắn. Rồi hắn nhìn sang Nguyệt Thần. Hắn mong thần có thể cho hắn một đáp án hợp lý về Diệu Ngữ. Minh hôn không chỉ là hôn lễ giữa người sống và người chết, mà còn là một loại khế ước rất mơ hồ. Đêm đó đáng lẽ ngươi đã chết trong cái mộ cũ kia, nhưng ngươi lại sống được, khiến cho minh hôn đã vượt qua âm dương, tạo nên dị biến cho khế ước, dẫn dắt tạo thành một sự lột xác kỳ diệu. Mà hơi thở người sống của ngươi thì chính là chiếc chìa khóa mở ra sức mạnh minh hôn, cộng thêm một loạt việc dưới âm phủ kia đã hoàn toàn giải phóng loại sức mạnh này. Nguyệt Thần chậm rãi nói, thanh giác là thứ không thể thiếu, cũng coi như là một loại tín vật minh hôn. Hóa ra là vậy, Triệu Bân thì thào. Nhưng hắn vẫn nghi hoặc như cũ, nhưng Diệu Ngữ có khôi phục về linh trí rồi mà. Đó, là hồi quang phản chiếu thôi. Minh hôn là khế ước, vậy Diệu Ngữ từ đầu đã mặc định phải chết ư? Cũng không phải mặc định, mà là, trời xui đất khiến đi. Nguyệt Thần nói với thâm ý, không giải thích nhiều hơn nữa. Cô ta cũng không nhắc đến mệnh cách thiên sát cô tinh của Triệu Bân. Cô ta cần cân nhắc xem có nên nói cho Đồ Nhi biết về chuyện này hay không. Nếu thế gian này còn thiên sát cô tinh thì vấn đề khó đó vẫn có thể hóa giải được. Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng. Nguyệt Thần nói có ẩn ý, sợ là muốn che giấu điều gì. Hắn không nghĩ nhiều nữa, tăng thêm tốc độ. Đánh trận xong thì nói cũng được. Một bên khác, đại quân rối máu ào ào không dứt lại công phá thêm một tòa thành. Quân đội đại hạ liều chết chống lại, có vài cảnh giới thiên võ tọa trấn nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được thế tiến công. Cho đến khi viện quân giết đến, binh lực toàn quốc đều tụ tập ở đây, Long Triều đại hạ mới miễn cưỡng trấn áp được cục diện. Đến đi, thiếu ai thì ta sẽ tìm về kẻ đó. Huyết Tôn cười đến là dữ tợn, lại có thêm một đám rối máu ngưng tụ ra. Cả Đông Hải là rối máu, lão ta có tư cách để ngông cuồng. Chiến. Tiếng chém giết ầm trời. Chiến tranh đã thảm đến cùng cực, thi thể chất thành đống, máu tươi đổ thành sông, mạng người còn hèn mọn hơn cỏ rác, người người ngã xuống vũng máu, không có nổi thời gian đau đớn. Quần chúng vẫn ở đây. Đám do thám của các quốc gia khác đến không ít. Tình cảnh kia quá đáng sợ, họ nhìn mà tái mét mặt mày. Đại quân rối máu phô thiên cái địa, cuồn cuộn không dứt. Giết cũng không hết, mạnh cỡ đại hạ còn không gánh nổi thì các phương triều khác đã bị diệt quốc từ lâu rồi. Đại chiến đến nước này mới thật sự là quyết chiến, thắng bại không kể xiết.
Soạt. Dưới ánh trăng, Triệu Bân và Hồng Uyên cùng xông vào Đông Hải. Giống Nam vực trước đó, Đông Hải của hiện nay cũng không còn như trong ký ức của bọn họ nữa. Bầu trời đen kịt, biển máu tanh ngòm, khí bạo ngược tàn phá bừa bãi, không còn gì ngoài rối máu. Ở đây không có sinh linh. Đây là một địa ngục tràn ngập màu máu. Hồng Uyên khép mắt lại, nghiêng đầu nhìn sang Triệu Bân với vẻ mặt chờ mong. Người thanh niên này rất bất phàm, có thể tìm được hang ổ của ân chú, chỗ ẩn thân của ác phương, nếu đến Đông Hải thì chắc chắn cũng có thể bắt được huyết tôn. Triệu Bân thì nhìn Nguyệt Thần. Cô nàng trông lại cực kỳ điềm đạm, ngồi trên mặt trăng, một tay chống mặt, không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cô ta đang yên lặng thôi diễn, dựa vào rối máu để tìm huyết tôn. Triệu Bân không đứng yên, một đường phi qua. Hồng Uyên theo sát, đi theo Triệu Bân chắc chắn có thể tìm được huyết tôn. Rào. Đường đi của hai người không hề bình yên. Bất kể bọn họ đi đến đâu đều có rối máu đánh tới, không ít kẻ mạnh ở cảnh giới thiên võ, trong đó còn có người mà Triệu Bân quen, ví như nhị thiên sư của Tiểu Nhật Quốc, cũng có cả Tử Tuyệt lão đạo đã từng chết dưới tay hắn. Đây đều từng là cảnh giới thiên võ, sau khi chết sẽ bị thu lấy máu, bị huyết tôn luyện thành rối máu. Những kẻ như thế ở khắp mọi nơi. Huyết tôn là ngoan nhân cái thế, nhấn chìm toàn bộ sinh linh Đông Hải trong biển máu, mỗi một sinh linh đều là một con rối máu. Chỉ cần Đông Hải không khô kiệt, bọn họ đều có thể phục sinh vô hạn, đây mà thứ khiến đại hạ ghê tởm nhất. Nếu thật sự chiến đấu kiểu tiêu hao thì đại hạ sẽ bị giết đến diệt quốc mất. Phốc, phốc, Triệu Bân và Hồng Uyên đi tới đâu giết tới đó. Đông Hải ngập màu máu vì có sóng biển ngập trời mà ngày càng có nhiều rối máu giết đến. Bất kể là đi đến đâu sẽ đều bị vây một lần, khiến cả hai người chật vật vô cùng. Tú Nhi. Triệu Bân hỏi Nguyệt Thần rất nhiều lần. Nguyệt Thần chưa đáp lại, nếu cô ta muốn tìm thì có thể tìm được trong phút mốt, nhưng Đông Hải khác Nam Vực. Đông Hải có một kẻ trừng phạt đang nhìn chằm chằm, cũng là người khống chế mọi thứ nơi đây. Cho nên, không thể quá mạo hiểm. Cô ta thôi diễn sẽ để lại dấu vết, nếu bị bắt trong chớp mắt thì sẽ toi đời ngay, cô ta biết về thủ đoạn của thần. Kẻ trừng phạt nơi này không phải thần bình thường, nếu kẻ này nhìn chằm chằm thì phải cẩn thận. Triệu Bân có chút sốt ruột. Sắc mặt Hồng Uyên cũng trở nên khó coi hơn. Tiền tuyến vẫn đang đánh trận, mỗi một giây đều có người chết. Rầm, ầm. Trong lúc đang tìm thì đột nhiên có tiếng nổ vang vọng. Là âm thanh của đại chiến, nếu cố nhìn ra thì sẽ thấy một hòn đảo sụp đổ, có ánh lửa bùng lên, có huyết sát lăn lộn ngập trời, hai bóng người tung hoành trong đó. Đánh đến song biển lăn lộn, chiến khí vương vãi. Triệu Bân và Hồng Uyên gia tăng tinh thần, chạy về nơi đó. Hiển nhiên là ma quân đã tìm được huyết tôn và bắt đầu khai chiến. Nguyệt Thần khép mắt lại, duỗi eo nằm vào mặt trăng, nếu có người tìm được rồi thì cô ta chỉ việc quan sát thôi, không cần lo lắng kẻ trừng phạt nơi này tìm được cô ta nữa, tiếp theo cứ để Triệu Bân lo. Phụt, bên trời có máu tươi bắn ra. Là ma quân phụt máu. Ma quân chịu một kiếm của huyết tôn, bị ép văng ra trăm trượng. Có vẻ như từ khi khai chiến thì ma quân đã không chiếm thế thượng phong rồi, tuy ông ta không phải thiên võ bình thường nhưng huyết tôn cũng chẳng phải chuẩn tiên bình thường. Đông Hải này là sân nhà của huyết tôn, chiến thắng được huyết tôn mới là lạ đấy. Ngươi đúng là rất can đảm. Huyết tôn cười u lãnh, xách ma kiếm xông đến. Đây là sân nhà của lão ta mà ma quân dám chạy vào đây. Nói nhiều vô ích, không chết không dừng. Ma quân hét lên, vung lên bất diệt chiến kích. Huyết tôn cười đến hung hãn, lại quất lên huyết sát ngập trời. Đừng nhìn rối máu ẩn ở trong mà tưởng lầm, nhìn thì có vẻ là chiến đấu đơn độc nhưng thực ra là đánh hội đồng. Năm đó lão ta đã thua, bây giờ kẻ bại sẽ phải là bất diệt ma quân. Đại chiến kinh người. Tiếng nổ đầy trời. Cảnh giới thiên võ đối chiến cảnh giới chuẩn tiên, sóng lớn lăn lộn, những hòn đảo xung quanh đều lần lượt sụp đổ, rối máu gặp nạn. Kêu lên những tiếng còn thê thảm hơn cả lệ quỷ, giống như táng ca trong địa ngục. Phụt! Vẫn là một búng máu. Và vẫn là bất diệt ma quân phun máu, suýt nữa bị huyết tôn chém chết. Kiếm uy kiếm ý kinh khủng chém ngang nửa thể ma của ông ta, liên lụy đến căn cơ. Cho dù có sử dụng bất diệt ma thân quyết cũng khó mà lành lại. Chết đi! Huyết tôn hầm hầm chém kiếm đến nhưng không đợi kiếm của lâu ta rơi xuống thì đã thấy một đạo kiếm khi từ chân trời chém tới. Ánh sáng rực rỡ, uy lực nghiền nát, đẩy lui lần tai phá đi căn nguyên hệ thể của lão ta tạo ra một khe máu ở lồng ngực của lão ta. Huyết tên chưa kịp đứng vững thì đã có thêm một ánh kiếm đáng sự khác đâm ra một lễ máu trong thể phách của lão ta.
chính là Triệu Bân và Hồng Uyên đuổi tới. Ma quân còn đỡ, sắc mặt Huyết Tôn thì không dễ nhìn chút nào. Hôm nay có phải ngày hoàng đạo không thế? Nhiều người chen vào Đông Hải như thế, lại còn tìm chỗ của lão ta rất chuẩn, mà toàn là những nhân vật khó dây dưa nữa chứ. Là do lão ta quá tự tin, cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt ma quân, sau đó tìm chỗ khác ẩn nấp để giết mấy kẻ còn lại. Ai mà ngờ, chưa tiêu diệt được ma quân thì Triệu Bân và Hồng Uyên đã tới, lại còn nhanh hơn trong tưởng tượng của lão ta nữa chứ. Ba tên cảnh giới thiên võ này nếu đánh lẻ thì lão ta chẳng sợ, nhưng liên kết lại thì sẽ rất tốn sức. Tiền bối, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên, chân đạp hư không mà đến. Hồng Uyên thì im lặng, tiếng kiếm vang lên đã đại diện hết thảy. Ma quân cũng đứng vững, vận chuyển tâm pháp cố gắng khép lại thể phách, chiến kích run rẩy, khí huyết sa sút lại cuồn cuộn ma sát, lực chiến đấu quay về đỉnh cao, uy áp nghiền nát thiên khung. Ba người đứng ở ba hướng ngăn Huyết Tôn ở giữa. Trận chiến này có lẽ sẽ không có ai quan sát được, nhưng chắc chắn sẽ phải ghi vào sử sách. Đệ nhất thiên hạ của ba thời đại lần đầu tiên chính thức kết hợp. Để mạng lại đi. Triệu Bân hét lên, tấn công trước, rút kiếm chém ra một mảnh tinh hải. Huyết Tôn khí thế bạo ngược, cũng là đại thần thông, tay nhẹ nhàng bổ ra một kiếm khí, kiếm uy có thừa, theo tinh hải đuổi chém thể phách của Triệu Bân, để lại một khe máu tại lồng ngực hắn. Keng! Hồng Uyên vung kiếm, kiếm ý đâm xuyên tận trời. Huyết Tôn thân như quỷ mị, cố gắng né qua, bên tay là huyết sát đỏ lòm, che lấp Hồng Uyên. Trong nháy mắt, Ma Quân cũng tấn công tới. Vung kích đánh cho Huyết Tôn lật ngang hư không 800 trượng. Huyết Tôn chưa kịp định thân thì Triệu Bân đã dùng kiếm khí huyền hoàng và kiếm mang thiên lôi bổ đến, chém cho Huyết Tôn lảo đảo lui về. Tiên pháp, Huyết Ma Thiên. Huyết Tôn vung tay lên, sóng lớn vạn trượng, che lấp hư không. Vùng biển này trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt, vô số rối máu giấy rụa bên trong giống như lệ quỷ địa ngục, tiếng kêu rên thê lương, oán niệm và tàn niệm đáng sợ tràn ngập bóng đêm, có sức mạnh hủy diệt. Sấm sét đùng đùng, thể phách mạnh mẽ của ma quân cũng không tránh được mà bị chém rách. Phá! Triệu Bân lấy liên quang mở đường, xé ra một luồng sáng. Hồng Uyên thì vung kiếm vẽ ra tinh hà, bổ đôi hắc ám. Hự! Huyết Tôn kêu đau, đạp mạnh về sau. Ma quân đuổi kịp, đánh tới một kích, suýt nữa thì bổ đôi lão ta. Huyết Tôn cũng khổ, đối đầu với ba người đệ nhất thiên hạ của ba thời đại, lão ta không chịu đòn thì ai chịu? Mà quan trọng nhất là Triệu Bân, Ma Quân và Hồng Uyên phối hợp quá ăn ý, vừa là chủ công lại vừa là trợ công, bất kỳ ai cũng có thể trở thành chủ lực, hai người còn lại sẽ đánh phối hợp tạm thời. Ba người công phạt là từng chiêu nối tiếp từng chiêu. Đại chiến mới mười mấy hiệp mà Huyết Tôn đã bị đánh cho mất dạng. Chờ đó cho ta. Huyết Tôn phẫn nộ gào thét, nói ra những lời cực kỳ tàn nhẫn, làm những chuyện ác ôn nhất. Lão ta xoay người trong nháy mắt, tốc độ còn nhanh như chớp. Thậm chí thiên thủ đại la của Triệu Bân cũng không đánh được lão ta. Chạy đi đâu? Ma Quân và Hồng Uyên một trái một phải, đuổi sát không buông. Triệu Bân từ sau vượt lên trước, thi triển bước phong thần đến cực hạn. Oanh, phanh! Đông Hải đỏ như máu nhất thời lại ầm ầm lên. Huyết Tôn vừa trốn vừa chạy, ba người đằng sau thì vừa đuổi vừa đánh, đám rối máu cũng rất không an phận, luôn muốn đi lên tham gia náo nhiệt, phàm là chỗ bốn người đi qua thì không nơi đâu là không hỗn loạn. Không ổn rồi. Một tiếng nói mờ mịt vang lên, nhưng không ai nghe thấy. Là kẻ trừng phạt đang nói, tuy rằng kẻ này đang câu cá ở một góc nhưng vẫn có thể nhìn xuyên Đông Hải. Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy to. Huyết Tôn đang gài bẫy ba người kia. Tiếc là ba người này lại không hề hay biết. Kẻ này nhìn thấu toàn bộ. Huyết Tôn nở nụ cười giảo hoạt. Lão ta ủ mưu ở Đông Hải bao nhiêu năm như thế không phải là để trưng, có vết xe đổ của ác phương. Lão ta sao có thể không chút chuẩn bị? Nếu không gài bẫy thì sao mà xứng với ba tên đệ nhất thiên hạ này được? Chu Tiên Quyết. Sau lưng lão ta truyền đến tiếng quát của Triệu Bân, một kiếm mang màu kim ảo ảo xông đến. Huyết Tôn cũng kệ, không trốn, mặc cho Hồng Uyên và Ma Quân tấn công, bị ba người đánh rách cho, nhưng vì có bất diệt ma thân quyết nên vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Lão ta không ham chiến, một lòng một dạ muốn trốn. Ba người Triệu Bân cũng không ham chiến, mặc kệ rối máu, chỉ đuổi giết Huyết Tôn. Phía trước, sương máu mờ mịt, nơi sâu thẳm có một hòn đảo khổng lồ khác thường, có thể thấy núi mọc lên như nấm, có sông vần quanh, linh khí mờ mịt, sương khói tung bay,
làm cho người ta cảm giác như đây là tiên cảnh. Soạt, Huyết Tôn nhanh chóng phi vào hòn đảo như một con gió. Triệu Bân, Ma Quân và Hồng Uyên đuổi ngay sát nút. Dừng lại. Chính vào nháy mắt này, Nguyệt Thần đang chợp mắt đột nhiên mở ra. Triệu công tử phản ứng rất nhanh, vừa bước vào đã lui ra ngoài. Nhưng đồng đội Ma Quân và Hồng Uyên của hắn thì không phanh kịp, bọn họ vừa tiến vào thì cả hòn đảo đã run lên, trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, hóa thành một vòng xoáy đen nhánh rộng 8 vạn trượng, vận chuyển cực nhanh, sấm chớp ầm trời. Ngoài ra cũng có một lực cắn nuốt khủng bố. Sắc mặt Triệu Bân kinh ngạc, bay ngay về phía sau, cố gắng trốn ra khỏi sự cắn nuốt của vòng xoáy. Ma Quân và Hồng Uyên cũng rất chật vật, đứng trong vòng xoáy mà cũng không đứng vững, thể phách cảnh giới thiên võ không biết đã phải chịu bao nhiêu sấm chớp đánh vào, lúc này bị đánh cho huyết cốt tràn trề, mà Huyết Tôn thì đứng ở chính giữa khống chế vòng xoáy này. Mở ra cho ta! Triệu Bân hét lên, bá đao phách thiên chảm bổ xuống. Nhưng một kiếm này vừa chém vào vòng xoáy thì không khác nào đá ném vào biển rộng, không chút động tĩnh, kiếm uy bá liệt kèm theo kiếm ý hủy diệt đều bị vòng xoáy này phá sạch. Vô dụng thôi, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Đây là gì vậy? Triệu Bân hỏi. Đây là tế thiên huyết trận, một đại thuật sát sinh của huyết ma, cái giá là phải hiến tế sinh linh, Nguyệt Thần nói, cũng rất kỳ quái, chỉ là một huyết tôn nho nhỏ mà cũng thông hiểu trận pháp cổ xưa này, cũng may cô ta phát hiện ra sớm. Nếu không Triệu Bân cũng sẽ bị lừa. Thử nghĩ mà xem. Cả ba mà cùng chúng chiêu thì sẽ rất khó thoát. Ánh mắt Triệu Bân sâu hóm, có thể thấy oan hồn trong trận, e là toàn bộ sinh linh Đông Hải đều ở trong này chứ đâu. Bọn họ bị huyết tôn hiến tế, mở ra huyết trận này, oán linh của mỗi oan hồn đều là một sinh mạng, hắn đứng ngoài tấn công sẽ đều bị những sinh mạng này hóa giải. Tên nhóc này khá quá nhỉ. Kẻ trừng phạt lẩm bẩm, hơi chút kinh ngạc. Kẻ này tận mắt thấy Triệu Bân đi vào, cũng thấy Triệu Bân đi ra, không biết sao tên nhóc này lại phát giác được tế thiên huyết trận. Đây là một cái bẫy hoàn toàn không có dấu vết, không ngờ lại có thể nhảy ra ngoài ngay. Nếu kẻ trừng phạt đã kinh ngạc thì Huyết Tôn lại càng ngạc nhiên hơn. Triệu Bân thoát ra khỏi hòn đảo là một điều quá bất ngờ. Cũng chẳng sao. Lão ta mỉm cười đáng sợ. Ma Quân và Hồng Uyên đã sập bẫy, chết là cái chắc. Chờ lão ta tiêu diệt hai kẻ này xong thì một bình Triệu Bân cũng không làm nên trò trống gì. Giờ phá nó kiểu gì? Triệu Bân cầm kiếm đứng đó, nhìn Nguyệt Thần đơn giản, gọi linh trẻ của oan hồn tình lại. Nguyệt Thần ngồi dậy, mạnh mẽ duỗi lưng, lý thuyết thì luôn luôn dễ hiểu. Tế thiên huyết trận được mở ra khi hiến tế sinh linh, oan hồn và oán linh chính là trận cước, bị huyết tôn thao túng. Gọi tỉnh linh trí của bọn họ thì có thể phá trận cước. Nếu gọi được đủ thì sẽ có khả năng huyết tôn bị cắn ngược, bởi vì lão ta cũng là một phần của trận cước, hơn nữa lại còn là trận cước chủ. Triệu công tử rất tự giác cất kiếm Long Uyên đi và lấy đàn đá ra. Vào lúc quan trọng thì hắn vẫn cần phô ra kỹ năng đánh đàn của mình. Gọi tỉnh linh trí của oan hồn à, chuyện này để hắn lo, đàn tỉnh thế tiên khúc là trực tiếp nhất. Keng! Tiếng đàn vang lên, du dương mà cổ kính. Khúc tỉnh thế cũng giống như chú vong thế. Mang theo một ma lực thần bí xuyên qua. Người bình thường nghe được thì không cảm nhận được gì, nhưng những thứ khác thường như là oan hồn thì sẽ khác hẳn. Tóm lại là chiêu này hắn làm rất có tác dụng. Đám oan hồn trong vòng xoáy kia bắt đầu kêu gào lên, giống như ác quỷ trong luyện ngục đang giãy giụa, bị giày vò đau đớn không chịu nổi, muốn thoát khỏi trói buộc, kể cả chết thì cũng là giải thoát. Dung! Vì oan hồn giãy giụa nên vòng xoáy vốn đang vận chuyển cực nhanh bỗng trở nên bất ổn. Sau đó tốc độ của nó chậm lại không ít, sấm chớp bên trong cũng mất đi uy lực. Mẹ kiếp! Huyết Tôn nghiến răng ken két, không ngờ Triệu Bân lại ra chiêu này, lão ta càng không ngờ là Triệu Bân lại còn biết cách phá giải trận này. Phải biết rằng, Ma Quân hiểu nhiều biết rộng cũng không rõ được huyền cơ của tế thiên huyết trận. Lại thêm một lần bất ngờ. Tên nhóc này đúng là một biến số. Như vậy, thì phải xem tốc độ của ai nhanh hơn. Để xem Triệu Bân phá được tế thiên huyết trận trước hay là lão ta hủy diệt Ma Quân cùng Hồng Uyên trước. Lão ta cho rằng bản thân chắc chắn sẽ thắng, bởi vì đây là Đông Hải, sân nhà của lão ta, cả hải vực này đều là rối máu của lão ta. Cố gắng thêm chút nữa. Triệu Bân đánh đàn cực nhanh, tỉnh thế khúc vang khắp trời. Không cần hắn nói thì Ma Quân cùng Hồng Uyên ở trong trận cũng đang cố gắng chống cự. Sướng ghê, rõ ràng đang là tổ hợp ba người hoàn hảo, bọn họ giống như bị đứt xích. Bây giờ lại phải ký thác hy vọng vào hậu bối. Giết hắn, Huyết Tôn lạnh lùng hét lên.
Sau đó, rối máu từ khắp hải vực đều lộ ra vẻ dữ tợn, từ bốn phương tám hướng đánh tới Triệu Bân, không ít cảnh giới thiên võ tấn công, đao mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh tung bay đầy trời. Dung! Triệu Bân lấy hồn ngự kiếm, bay múa lên không, bảo vệ vùng trời này. Cùng lúc ấy còn có khí huyền hoàng, sức mạnh thiên lôi và sức mạnh minh hồn hô ứng với kiếm long uyên, chấn thủ ở bốn phía, rối máu bị bốn loại sức mạnh giết cho ngã như dạ. Ya ya! Tiểu Kỳ Lân cũng kêu gào, vùng ra khỏi đan hải. Ngoài ra thì Triệu Bân còn gọi cả đại bằng cánh vàng. Trợ chiến! Không rảnh! Rào! Giết! Kỳ Lân gào lên, đại bằng sợ hãi, đành phải xông vào đám rối máu. Cảnh tượng sau đó cũng trở nên cực kỳ tanh tưởi, rối máu bị giết thành từng mảng. Keng! Triệu Bân bạt mạng gảy đàn. Tỉnh thế khúc không có uy lực gì khác nào gọi tỉnh linh trí. Đám oan hồn trong trận đều bớt đi vẻ dữ tợn và nhiều thêm đau đớn cùng oán hận, là sự oán hận với huyết tôn. Linh trí được khôi phục. Tế thiên huyết trận run rẩy, trở nên cực kỳ không ổn định. Huyết tôn có vẻ như không khống chế được mọi thứ, lão ta quá coi thường tỉnh thế tiên khúc, không ngờ nó lại có ma lực đáng sợ như vậy. Lão ta nghe vào thì không cảm thấy gì, nhưng oan hồn trong trận lại không còn yên bình. Oanh! Ma quân hừ lạnh một tiếng, cố gắng đứng vững. Hồng Uyên cũng tiên quang nở rộ, ổn định gót chân. Hai người dồn toàn bộ hồn lực để trợ chiến cho tỉnh thế khúc, dẫn tiếng đàn du dương tản ra khắp tứ phương, gọi tỉnh càng nhiều oan hồn và oán linh hơn nữa, khiến vòng xoáy khổng lồ này bắt đầu nứt ra. Hự! Huyết tôn lại bực bội, giờ lão ta mới là người phải đứng ngồi không yên. Khóe miệng huyết tôn chảy máu không ngừng, mặc cho lão ta thi pháp thế nào thì cũng không chèn ép được những oan hồn đang sao động, ngược lại còn bị cắn trả. A, oan hồn gào thét, là tiếng gào từ tận linh hồn. Toàn bộ vòng xoáy đều ngừng vận chuyển, càng nhiều khe hở bị nứt ra. Chính lúc này, ánh sáng trong mắt Triệu Bân lóe lên, tiếng đàn tăng thêm ý sát phạt. Đàn ý vô hình như một thanh kiếm thần, nhắm chuẩn về một phương. Thân là đồng đội, Ma Quân và Hồng Uyên cũng không nhàn rỗi, sử dụng một chiêu đỉnh cao nhất nhắm vào nơi đó, cố gắng tuôn ra khỏi tế thiên huyết trận. Tế thiên huyết trận sụp đổ, vô số oán linh hôi phi yên diệt. Ma Quân và Hồng Uyên phun máu, ngã xuống đất, suýt nữa thì mất mạng. Cũng may nội tình của bọn họ hùng hậu, chứ là cảnh giới thiên võ bình thường thì chắc đã chết trong trận rồi. Phụt! Ngoài ra thì huyết tôn cũng trào máu. Huyết tôn bị thương nặng hơn, bị oan hồn Đông Hải lẫn tế thiên huyết trận cắn ngược, cả nửa người đều nổ thành huyết cốt. Vì thế mà hơn phân nửa rối máu của Đông Hải cũng bị nổ tung thành xương máu. Đám rối máu tấn công vào đất liền cũng sụp đổ liên tiếp. Hơn nữa, đám rối máu đã chết cũng không còn sống lại như xưa. Nộp mạng đi. Triệu Bân rút kiếm mà đến, tế ra thuấn thân tuyệt sát. Huyết tôn còn chưa đứng vững đã bị chém bay đầu, nhưng lão ta vẫn sừng sững không ngã. Đây cũng là chỗ bá đạo của bất diệt ma thân quyết, nó có tác dụng gần như là vạn pháp trương sinh quyết. À, võ hồn huyết tôn kêu gào. Không biết phải hiến tế bao nhiêu căn nguyên mới đổi lấy sức mạnh to lớn, ngưng kết thành một ánh kiếm đỏ ngòm đánh bay Triệu Bân. Mà lão ta thì quay người chạy trốn, xương cốt và gân mạch nối liền tạo ra một cái đầu mới, vẫn là gương mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, kinh dị như ác quỷ đó. Để bổ sung tiêu hao, cũng để chữa thương. Lão ta vừa đi vừa nuốt không biết bao nhiêu rối máu, thắng thua đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể sống sót thì sẽ lật ngược được tình thế. Lão ta bẫy được một lần thì sẽ có thể bẫy được đến lần thứ hai, lão ta chỉ cần thời gian. Ngươi không chạy nổi đâu. Triệu Bân đạp trời quay về, tay cầm kiếm Long Uyên đuổi theo không tha. Mười mấy cái chớp mắt sau, mới thấy Ma Quân và Hồng Uyên đứng vững, một người cầm sát kiếm, một người cầm chiến kích kéo theo thân thể đầy máu đuổi tới. Còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng nổ vang dội từ một hòn đảo truyền ra. Đó là Triệu Bân đã đuổi kịp huyết tôn và khai chiến với lão ta. Một bên là huyết sát ngạo thiên, một bên là tiên hải mãnh liệt, chiến đến trời long đất lở, hòn đảo to lớn là thế cũng gần như sụp đổ, sông núi tận diệt, ánh máu chói mắt bay tung tóe. Triệu Bân, người đáng chết. Huyết tôn gào lên, tràn đầy hận thù và giận dữ. Vốn dĩ là một hồi lừa giết hoàn mỹ, nhưng vì kẻ này mà hết lần này đến lần khác gặp biến cố. Lão ta bị thương nặng như thế, thua thảm như thế đều là do Triệu Bân mà ra. Lửa giận đã bao trùm tâm trí lão ta điên cuồng đến cực điểm, liền mở hai loại cấm thuật, sau đó thay đổi hình thái,
hình thể cao lên chừng 3 trượng, trán sinh ra sừng thú, toàn thân phủ kín một lớp vảy, con mắt to lớn như muốn chảy máu, khí thế cuồng bạo khiến biển cả dâng lên sóng lớn vạn trượng. Tới đây, trong nháy mắt, Triệu Bân mở ra tuyệt cảnh, bao phủ tiên hải màu vàng kim, công phạt vô song. Chiến đấu của hai người cực kỳ thảm liệt. Lúc Ma Quân và Hồng Uyên đuổi đến thì Triệu Bân đã gần như thân tàn, khắp người đầy vết thương, huyết cốt lộ cả ra ngoài, nơi mi tâm là đáng sợ nhất, bị đâm cho một lỗ máu to, máu tươi màu kim trôi tràn, ánh sáng màu máu quanh quẩn làm cho vết thương không khép lại nổi. Trận chiến đấu đơn bởi vì có Ma Quân và Hồng Uyên góp vào nên biết thành ba người đánh hội đồng huyết tôn. Nhưng chủ lực đã đổi thành Triệu Bân, Ma Quân và Hồng Uyên chi đánh phụ trợ. Trải thiên huyết trận. Bọn họ mặc dù đã nhặt về một cái mạng nhưng vẫn bị thương rất nặng. Nhất là Hồng Uyên không có bất diệt ma thân quyết, cũng chẳng có vạn pháp trường sinh quyết nên thân thể già nua đã gần mất đi hình người, hơn nữa còn có xu thế giải thể lực chiến đấu chỉ dùng được 5 phần như khi đến định phong. Oanh, phanh, đại quyết chiến kinh thế đánh cho thiên địa thất sắc. Hòn đảo kia đã biến thành một nơi hỗn loạn, chưa nói đến rối máu, đến cả tiểu kỳ lâm và đại bằng cánh vàng cũng không dám tới xen vào. Mỗi một ánh lửa nổ tung đều có sức mạnh tuyệt diệt, mỗi vầng sáng tỏa ra đều tiềm ẩn uy thế hủy diệt. Tiểu kỳ lân còn đỡ, nó nhảy nhót khắp trời, không màng thế sự. Đại bằng thổn thức tặc lưỡi, CMN chứ đây là phàm giới à. Đám phàm nhân chiến đấu mà cũng gây ra động tĩnh bực này, khiến nó còn không chống đỡ nổi. Thời đại này thú vị đấy. Kẻ trừng phạt không câu cá nữa mà quan chiến từ nơi xa xôi vạn dặm, thổn thức không thôi. Bất kể là ân chú hay ác vương và huyết tôn thì đều là những kẻ có tuyệt chiêu mạnh, nhưng đều bị đánh chết. Huyết tôn này có vẻ như cũng sắp đi vào quỷ môn quan rồi, hồn phi phách tán chỉ là vấn đề thời gian. Kẻ trừng phạt đã tại vị rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ gặp chuyện nào thú vị như thế. Oanh! Vừa nhìn ra, Đông Hải đã nổ tung. Đá vụn bắn tung tóe, bốn bóng người ngã bay ra, tất cả mọi người đều dính máu, bay ra bốn phương tám hướng, kể cả Triệu Bân cũng mất dạng. Cảnh tượng lúc này đúng là không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Cảnh giới chuẩn tiên liều mạng cũng rất khủng bố. Càng không nói đến đây lại là một chuẩn tiên có bất diệt ma thân quyết. Huyết tôn có thể đánh Ma Quân ở thời kỳ đỉnh phong gần chết vào 8.000 năm trước thì lão ta hẳn phải là một kẻ đáng gờm. Huyết tôn gào thét, như sấm sét nổ tung. Có lẽ lão ta đã phát điên thật rồi, lão ta huyết tế toàn bộ rối máu của Đông Hải để hóa thành sức mạnh kinh khủng. Sáp nhập vào trong cơ thể. Thể phách vốn hùng tráng giờ cất cao thành vài chục trượng. Thiên thủ đại la. Triệu Bân xung kích lên, cái tay màu vàng kim từ trên trời phủ xuống. Huyết tôn dùng một kiếm kình thiên, xuyên thủng bàn tay, chấn lật Triệu Bân. Tiên pháp, Ma Thiên Long Hải. Ma Quân vung tay lên, gọi bất diệt chiến kích. Lão ta ra lệnh, một vùng ma hải xuất hiện, che lấp huyết tôn. Diệt ta. Huyết tôn nở nụ cười dữ tợn. Bổ ra một kiếm, như dao long vọt đến. Đại hạ Hồng Uyên xông tới, vung trưởng như thần đao, đánh cho thân thể lão ta lảo đảo. Cút! Huyết tôn lật tay, bắn ra một trưởng, suýt làm cho Hồng Uyên tan biến. Cũng may Triệu Bân kịp thời giết tới, chín cái chu tiên quyết đâm thủng bầu trời, bổ nửa người huyết tôn ra. Ta, là bất diệt. Huyết tôn nhặt một kiếm khí huyết sát, suýt nữa chém chết Triệu Bân. Ma thiên chiếu thế. Vẫn là Ma Quân lấy năm ngón tay chống lên trời, tạo ra một vòng thái dương đen nhánh. Ánh dương màu đen quỷ quyệt, mang uy lực tuyệt diệt, chém cho thể phách của huyết tôn tiêu tan. Vô cực, thiên kiếm quyết. Công phạt của Hồng Uyên không kém gì Ma Quân, như một luồng sáng chặn ngang bầu trời, xuyên thủng lồng ngực của huyết tôn, kiếm uy vô tận bay múa, kiếm ý hủy đi một nửa căn cơ của huyết tôn. Giết! Huyết tôn huy động ma kiếm, chém phá thái dương, lật tay ra một luồng sáng âm u. Chém cho gân cốt Hồng Uyên đứt gãy. Hai đệ nhất thiên hạ của hai thời đại nổ tung một nửa thể phách, rơi vào hai hướng đông, tây của biển cả. Huyết tôn cũng thảm đến cực hạn, không đứng vững nổi. Kết thúc rồi. Triệu Bân lạnh lẽo nói, hai tay cầm kiếm, tung chiêu vạn kiếm quy nhất. Kiếm này lớn hơn thiên kiếm quyết của Hồng Uyên, trong hư không hóa ra một ánh sáng màu kim. Huyết tôn trừng mắt, đạp chân lui lại. Lão ta tự biết bản thân thế nào. Một kiếm này của Triệu Bân sẽ tiêu diệt được lão ta. Giữa khói lửa ngập tràn, lão ta bay lên trời bỏ chạy, trong tay là sấm sét đang tàn phá bừa bãi, định né qua một kiếm của Triệu Bân, lật tay tát cho Triệu Bân một cái, nếu chuẩn xác thì hoàn toàn giết được Triệu Bân. Ma quyết, cấm thiên.
tiên pháp, chói long. Ma quân cắn chặt răng, Hồng Uyên vận dụng hết sức dùng toàn bộ thuật phong cấm. Vào thời khắc mấu chốt, đồng đội cực kỳ quan trọng, có hai bọn họ trợ giúp thật sự ngăn được Huyết Tôn. Lần này, Huyết Tôn không chỉ có rút khóe mắt mà đồng tử cũng thít chặt lại, lão ta đang thật sự sợ hãi. Lão ta, không tránh nổi kiếm này của Triệu Bân. Keng! Cùng với tiếng kiếm chói tai, Triệu Bân đâm xuyên mi tâm của Huyết Tôn, đầu người nổ tung, phá mệnh môn của Huyết Tôn, diệt đi mệnh mạch của lão ta, dù có bất diệt ma thân quyết cũng không thể xoay chuyển nổi. A! À, tiếng gào này của Huyết Tôn chắc cũng là táng ca của lão ta luôn. Võ hồn của lão ta nổ tung. Thân thể của lão ta cuối cùng cũng bị phá vỡ, huyết linh và oan hồn nuôi trong cơ thể cùng với rối máu, huyết ma cắn nuốt ban nãy đều trở thành sức mạnh hủy diệt, nổ tung ầm ầm. Hải vực kia lấy Huyết Tôn làm trung tâm, dâng lên những làn sóng kinh khủng. Phụt! Triệu Bân phun máu, không biết bay đi mấy vạn trượng. Bay ngược vào trong, một cánh tay của Triệu Bân bị nổ tung, nửa thân thể thành thịt nát vụn cốt. Phụt! Phụt! Người phun máu cũng có cả Ma Quân và Hồng Uyên. Ma Quân có bất diệt ma thân quyết chống đỡ nên bảo vệ được thân thể tàn phế, Hồng Uyên gặp sức mạnh hủy diệt thì thể phách già nua đã nổ thành một mảng xương máu. Chỉ còn lại nửa cái võ hồn nhập vào một hòn đảo. Tiểu Kỳ Lân cũng không khá hơn là bao, không biết đã bị đá bay đến nơi nào. Còn Đại Bằng cánh vàng thì chạy kịp nhưng vẫn bị thương. Đến lúc này, đại chiến mới chính thức kết thúc. Tiếng nổ mới hoàn toàn bị chôn vùi. Huyết Tôn chết, cũng tức tưởi như hai đồng đội của lão ta, cực kỳ tức tưởi, cực kỳ không cam lòng. Giống như kẻ trừng phạt nói, lão ta có chiêu này rất mạnh, cuối cùng đại bại. Ngủ đông 8.000 năm rồi thảm hại hơn cả trước, lần này là đi chân lạnh toát. Lão ta chết, rối máu cũng tiêu tan. Nhưng Đông Hải vẫn ngập tràn màu máu tanh. Thắng rồi. Bên đế đô đại hạ truyền đến tiếng reo hò ngập trời. Tất cả đều nước mắt lưng tròng. Trận chiến này quá khốc liệt. Trừ cảnh giới thiên võ ra thì cảnh giới địa tạng và chuẩn thiên chết đến 6 phần. Từ khi đại hạ lập quốc đến nay chưa hề thiệt hại nhiều như thế. Đúng là thây xác ngổn ngang, máu chảy thành sông. Kịch hay, đã buông màn. Do thám từ các nước đều lẩm bẩm. Đại chiến kết thúc, nhưng lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Hai bên đúng là lưỡng bại câu thương, nhưng cường giả thiên võ của đại hạ đều còn ở đây, cũng là nội tình mạnh nhất, bọn họ muốn lật đổ cũng không dễ. Ngừng lại rồi. Kẻ trừng phạt khép mắt, tiếp tục câu cá. Lúc nào rảnh thì đi tìm Triệu Bân nói chuyện tâm sự vậy. Mau lên. Tìm người. Vô số người vọt vào Đông Hải tìm Triệu Bân, Ma Quân và Hồng Uyên. Nếu không có ba đệ nhất thiên hạ này thì đại hạ thực sự sẽ phải diệt quốc. Cũng may. Bọn họ đều còn sống. Liễu Tâm Như tìm được Triệu Bân ở một vùng biển phía đông, bị thương đến mất dạng người, vẫn còn mạng. Tại một dòng sông máu ở phía nam, Ma Hậu tìm được Ma Quân, chỉ còn thân thể tàn phế, nhưng tính mạng cũng không đáng ngại. Ở một hòn đảo của phương Bắc, Linh Lung tìm được Hồng Uyên, không còn thân xác, chỉ còn nửa cái võ hồn. Bang bang! Tiểu Thanh Loan xuyên qua không trung, do tìm được Tiểu Kỳ Lân ở nơi sâu Đông Hải. Hai đứa này cũng hay, còn chạy ra một hòn đảo xa xa để nói chuyện về lý tưởng. Quyết chiến kết thúc. Sơn Hà Đại Hạ thê thảm vô cùng. Mảnh đất này đã chứng kiến bao nhiêu chiến hỏa, lại nghênh đón một lần nghỉ ngơi lấy sức. Các đại vương triều đều biết đây là một lần niết bàn của riêng Đại Hạ. Sau khi nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ nghênh đón thời đại thịnh thế phồn vinh trước nay chưa từng có, mà bọn họ e là sẽ bị lịch sử đào thải. 3 đến 5 tháng sau cũng chưa thấy động tĩnh của đại hạ. Thế nhân đều nghỉ ngơi lấy lại sức, bế quan chữa thương. Đến tháng thứ 6, mới thấy có người xuất hiện. Hoặc là xây dựng tường thành, hoặc là xây lại gia viên. Sông núi hoang tàn khắp nơi dần khôi phục lại sinh khí. Mỗi một chiến trường đều có bia đá dựng lên. Là tế điện cho người chết trận. Thành Thiên Thu. Gần như ngày nào cũng có người vươn vai bẻ cổ ra ngoài. Không có tiếng kêu la om sòm, chỉ sợ làm phiền Triệu Bân và Ma Quân. Từ trận chiến ở Đông Hải, cả hai ngủ sâu đã nửa năm. Và cả Hồng Uyên. Ông ta vẫn đang dưỡng hồn, đến nay chưa tỉnh lại. Cho nên, so với ân chú và ác phương thì Huyết Tôn mới thật sự là ngoan nhân cái thế. Đánh cho ba đệ nhất thiên hạ của ba thời đại thành tàn phế, chiến tích đúng là số 1. Không tính lập trường, Huyết Tôn sẽ ghi dấu ấn trong lịch sử đậm hơn một chút. Tiên trì, Triệu Bân yên tĩnh nằm ở bên trong, lúc được đưa về là một thân thể tàn phế, giờ đã hết vết thương,
nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, khóe miệng thỉnh thoảng chảy máu. Ma hậu từng đến xem một lần, là bị thương vào căn cơ. Nhưng không đáng ngại. Với nội tình của Triệu Bân thì chỉ cần thời gian để khôi phục thôi. Không biết là ngày nào, Thành Thiên Thu dần xuất hiện dị tượng, là của Triệu Bân và cả ma quân. Giống như một bộ phim, hùng vĩ và huyền ảo vô cùng. Thiên võ đỉnh phong. Thương Khung đứng ở bên rìa tiên trì, nhìn đến tròn mắt. Ngoài Thương Khung ra thì còn các lão bối khác bị đả kích cho không dám ngóc đầu lên. Thật đúng là, đường tắt cho lột xác niết bàn nhanh nhất chính là đại chiến một trận sinh tử. Ví dụ như Triệu Bân này đây, khai quật tiềm năng đến cực điểm, lắng động tâm cảnh, căn nguyên dung hợp, đưa một người thiên võ trẻ tuổi nhất đi lên thiên võ đỉnh phong. Cũng bỏ mình trong đại chiến, ma quân cũng niết bàn. Lúc đám người nhìn lên, có một ma quang vọt lên tận trời, đâm đến sấm sét vang dội, sau đó vẫn là dị tượng cổ xưa, diễn hóa xinh đẹp, ngoài ra còn uy áp đáng sợ. Đó là uy áp của cảnh giới chuẩn tiên. Không sai, ma quân đã khôi phục tu vệ một tháng sau, ma quân mới ra khỏi rừng trúc mặc dù đã thu gọn khí tức nhưng vẫn khiến người ta thấy uy hiếp. Khí chàng của ông ta cực mạnh mê, không ai sánh bằng, cho dù là Thương Khung đang ở cảnh giới thiên và cùng cảm thấy bị áp chế. Ông ta đến thăm Triệu Bân, giúp Triệu Bân tôi luyện thể phách. Hậu bối này sẽ tỉnh lại nhanh thôi, giờ vẫn còn đang niết bàn. Đế đô. Ma quân vào hoàng cung. Dù gì cũng là đồng đội qua mấy trận chiến, sao có thể không giúp đỡ Hồng Uyên một phen. Nửa tháng sau, ông ta mới giúp Hồng Uyên chữa võ hồn xong, nửa tháng còn lại thì là thân xác, còn lại thì phải nhờ đến bản thân Hồng Uyên để khôi phục về thời kỳ đỉnh phong. Đến tháng thứ 9, Triệu Bân mới mở mắt. Có lẽ là ngủ lâu quá nên mắt hắn hơi mơ hồ. Đến khi Lạc Hà tới, hắn mới thực sự khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt hắn nhìn Lạc Hà hơi kỳ lạ, bụng của cô ta hơi nhô lên, lúc này mới giống người phụ nữ mang thai, chẳng qua là không biết mang thai thứ gì. Tú Nhi, Triệu Bân vô thức hỏi Nguyệt Thần. Là con của ngươi đó, Nguyệt Thần nói rất tùy ý. Cô ta tiện mồm giải thích một phen, đại loại cũng giống như những gì đám Thương Khung từng nói. Rằng là do kết hợp của huyết mạch đặc thù nên sinh linh khi ra đời sẽ không giống người thường. Sau khi có được đáp án chắc chắn thì Triệu Bân mới tỉnh táo lại. Lạc Hà nhìn ánh mắt của hắn, không còn là ánh mắt bình thường nữa. Tốt lắm. Triệu Bân cười ha ha, vuốt ve bụng của Lạc Hà. Không cần cảm giác cũng thấy được nhịp tim của đứa bé trong bụng. Sắc mặt của Lạc Hà trở nên dịu dàng hơn, đây là con của cô ta và Triệu Bân, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cô ta cũng đã có cảm giác làm mẹ, cô ta sẽ nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ này lớn lên thật tốt. Sau này chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ bù. Triệu Bân nói, dán lỗ tai vào bụng Lạc Hà. Đây là con của hắn, Lạc Hà đã trở thành người nhà họ Triệu. Ừ, Lạc Hà nở nụ cười xinh đẹp. Cô ta chưa mặc áo cưới bao giờ. Cảm giác bái đường thành thân chắc hẳn là rất kỳ diệu. 2. Nguyệt Thần thở dài. Cô gái này mà thở dài thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Bân Nhi. Có tiếng gọi vang lên, Phù Dung đi vào. Không thấy Liễu Tâm Như đâu, nàng vẫn đang bế quan. Thấy Phù Dung, Lạc Hà hoảng hốt đẩy Triệu Bân ra. Phù Dung chỉ cười dịu dàng, mặc dù nụ cười này không được tự nhiên cho lắm. Đây sẽ là con dâu của bà ấy, sau này sẽ gọi bà ấy là mẹ chồng, nhưng bối phận của Lạc Hà thì cao hơn bà ấy nhiều lắm. Lạc Hà là sự tồn tại ngang bằng với Hồng Uyên, nếu xét từ bên Hồng Uyên thì bà ấy còn phải gọi Lạc Hà là sư tổ nữa kia. Có một người con dâu với cấp bậc sư tổ thì đúng là hơi quái. Lạc Hà cũng có cảm giác tương tự. Có một mẹ chồng cấp bậc đồ tôn thì lạ thật đấy. Đành chịu thôi. Ai bảo Phù Dung có một người con trai tài giỏi cơ chứ? Ai bảo Lạc Hà có một tướng công giỏi cơ chứ? Hai người không ở lại quá lâu, Triệu Bân cần yên tĩnh một phen. Sau khi bọn họ đi, Triệu Bân ngồi xếp bằng, tĩnh tâm củng cố cảnh giới. Đã là thiên võ đỉnh phong. Hắn dường như có thể thấy được một cánh cửa hư ảo. Đó là cánh cửa cấp tiên, nhưng hắn không nhìn rõ được dù có cố thế nào, chỉ cảm thấy nó rất mờ mịt, giống như thấy được một mộng cảnh hư ảo. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Phải đạt đến tạo hóa cỡ nào mới vượt qua được. Tú Nhi, có phải trên người ta còn nguyền rủa không? Triệu Bân hỏi. Ngươi từng có, Nguyệt Thần hít sâu một hơi, cứ nói đến nguyền rủa thì cô ta đều tức giận. Nguyền rủa của ta khi xưa liệu có gây ảnh hưởng cho đứa con trong bụng Lạc Hà không? Triệu Bân hỏi. Không. Vậy thì được. Lần này,
đổi thành Triệu Bân hít sâu một hơi, sắc mặt tối đen. Tin Thương Khung đúng là ngu dại mà, làm hỏng bao nhiêu chuyện mây mưa tốt lành của hắn. Nếu hắn cần cù hơn thì có phải là có thêm mấy đứa con rồi không? Nghĩ lại, hắn bật cười. Nếu không có nguyền rủa thì hắn có thể ôm vợ ngủ rồi nhỉ? Không, một lời của Nguyệt Thần như chậu nước lạnh tạt vào tim của Triệu Công Tử. Vì sao, Triệu Bân nghi hoặc. Vì, người bị bệnh, Nguyệt Thần ý vị thâm trường nói. Bệnh, lại đây nghe sư phụ, từ từ nói này. Nguyệt Thần nói, ngồi xếp bằng trên mặt trăng. Sau đó, cô ta đường đường chính chính kể lại cho Đồ Nhi một câu chuyện. Nhưng cô ta cũng không nói đến thiên sát cô tinh mà chỉ nói lại ba chữ, người bị bệnh. Cô đùa ta à? Triệu Bân không tin, hắn thật sự bị bệnh. Thần thái kia của Nguyệt Thần lại rất thâm sâu. Mệnh cách, thiên sát cô tinh đấy. Đây nào phải bị bệnh, còn ghê tởm hơn cả nguyền rủa nữa kia kìa. Cô ta không nói rõ. Có vài chuyện nên để nói sau thì hơn. Bây giờ Triệu Bân có biết hay không cũng không khác biệt. Đừng nghĩ đã, đến gặp một người trước đi. Nguyệt Thần chậm rãi nói, tạm thời bỏ qua đề tài này. Triệu Công Tử vẫn chưa thỏa mãn, chỉ hỏi bừa, ai đấy? Kẻ trừng phạt, kẻ trừng phạt. Triệu Bân vừa nghe xong, ánh mắt sáng như trăng. Đây là một vị thần đấy. Thần chân chính, còn chân chính hơn cả Tú Nhi. Kẻ đó có cảm nhận được sự tồn tại của cô không? Triệu Bân bước ra khỏi thiên trì. Nguyệt Thần chưa đáp lại, chỉ khẽ vẩy tóc, sau đó mới nói, bà đây cầm tinh con chuột, có thể trốn hơi bị kỹ luôn. Triệu Bân không hỏi nhiều. Nguyệt Thần đã để cho hắn đi tìm kẻ trừng phạt thì chắc chắn phải có chuẩn bị. Ra khỏi dãy núi Triệu gia, Triệu Bân đến gặp Liễu Tâm Như, nàng đang lột xác, có dị tượng huyết mạch diễn hóa, lúc xuất quan thì tu vi chắc chắn sẽ tăng lên, căn nguyên của nàng sẽ càng thêm tinh túy. Hắn không quấy rầy nhiều mà đến một khu rừng nhỏ. Ma Quân và Ma Hậu đang ngồi uống trà dưới cây. Nhìn vẻ mặt hồng hào của Ma Hậu, hắn liền biết hai người này đêm qua có tiết mục đặc biệt. Đến cũng đã đến, Triệu Bân uống luôn một ly. Bọn họ có nói đến kẻ trừng phạt, người này tồn tại từ 8.000 năm trước. Bất kể là Ma Quân hay Ma Hậu đều tràn ngập kiêng kỵ, cũng rất kính sợ. Bởi vì kẻ trừng phạt sâu không lường được, theo suy nghĩ của họ thì chắc phải là tiên chân chính, cấp bậc cũng không thấp. Triệu Bân cũng không nói gì. Đây là thần, sâu không lường được đã là gì, phải là bế nghĩa thế gian ấy chứ. Hắn may mắn được Nguyệt Thần chỉ dẫn đến gặp kẻ trừng phạt, đây là vinh dự vô thượng. Lúc hiện thân lại thì hắn đã ở một hoa viên, trong tầm mắt toàn là những người thân quen, Kiếm Nam, Thanh Giao, Tô Vũ, Lâm Tà, U Lan, Xích Hiên, Man Đằng, Tiểu Vô Tà. Những người từng trúng lời nguyền đều hóa thành ngụy bí giả, ân chú chết đi, bọn họ cũng khôi phục lại bình thường. Gặp lại Triệu Bân, bọn họ đều thổn thức. Nhớ lại trước khi bị phong ấn, Triệu Bân mới là cảnh giới địa tạng. Ngủ một giấc, Triệu Bân đã thành cảnh giới thiên võ, lại còn là thiên võ đỉnh phong. Đều là người ngang tuổi, không có so sánh thì sẽ không có đau thương mà. Không lâu sau, Mà Tử, Phượng Vũ, Huyền Mộng, Nhan Như Ngọc, Nhóc Ham Tiền, Tên Mập và Tinh Hồn cùng đến, còn cả Tiểu Vũ Linh vượt khắp thiên địa như một vệt sáng. Nhìa mò ống một ly thôi, Lâm Tà cười xách rượu ngon lâu năm ra hoa viên tràn ngập mùi rượu cảnh tượng về cùng ấm áp. Nếch ba chén rượu vào bụng, Triệu Bân quay người rời đi, chờ hắn quay về ôn chuyện cùng chưa muộn. Ái trà, xuất quan rồi đấy. Vừa ra hoa viên đã gặp Thương Khung. Lão già này rảnh đến mệt người. Một tay cầm cần câu, một tay mang giỏ trúc, chắc là muốn đi câu cá rồi. Ma Quân nói câu cá cũng là một kiểu tu hành, lòng tĩnh thì mới thông minh. Nào, người qua đây. Triệu Bân mặc kệ Thương Khung có đồng ý hay không, cứ kéo ông ta đi. Nhìn từ đằng sau có thể thấy hai người sánh vai đi cứ như huynh đệ. À, không lâu sau, liền nghe thấy tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Người nào đó bị Triệu Công Tử đánh, dí sát trên mặt đất. Đường đường chính chính nên cho một trận. Xong việc, trên cái cây siêu vẹo liền có thêm một người, mặt mũi bầm dập, mắt như gấu mèo, toàn thân là dấu chân. Dấu vết của Triệu Công Tử vẫn luôn đỉnh cao như thế, cả người bị nát mấy cái xương. Sau Thương Khung, Triệu Bân lại đánh một người. Ừ, là Diêm La Mặt Quỷ, mỗi ngày cầm sách lắc lư trước mặt hắn, sau này mới biết đều là những báo cáo về từng việc nhỏ của hắn, Diêm La Mặt Quỷ viết rõ đến từng chi tiết. Hôm nay trời đẹp, rất hợp để treo người. Cho nên Diêm La Mặt Quỷ cũng bị treo lên cây. Chậc chậc chậc. Quá nhiều người chạy đến xem, tặc lưỡi không thôi.
không biết vì sao, nhưng thấy hai người này bị treo ở đây thì mọi người đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỹ nữ, sao mà đi nhanh thế? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đi theo ta nữa. Triệu Bân gặp một người quen ngoài cổng thành. Nhìn kỹ lại thì chẳng phải là Đào Tiên Tử, bạn tốt của mẹ hắn hay sao? Đan Phượng Phù Dung, Song Phượng Đào Hoa, đều là những tú nữ thêu thùa nổi danh thiên hạ. Đào Tiên Tử tới đây chắc chắn là để thăm Phù Dung. Phía sau cô ta còn có một người với cái đầu sáng loáng, chính là Hồ Lai chứ ai? Triệu Bân xoa căm, ánh mắt lạ lùng, Hồ Lai đang tán Đào Tiên Tử hả? Tên này cũng không ngốc. Toàn chọn mỹ nữ để ra tay. Tiền bối, Triệu Bân chắp tay hành lễ. Mẹ ngươi ở nhà không? Đào Tiên Tử dịu dàng cười. Có. Ta đến tìm Phù Dung nói chuyện. Đào Tiên Tử mỉm cười, đi vào cổ thành. Hồ Lai cũng đi ngay sát như keo chó. Triệu Bân vươn tay bắt hắn ta lại, ngươi có ý gì đây? Lão nạp ưng nàng này, muốn tạo một tình yêu cháy bỏng oanh liệt với nàng, Hồ Lai thâm tình nói. Triệu Bân nghe xong mà méo miệng. Hắn chưa kịp nói thêm thì Hồ Lai đã chạy mất dạng, đuổi theo Đào Tiên Tử. Ngươi bị điên à? Đừng giận mà, lấy ta đi. Cút! Tiếng nói hỗn tạp vang lên cách hắn không xa, Đào Tiên Tử luôn lịch sự hàm xúc mà cũng phải bật thốt lên lời thô tục. Người nào đó rất thèm đòn, xuất gia rồi không phải nên tránh xa những thứ tục tằng sao? Thế mà còn đòi lấy vợ. Hay thật, Triệu Bân lại xoa cằm. Nếu hai người đó thành một đôi thì chắc sượng lắm. Đào Tiên Tử là người cùng một đời với mẹ của hắn, còn Hồ Lai thì hơn hắn một đời. Sau khi nhìn xong, hắn xoay người ra khỏi thành, đến đế đô dưới ánh trăng sáng. Tại lăng mộ hoàng gia, hắn đặt thể tiên của Hồng Tước vào trong mộ. Hắn đứng yên lặng thật lâu trước một cái bia mộ. Đó là mộ của Long Phi, nói chính xác thì là một cái y quan. Tú Nhi, có thể phục sinh được cô ta không? Triệu Bân hỏi. Lần này Nguyệt Thần không gì không biết lại lựa chọn im lặng. Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, Long Phi không giống với Sở Vô Xương. Long Phi đã chết thật, không còn thân xác, cũng chẳng còn linh hồn, theo Nguyệt Thần thì Long Phi không có khả năng sống lại. Nhưng đây cũng không phải tuyệt đối. Nếu Triệu Bân thành thần, nếu Triệu Bân có sức mạnh vô cùng tận thì chưa chắc đã không thể nghịch chuyển càn khôn. Đến rồi à? Có giọng nói khàn khàn vang lên, cũng có người đi vào lăng mộ. Là Long Chiến, Hoàng Phi và Long Dương cũng đến tế bái Long Phi. Ân chú bị giết, Long Chiến cũng khôi phục bình thường. Long Chiến không làm Hoàng đế đại hạ nữa mà hoàn toàn thoái vị. Vũ Linh Hoàng Phi vẫn tiểu tụy như cũ, vẻ đẹp vốn dĩ phong hoa tuyệt đại giờ tăng thêm vẻ thê lương. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, là một người mẹ, tâm trạng của bà ta như vậy cũng dễ hiểu. Ta sẽ đưa cô ta quay về. Mặc dù biết hy vọng xa vời. Nhưng Triệu Bân vẫn luôn có chấp niệm này. Nguyệt Thần từng nói, thần có sức mạnh vô thượng, nếu thành thần có thể cứu được Long Phi thì hắn có chết cũng sẽ nghịch thiên mà đi. Hắn rời khỏi đó, đến nơi sâu của Hoàng Cung. Hồng Uyên vẫn đang ngủ say, Linh Lung và Sở Lam đang giúp ông ta nuôi dưỡng thể phách. Thiên Võ Đỉnh Phong, thấy khí uẩn của Triệu Bân, Linh Lung và Sở Lam đều sửng sốt. Nhưng bọn họ cũng không quá kinh ngạc. Trải qua một trận chiến sinh tử thì cũng phải đại niết bàn, cộng thêm áp chế của thiên địa suy yếu đi dung hợp với căn nguyên huyết mạch, đi lên Thiên Võ Đỉnh Phong cũng không lạ. Triệu Bân không nói nhiều, tế ra tiên lực chân nguyên. Hồng Uyên bị thương ở căn cơ, võ hồn cũng bị thương nặng, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Lúc đi, hắn để lại tẩy tủy dịch cân kinh bản cải tiến, có thể giúp Hồng Uyên tái tạo lại căn cơ. Hôm nay đường cái đế đô đã phồn hoa hơn trước một chút. Lúc Triệu Bân đi qua, mọi người đều tỏ vẻ kính sợ, dù là những người từng ghét bỏ cũng đều bội phục từ tận đáy lòng. Đây là yêu nghiệt, gánh vác khí vận của đại hạ. Ra khỏi đế đô, Triệu Bân quay về Thiên Tông. Sau một hồi chiến hỏa, Thiên Tông vắng đi rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Có lẽ là chiến tranh quá tàn khốc, bây giờ Thiên Tông vẫn đang nghỉ ngơi lấy sức. Hắn bái tế Vân Yên, Lăng Phi, Tử Viêm và Dương Phong, sau đó mới biến mất vào trong bóng đêm. Tú Nhi, kẻ trừng phạt ở đâu? Triệu Bân hỏi. Phía đông nam, Nguyệt Thần chậm rãi nói, không thể cố tình gặp mà phải tỏ ra trùng hợp. Ta hiểu rồi. Triệu công tử ngầm hiểu, cũng biết vì sao Nguyệt Thần kiêng dè. Đây là phàm giới, từ cổ chí kim không ai từng thấy kẻ trừng phạt, cho dù có người từng gặp thì cũng chưa chắc đã biết đó là kẻ trừng phạt. Nếu đi thẳng đến gặp, người đó không nghi ngờ mới lạ.
cho nên tạo một sự trùng hợp vẫn rất cần thiết. Đến lúc gặp thì phải nghe theo ta hết đấy, Nguyệt Thần lại ra lệnh. Ta cũng không ngốc mà, Triệu Bân mỉm cười, gặp thần ai dám nói linh tinh chứ. Nói xong, hắn nhìn Tiểu Kỳ Lân. Trùng hợp đúng không, vậy cần Tiểu Kỳ Lân phối hợp đã. Ya ya, Tiểu Kỳ Lân hiểu ý, chạy về một hướng. Triệu Bân thì ở phía sau căng sức đuổi theo, diễn rất thật chân. Vẫn là góc núi đó. Vẫn là con sông trong suốt kia. Kẻ trừng phạt cầm một cây gậy trúc, đang nhàn nhã câu cá. Theo lời Nguyệt Thần thì đây không phải câu cá mà là tu thân dưỡng tính, là đang ngộ đạo. Sau khi thành thần thì ngộ đạo không đến trực tiếp, mà là vô tình ngộ đạo, hoặc là gặp tạo hóa. Người còn dám trộm đề á không biết từ khi nào, có tiếng hét la vang lên. Chính là Triệu Bân và Tiểu Kỳ Lân đang diễn trò. Tiểu Kỳ Lân như một luồng sáng vật qua khi lén Triệu Bân thì giả và đuổi theo sau. Tiểu Kỳ Lân đến trước, vọt thẳng vào trong khu rừng này như một cơn gió, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu. Triệu Bân chậm hơn một bước, bị bỏ lại đằng sau nên cứ nhìn trái ngó phải, còn không quên gãi đầu, đi đâu rồi. Người đang câu cá chính là kẻ trừng phạt, Nguyệt Thần điềm tĩnh nói. Nói thật lòng, khi nghe thấy câu này, Triệu Bân hơi cuống. Hắn từng gặp người này, trước đó đã gặp khi truy sát con rối máu, hỏi gì cũng không nói. Không ngờ rằng lão ta là kẻ trừng phạt, chẳng trách không thể nhìn ra khí tức, hóa ra là một vị thần. Đêm đó, suýt nữa hắn còn gõ cho người này một gậy. May mà chưa gõ đấy. Nếu không, hắn sẽ chết rất khó coi. Cuống quýt thì cuống quýt vậy thôi, nhưng bề ngoài Triệu công tử chẳng có gì bất thường, hắn diễn nhập tâm đến lúc chết nhá. Tìm kiếm một vòng, hắn mới ghé tới chỗ kẻ trừng phạt, có thấy thứ gì bay ngang qua đây không? Kẻ trừng phạt không nói gì, chỉ chuyên tâm câu cá. Hê! Triệu Bân không chịu nữa, giơ tay tóm lấy. Tất nhiên, mấy điều này là do Nguyệt Thần dạy hắn làm vậy. Hắn tóm như vậy cũng không sao, quan trọng là trên người kẻ trừng phạt có một luồng gió nhẹ khẽ thổi qua làm Triệu Bân bị hất văng, nện cho đỉnh núi cách đó không xa đổ ầm ầm, hình thái nhếch nhác không chịu nổi. Thế này là kẻ trừng phạt đã nương tay lắm rồi đấy. Chỉ cần kẻ trừng phạt có thêm chút sát ý, cũng đủ cho Triệu Bân chết hàng vạn lần. Khụ khụ. Triệu Bân bò ra, điên cuồng ho ra máu. Nguyệt Thần cũng sơ suất thật đấy, phải biết rằng, điều mà cô ta yêu cầu Triệu Bân là mạo phạm thần linh, lỡ như không ổn thỏa thì Triệu Bân sẽ tan tành mây khói, chẳng khác nào ngông cuồng dạo chơi quanh quỷ môn quan cả. Lão nương biết tính toán chứ? Thái độ của Nguyệt Thần vô cùng vững dạ. Phàm là thần linh, về cơ bản sẽ không tính toán với phàm nhân. Tại sao thế? Bởi vì quá mất uy nghiêm. Tất nhiên vẫn còn chút nguyên nhân, huyết mạch của Triệu Bân dù là tiên thiên hay là hậu thiên, kẻ trừng phạt cũng sẽ nể nang đôi phần, bởi vì lão già này cũng có chút nguồn căn cùng với dòng máu này. Qua đây, kẻ trừng phạt cuối cùng cũng lên tiếng. Qua đây, kẻ trừng phạt chỉ điềm tĩnh gọi. Thế nhưng Triệu Bân cũng ngoan ngoãn, ôm ngực lảo đảo bước tới. Hắn bị thương không hề nghiêm trọng, cùng lắm chỉ ho ra vài búng máu thôi. Dù là vậy, hắn cũng thấy vô cùng chấn động. Điều này không phải là do diễn xuất, mà là hắn thực sự vô cùng kinh ngạc. Một vị thần hoàn chỉnh quả nhiên không phải trò đùa, chỉ là một cơn gió lướt qua cũng đủ khiến hắn thấy khó chịu. Nếu kẻ trừng phạt thực sự muốn giết hắn thì có thể đánh chết hắn suốt 10 luân hồi chỉ trong thoáng chốc, đã vậy 10 lần này còn không trùng lặp nhé. Trong lúc này, hắn đã đi tới. Bị xử lý một trận, hắn ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn được nữa, như một con cừu ôn thuận, ngoan ngoãn đứng đó, cố gắng tìm kiếm khí tức của kẻ trừng phạt, sau cùng không tìm nổi chút nào. Ông là tiên à, Triệu Bân lý nhí hỏi. Làm sao ngươi nhìn ra được, kẻ trừng phạt thong dong mỉm cười. Nếu không phải tiên, tại sao lại có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy, Triệu Bân giả ngu. Đúng thế, lão phu chính là tiên, kẻ trừng phạt cũng rất thú vị, mẹ kiếp. Lão ta thừa nhận luôn, chẳng qua cũng vì muốn vì đùa vui. Nếu lão ta nhận mình là thần linh, e rằng sẽ khiến tên nhóc này sợ chết khiếp, tẻ ngắt lắm. Hai kẻ dở hơi. Nguyệt Thần là khán giả duy nhất, thong thả hóng chuyện. Triệu Bân đang diễn kịch, dường như lão già kia cũng rảnh rỗi quá mức. Thực ra, vãn bối cũng lợi hại lắm, Triệu Bân không coi bản thân như người ngoài, khoanh chân ngồi xuống rồi bắt đầu lừa đảo, từ khi ta tu võ đạo đến nay. Không có chuyện thua cuộc trong các trận đấu đồng cấp. Nghe ngươi nói như vậy là định tìm lão phu để luyện thử à, kẻ trừng phạt bật cười. Ta không dám đánh với ông đâu, Triệu Bân cười ha hả,
vãn bối thích so tài văn chương hơn. So tài văn chương thế nào, kẻ trừng phạt có vẻ hứng thú. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cố ngồi thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo, rồi vuốt vuốt mái tóc, kỳ nghệ của vãn bối rất tinh tường, chơi cờ khắp thiên hạ không có đối thủ, được người đời tặng danh hiệu, kỳ thánh. Kỳ, thánh. Kẻ trừng phạt nghe xong mà liếc xéo đầy khinh thường, đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới. Thứ này ngông nghênh phết nhỉ, lão phu có cần bày ra một ván cờ cho tên tiểu tử này mở mang tầm mặt không? Cao thủ đấy. Vãn bối cô đơn lắm. Triệu Bân tỏ vẻ sâu sắc, phong phạm bỗng chốc tiến vào cảnh giới đỉnh cao. Kẻ trừng phạt cuối cùng cũng buông cần câu, phất tay một cái, bày ra bàn cờ. Xem ra tiền bối vẫn không tin nhỉ, Triệu Bân tỏ ra có tinh thần, tiện thể còn sắn tay áo lên, yên tâm, vãn bối sẽ nhường ông mà, dù ông thua, ta cũng không đồn ra ngoài đâu. Khẩu khí của hắn có vẻ rất ngông cuồng đấy. Trên thực tế, khả năng chơi cờ của hắn nát hơn cả nát. Thế nhưng sau lưng hắn có Nguyệt Thần, à đàn bà này chẳng có gì không biết, dám đưa ra lời thách thức thì chắc chắn cũng có chút bản lĩnh. Suy cho cùng thì đây là trận so tài giữa Nguyệt Thần và kẻ trừng phạt. Còn về hắn, cùng lắm chỉ là người qua đường thôi. Kẻ trừng phạt chỉ mỉm cười không nói, nghiễm nhiên coi hắn như thằng hề. Tuy rằng kỳ nghệ của lão ta cũng chẳng ra làm sao, đánh cờ với các vị thần cùng cấp chưa từng thắng nổi một lần, nhưng lão ta là thần linh cơ mà. Dù khả năng chơi cờ kém cỏi đến đâu cũng không phải thứ mà phàm phu tục tử có thể bì được, lão ta sẽ thua nổi sao? Có muốn thêm tiền cược không? Kẻ trừng phạt mỉm cười hỏi. Cũng được, Triệu Bân cười hề hề, vãn bối nhiều tiền lắm. Ta không cần tiền. Thế ông muốn gì? Nếu lão phu thắng, ngươi thay lão phu tới một nơi, kẻ trừng phạt vuốt chòm râu. Đi đâu cơ? Âm Tào địa phủ. Nơi này, khóe miệng Triệu Bân giật giật. Yên tâm, đảm bảo ngươi không sao hết, kẻ trừng phạt rất kiên định. Thế nếu vãn bối ăn may thắng được thì sao? Vàng bạc châu báu, bí thuật công pháp, cho ngươi chọn thoải mái. Ta không cần mấy thứ đó, chỉ cần một ân tình của tiền bối thôi, Triệu Bân cười cười. Dễ thôi, kẻ trừng phạt rất tùy hứng, đòi gì cũng không sao cả, bởi vì lão ta không thể nào thua được. Được ngay, Nguyệt Thần hứng thú hẳn. Đợi đến nửa đêm, lão già này cuối cùng cũng lọt hố rồi. Kỳ nghệ của kẻ trừng phạt không ra gì, nhưng Nguyệt Thần thì khác, cô ta là đồ nhi của kỳ thần mà. Nếu tiền bối thua, không được quỵt đâu nhé. Triệu Bân nói rồi lấy một quân cờ đặt lên bàn cờ. Kẻ trừng phạt cũng hạ một nước cờ, lão phu vẫn giữ chữ tín đấy. Triệu Bân chẳng tin câu này lắm. Nhưng Nguyệt Thần thì tin tưởng tuyệt đối. Thần linh không phải phàm nhân, họ sẽ không hứa hẹn bừa bãi, bởi vì một khi thần linh mở miệng sẽ được ghi chép trong âm thầm, cũng được công nhận, nếu dám trở mặt, chắc chắn sẽ để lại nghiệp chướng. Tiền bối, hỏi thăm ông chuyện này nè, Triệu Bân nốc một hớp rượu. Cứ nói đi đừng ngại, động tác của kẻ trừng phạt rất thong dong, phất tay lên và hạ cờ lần nữa. Đại tế ti của hoàng tộc từng nói rằng con đường thành tiên đã bị đứt đoạn rồi, có phải là thật không? Triệu Bân hỏi. Đúng là có chuyện này. Không có đường lên tiên nữa, há chẳng phải phàm nhân không thể thành tiên sao? Đường đứt rồi, phàm nhân không thể nào cá chép hóa rồng được nữa. Ta còn muốn được thành tiên mà. Triệu Bân ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thản nhiên như không, thần thái của cô ta đã thể hiện ra điều này, đừng nghe lão ta nói nhảm. Thú vị đây. Thấy Nguyệt Thần như vậy, hai mắt Triệu Bân lóe sáng. Nguyệt Thần thần thông quảng đại, có cô ta thì chắc chắn sẽ có đường. Cứ hễ gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ sảng khoái. Tâm trạng Triệu Bân rất tốt, tư thế hạ cờ cũng bá khí hơn nhiều. Tuy rằng bề ngoài là hắn đang đánh cờ, trên thực tế, đây là trận rằng co giữa Nguyệt Thần và kẻ trừng phạt, hắn chỉ cần hạ cờ theo sắp xếp của Nguyệt Thần là được. Kẻ trừng phạt trông có vẻ vẫn bình tĩnh lắm. Nếu có người hiểu về cờ ở đây thì chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra được cục diện, lão già này vững vàng chiếm thế thượng phong, tấn công mãnh liệt, chiêu nào cũng là đường cùng, nhiều chỗ còn ẩn chứa sát cơ, toàn bộ ván cờ chèn ép Triệu Bân. Cô có chơi được không vậy hả? Triệu Bân từng liếc nhìn Nguyệt Thần không chỉ một lần, tuy rằng khả năng đánh cờ của hắn vô cùng nát, nhưng hắn vẫn nhìn ra được cục diện. Nếu cứ tiếp tục thế này, nếu tiếp tục không phản đòn, sẽ bị kẻ trừng phạt đánh cho không còn mảnh giáp. Ngươi vội cái gì? Nguyệt Thần cũng khoanh chân, trông còn vững dạ hơn cả kẻ trừng phạt. Triệu Bân bán tín bán nghi nhưng vẫn nghe lời Nguyệt Thần chỉ huy vô điều kiện. Đây,
là trình độ của kỳ thánh, kẻ trừng phạt ung dung mỉm cười. Triệu Bân cố tỏ vẻ dầu dĩ, còn quệt mồ hôi, chẳng qua hắn đang diễn để làm đối phương tê liệt mất cảnh giác thôi. Sau đó hắn lấy từ trong lòng ra một bộ cổ thư, trên đó viết hai chữ siêu siêu, kỳ phổ. Đợi ta tìm pháp môn để phá thế cờ của ông. Triệu Bân cũng rất hiếu học, vùi đầu vào lật dở một hồi. Kẻ trừng phạt trông thấy mà bỗng chốc như bị chọc cười, Lâm Trận mới mài thương à. Chính nó đây. Triệu Bân một tay cầm kỳ phổ, một tay đặt quân cờ lên góc bàn cờ. Kẻ trừng phạt vuốt bộ râu, lờ đễnh liếc mắt nhìn Triệu công tử. Nước cờ này khá có trình độ, trông như bình thường thôi, trên thực chất đã chọc đúng vào điểm yếu hại, khiến lão ta không kịp trở tay. Lão già, đến lượt ta rồi. Nguyệt Thần cười cười, thế cờ đã bày sẵn, chỉ đợi phản công thôi. Nước cờ của nàng vô cùng ảo diệu, mà kỹ thuật diễn xuất của Triệu công tử cũng hết sức đặc sắc. Vài bước đi sau đó khiến kẻ trừng phạt không những trở tay không kịp mà còn phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Rõ ràng cục điện đang tốt lành, là ta chèn ép hắn toàn phần, chỉ còn đợi tuyệt sát, vậy mà thế cờ chết bằng biến thành sống rồi. Tiểu tử, có chút đạo hạnh đấy nhỉ, kẻ trừng phạt khẽ cười. Ta là kỳ thánh mà, Triệu Bân mỉm cười khoe trọn hai hàm răng. Kẻ trừng phạt không nghĩ vậy, lão tử còn là thần linh nhé. Lúc mạnh lúc yếu, chỉ ở trên bàn cờ mới thấy rõ bản chất. Triệu công tử vẫn kính nghiệp như thường, cũng vẫn tỏ ra vô hại như thường, trước khi hạ cờ sẽ vùi đầu đọc kỳ phổ một hồi. Diễn kịch mà, thứ này là một đạo cụ rất hữu dụng. Không biết đến bước thứ mấy. Kẻ trừng phạt lần đầu thấy do dự. Lão ta cầm quân cờ một lúc lâu mà chưa hạ xuống, không biết nên đặt ở đâu. Lúc này, nhìn lại thế cờ, dường như lão ta không còn lạc quan lắm, phong vân biến sắc rồi. Tiền bối. Triệu Bân hô hô tay, khẽ gọi lão ta một tiếng. Bấy giờ kẻ trừng phạt mới hạ cờ, tiện thể còn liếc mắt nhìn Triệu Bân. Đặc biệt quan tâm tới cuốn kỳ phổ của Triệu công tử. Bên trong thực sự có càn khôn à, đến mức mỗi khi tên này xem kỳ phổ, hắn hạ cờ vô cùng chuẩn xác. Trên thực tế, đây là một đạo cụ mà Triệu Bân lấy ra để diễn kịch thôi. Trên thực tế, thứ lợi hại không phải là đạo cụ, mà là Nguyệt Thần ở phía sau. Cũng trách Triệu công tử diễn quá nhập tâm, ai không biết còn tưởng rằng trong cuốn kỳ phổ này ẩn chứa vô vàn điều huyền diệu ấy chứ. Chí ít thì kẻ trừng phạt tin rồi. Lão ta muốn lấy cuốn kỳ phổ để nghiêm túc xem vài lần. Có thể khiến một vị thần như lão ta chịu thiệt, hiển nhiên kỳ phổ này không đơn giản. Tiền bối, lại đến lượt ông rồi, Triệu Bân mỉm cười. Kẻ trừng phạt thu hồi ánh mắt, tiện tay lấy một quân cờ. Nhưng khi nhìn vào bàn cờ, đôi mắt già nua không khỏi nheo lại. Đến lượt lão ta giàu dĩ rồi. Cục diện hiện giờ hiển nhiên đã lộ hết vẻ hung hiểm của nó. Với ánh mắt của một vị thần. Dường như lão ta bị bóp nghẹt cổ họng. Thế thì, tất nhiên phải dồn sức ứng cứu. Tiếc rằng lão ta không đối đầu với Triệu công tử mà là Nguyệt Thần, đồ nhi chân truyền của kỳ thần đâu cho lão ta thời cơ để nghỉ xả hơi. Nếu ván cờ là chiến trường, thời khắc này chính là lúc phản công, quét sạch hang ổ của địch. Đỉnh quá! Triệu Bân trông thấy mà trợn tròn hai mắt, kẻ trừng phạt thất bại rồi. Qua lại cùng Nguyệt Thần lâu như thế. Hắn không biết Tú Nhi nhà hắn còn là cao thủ chơi cờ. Trận đấu của thần linh với thần linh, quả nhiên ảo diệu tuyệt mỹ, khiến kẻ phàm phu tục tử như hắn được mở rộng tầm mắt. Kẻ trừng phạt nhíu chặt hàng lông mày. Quân cờ trong tay lão ta mất một lúc lâu vẫn chưa được hạ xuống, dường như bất kể quân cờ này có được đặt ở đâu thì cũng không đủ sức cứu vãn cục diện nữa. Đối phương cũng chỉ cần một bước là có thể tuyệt sát lão ta rồi. Bế tắc. Cục diện này quá bế tắc. Gương mặt của lão ta có vẻ không kiềm chế được cảm xúc nữa. Lão ta là thần linh, vậy mà lại thua một phàm nhân. Ta thích nhìn bản mặt đen thui của ngươi lắm đấy. Nguyệt Thần cười rất vui vẻ, đợi suốt nửa đêm, chỉ đợi bước này. Triệu công tử có vẻ hơi cuống, thắng một vị thần đấy. Lỡ như vị thần này thẹn quá hóa giận, chưa biết chừng sẽ vung trưởng đánh hắn thành cho bụi. Đêm nay, sắc trời rất đẹp. Kẻ trừng phạt đứng dậy, tỏ ra thâm trầm. Sau đó, lão ta quay người đi mất tăm. Tú Nhi, có phải lão ta chạy rồi không? Khóe miệng Triệu Bân giật giật. Nguyệt Thần càng cười càng vui, hòa thượng chạy được chứ ngôi miếu đâu chạy được, ân tình của kẻ trừng phạt coi như đã được ghi nợ rồi. Ân tình của thần linh lớn hơn trời, hữu dụng hơn bất cứ thứ gì trên phàm giới này. Soạt. Đúng lúc này, kẻ trừng phạt lại quay về. Thua mất một ván cờ, gương mặt của lão ta vô cùng sầm xì.
tiền bối, đưa đây cho ta. Lão già này rất thú vị, cướp mất cuốn kỳ phổ của Triệu Bân. Lão ta tin lắm đấy. Lão ta tin rằng bên trong cuốn kỳ phổ này ẩn giấu càn khôn, phải cướp về mà nghiên cứu. Kẻ trừng phạt đã đi. Chỉ còn mỗi mình Triệu Bân trong núi. Việc ngồi đối diện với thần lúc nửa đêm khiến hắn cảm thấy không chân thật. Vẫn là Tú Nhi châu bò, gài được cả thần linh, lấy được một ân tình. Sau này, nếu hai người họ rơi vào tay của kẻ trừng phạt thì có thể dùng ân tình này để giữ mạng. Nếu có thể, biết đâu chừng có khả năng mượn tay vị thần này cứu sống phụ thân hắn, dù cho hy vọng khá mong manh. Không tiến vào con đường thành tiên cũng có thể thành tiên sao, Triệu Bân nhìn sang Nguyệt Thần. Có thể, Nguyệt Thần lại nằm lên mặt trăng, nói với giọng chắc chắn. Vậy làm sao để thành tiên, Triệu Bân vội hỏi, ánh mắt vô cùng rực rỡ. Đợi ngươi vượt qua cảnh giới thiên võ, bổn thần tự khắc sẽ nói với ngươi, Nguyệt Thần vẫn úp mở như ngày thường. Đồng ý, Triệu Bân phấn khởi, hắn đã là cảnh giới thiên võ đỉnh cao rồi, thêm một bước nữa là sẽ có thể vượt qua được thiên võ. Hắn nhất định phải đến tiên giới, không chỉ cần tìm đèn trường minh mà còn muốn một con đường nghịch thiên lội ngược lên trên, giành lấy một vị trí của thần, hắn cần sức mạnh vô biên để cứu sống những người mà mình muốn cứu sống. Hắn chỉnh đốn lại tâm trạng rồi lại hỏi Nguyệt Thần. Kẻ trừng phạt bảo ta thay ông ta đến âm tào địa phủ là có ý gì? Đương nhiên là muốn người giúp ông ta làm việc rồi, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Đường đường là thần mà còn cần ta giúp ông ta sao? Tự ông ta đi là được rồi mà. Ông ta không phải là thần bình thường, ông ta là kẻ trừng phạt của phàm giới, có mối liên kết với càn khôn của phàm giới. Nếu ông ta vào địa phủ thì sẽ xung đột với càn khôn của minh phủ, nếu để ngươi đi thay thì sẽ không làm rối loạn càn khôn. Còn một lý do khác nữa, đó là ông ta có khúc mắc với minh thần, nếu ông ta đến đó thì sẽ khó tránh khỏi đánh nhau. Còn có mấy chuyện đó nữa à, Triệu Bân lại biết thêm được nhiều chuyện. Đợi đi. Ông ta sẽ còn đến tìm ngươi lần nữa, Nguyệt Thần nói với vẻ đầy cảm xúc. Triệu Bân không hỏi thêm, kẻ trừng phạt bị thua một ván cờ thì nhất định sẽ tìm cơ hội đòi lại. Còn về âm tào địa phủ, hắn thật sự chẳng muốn đến chút nào, ngộ nhỡ không về được nữa thì làm sao? Đến ma vực, Nguyệt Thần nói. Được thôi, Triệu Bân phóng thẳng lên trời. Bè, Kỳ Lân chạy mất tăm lúc nãy giờ cũng chạy theo sau. Họ diễn vở kịch này không tồi. Lừa được thần một món nợ ân tình. Dưới ánh trăng, Triệu Bân bay vút qua bầu trời như một luồng sáng màu vàng rồi lại tiến vào ma vực. Vốn dĩ ma vực có cấm chế, người vượt qua tu vi hoặc độ tuổi nhất định là không thể vào, nhưng giờ hắn đã là một thiên võ đỉnh cao chân chính, đã có thể không cần quan tâm đến những thứ đó nữa. Cũng mà hắn còn có Nguyệt Thần chỉ đường. Đến đây làm gì thế, Triệu Bân thắc mắc hỏi. Đến địa cung dưới lòng đất, Nguyệt Thần thản nhiên đáp. Triệu Bân không hiểu nhưng vẫn phóng đi theo lời đối phương. Lúc đến Di Chỉ Ma Vực lần đầu tiên, hắn từng vào địa cung dưới lòng đất, ngoài cũ kỹ thì nơi đó chẳng có gì khác thường, dù cho có cất giấu báu vật, chắc cũng đã bị ma quân đem đi rồi, còn đến lượt hắn lấy sao? Bù! Một lúc sau, Triệu Bân đẩy cửa đá ra. Hoàng cung dưới lòng đất vẫn chẳng khác trong ký ức của hắn, hệt như một điện kim loan đồ sộ, bước vào là có thể nhìn thấy ngai vàng được đặt ở điểm cuối bên kia, cũng như trước đây. Không biết nó được làm từ chất liệu gì, chỉ biết rất cứng và vững chắc. Tịnh tâm ngưng khí, Nguyệt Thần nói. Triệu Bân nghe lời làm theo, đầu óc lập tức không nghĩ gì khác. Nguyệt Thần rất thần thông, điều khiển được cả cơ thể hắn, cánh tay nâng nhẹ, năm ngón tay xòe ra hướng về ngai vàng. Triệu Bân có thể cảm nhận được rất rõ có một phù văn cổ xuất hiện trong lòng bàn tay mình, giữa các ngón tay có bí vân cấp thần len lỏi, đan xen với nhau tạo ra một loại sức mạnh cực kỳ thần bí. Vù. Ngai vàng rung lên, luồng khí cổ xưa tuôn trào. Bóng người hư ảo xuất hiện trên ngai vàng trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Bân, người đó ngồi ngay ngắn, hơn nữa mắt còn nhìn vào hắn chằm chằm, ánh mắt kia như nhìn người chết, làm hắn lạnh thấu tim. Hôm đó ta đã không nhìn nhầm, đúng là có người ngồi trên ngai vàng. Triệu Bân thầm nghĩ, trong lòng sợ hãi, may mà ngày ấy hắn không ngồi lên ghế, bằng không, chắc có chết thế nào cũng chẳng rõ. Ma quân đúng là lơ là. Cái bẫy lớn vậy mà cũng không nói cho hắn biết trước. Ông ta là ai? Triệu Bân hỏi. Lạc ấn của thần, Nguyệt Thần không che giấu. Triệu Bân lại kinh ngạc, chưa từng nghe Thương Khung và Ma Quân nhắc đến. E rằng chính bọn họ cũng không biết. Nguyệt Thần khống chế tay của Triệu Bân, hóa diệt bóng người đó, luyện thành ảo quang rồi hút vào trong hồn thể. Hồn lực lập tức trở nên tinh thuần hơn không ít,
dị tượng không ngừng xuất hiện trong ý thức của Triệu Bân. Oa! Triệu Bân nhìn đến hoa cả mắt. Hèn gì Nguyệt Thần lại bảo hắn đến đây, hóa ra là có tạo hóa à? Cũng chẳng biết Nguyệt Thần thu tay bao giờ, cô ta ngồi xếp bằng trên mặt trăng. Cô thi triển pháp thuật như vậy mà không sợ kẻ trừng phạt bắt được sao? Triệu Bân hỏi. Tính sơ chắc ông ta phải ngủ say đến 3, 4 tháng, Nguyệt Thần lạnh lùng đáp. Đúng là chuyện gì cô cũng biết nhỉ? Triệu Bân suýt xoa, cái gì cũng nằm trong dự tính cả. Đến Đông Hải, Nguyệt Thần lại nói. Triệu Bân không nói nhiều, quay đầu ra khỏi Hoàng Cung. Đông Hải bây giờ khác thê lương cô quạnh, phóng tầm mắt ra xa cũng chẳng phát hiện một sinh linh sống nào, chẳng chút sinh khí. Những con sóng cuồn cuộn vẫn mang màu đỏ thẫm, đến cả sương mù lãng đãng trên không trung cũng nhuộm đỏ huyết quang. Huyết Tôn giết chết toàn bộ sinh linh của Đông Hải, không biết đã chôn vùi bao nhiêu oan hồn. Nhưng, Đông Hải vẫn là một bảo địa. Tài nguyên trong biển cực kỳ phong phú, chẳng hạn như khoáng sản. Sau cuộc chiến, mặc dù Đông Hải đã thành nơi vô chủ, Đại Hạ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, không thể phái người đến đây nhưng cũng không có nước nào dám mò đến, vì Huyết Tôn là do Long Triều Đại Hạ tiêu diệt, vô số con rối máu cũng là do Đại Hạ ngăn chặn, dù xét về phương diện nào thì vùng biển này cũng nên được sáp nhập vào trong lãnh thổ của Đại Hạ. Còn cả Nam Vực nữa, nó cũng sẽ trở thành lãnh thổ của Đại Hạ. Không nước nào dám phản đối, trừ phi đối phương muốn bị Long Triều Đại Hạ tiêu diệt. Sốt, Triệu Bân vút đi như một tia sáng. Trong lúc đó, hắn không ngừng nhìn Nguyệt Thần, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì? Người có biết điểm tận cùng của Đông Hải ở đâu không? Nguyệt Thần cười hỏi. Không biết, Triệu Bân vừa đáp vừa dốc hết sức nhìn biển lớn. Vùng biển này còn rộng lớn hơn cả Nam Vực, từ xưa đến nay, chưa ai có thể đi đến nơi tận cùng của nó. Nhiều cảnh giới chuẩn thiên và thiên võ cũng từng thử nhưng chẳng ai trở về nữa. Tận sâu dưới Đông Hải cổ xưa có một thứ cực kỳ đáng sợ, có thể là yêu vật, cũng có thể là thú dữ, nói chung là rất khủng khiếp. Tận cùng của Đông Hải là tiên giới, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Chuyện này, Triệu Bân nghe thế thì sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Tiên giới và phàm giới tương thông với nhau qua một vết rách nằm ở cuối Đông Hải, Nguyệt Thần nói, có hai cách để phàm nhân tiến vào tiên giới. Một là bước trên tiên lộ, hai là bước qua vết rách đó. Giữa hai cách đó có gì khác nhau không? Bước trên tiên lộ không nguy hiểm, nhưng bước qua vết rách thì gần như là bước vào tử lộ. Đừng bảo là cô muốn ta bước qua vết rách đó nhé, Triệu Bân ho khan nói. Ta dẫn người đến đây là muốn người đi xem xét tình hình trước, còn việc có bước qua hay không thì khi vượt qua cảnh giới thiên võ tùy ngươi lựa chọn, Nguyệt Thần ngáp dài, lại nằm dài lên mặt trăng rồi nói. Nếu như ngươi có thể vượt qua nó thì sẽ trở thành hồng trần tiên, nếu như ngươi không thể vượt qua nó thì ngươi sẽ bị biến thành tro bụi. Hồng trần tiên, Triệu Bân tò mò hỏi lại. Nếu như ngươi bước trên tiên lộ thành tiên thì ngươi là tiên nhân, nếu như ngươi bước qua vết rách thành tiên thì ngươi là hồng trần tiên. Nguyệt Thần giải thích, tiên nhân cùng hồng trần tiên đồng cấp, chỉ là đi trên hai con đường khác nhau nên có tên gọi khác nhau mà thôi. Trong trí nhớ của cô có phàm nhân nào đã từng trở thành hồng trần tiên chưa? Thật ra có không ít người bước qua vết rách, nhưng không ai trong số đó còn sống sót. Thật sự đúng là tử lộ. Triệu Bân hít sâu một hơi, hai mắt lóe sáng. Nếu như sau này không thể bước trên tiên lộ thì hắn cũng không ngại xông vào vết rách một lần. Quác! Đại Bằng sải cánh như một đám mây vàng lơ lửng trên bầu trời. Triệu Bân đứng sừng sững phía trên nó, phóng tầm mắt quan sát khắp nơi. Từ khi tiến vào Đông Hải, hắn đã ngày đêm đi không ngừng nghỉ trong suốt nửa tháng nhưng vẫn không nhìn thấy điểm cuối, càng tiến sâu vào trong thì không gian càng hoang vắng, hắn có căng mắt ra nhìn cũng không nhìn thấy được chân trời, lại càng không biết cần phải đi bao lâu nữa. Trên suốt đoạn đường, hắn liên tục liếc nhìn Nguyệt Thần. Nữ nhân này đang nằm hết sức nhàn nhã trên mặt trăng đánh một giấc ngon lành. Ở đâu có áp bức? Ở đó có phản kháng? Nguyệt Thần không nói lời nào nhưng Đại Bằng thì cứ lầm bầm suốt đoạn đường. Không biết là nó đang nói với chính mình hay là đang nói với Triệu Bân. Thấy nó như vậy cho nên Triệu Bân đi đâu cũng cầm theo roi đánh hồn, khi nào hắn có tâm tình không tốt thì lại lôi Đại Bằng ra tập luyện khiến cho đầu óc Đại Bằng cả ngày đều mơ mơ hồ hồ. Dừng lại. Đi về phía nam. Trong lúc đang đi đường thì Nguyệt Thần lại đột nhiên nói một câu. Triệu Bân nghe thấy vậy thì ngay lập tức chuyển hướng về phía nam. Xem ra muốn tìm điểm cuối Đông Hải thì không phải đi trên một đường thẳng. Trên đường phải liên tục rẽ qua mấy vòng mới được,
nếu như không biết ở các ngã rẽ đó có đường đi thì có đi đến chết cũng không thể đi được đến điểm cuối, thì ra là còn có con đường đặc biệt khác. Sự hướng dẫn sau đó của Nguyệt Thần đã xác nhận suy đoán của hắn. Từ Nam chí Bắc, dọc đường hắn không biết đã rẽ bao nhiêu ngã rẽ, nếu như không có trí nhớ tốt thì không thể nào nhớ nổi, chỉ cần rẽ sai một ngã rẽ thì hắn sẽ bị lạc đến ngàn dặm. Tú Nhi, thế gian này rộng lớn đến cỡ nào, Triệu Bân hỏi. Rất lớn, Nguyệt Thần nhắm mắt, chỉ đáp lại đơn giản. Rất lớn, là lớn bao nhiêu? Với tu vi hiện tại của ngươi, ngày đêm bay không ngừng từ Nam chí Bắc trong suốt 8.000 vạn năm thì có lẽ sẽ thấy được chân trời. Ực, Triệu Bân nghe vậy liền âm thầm nuốt nước miếng. Hóa ra Triều Long Đại Hạ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phàm giới lớn như thế, chỉ một người trừng phạt có thể nhìn thấy toàn bộ hay sao, Triệu Bân nghi hoặc nói. Cái chân trời góc biển mà phàm nhân nói đến thì ở trong mắt thần minh chẳng qua chỉ là khoảnh khắc trong chớp mắt mà thôi, Nguyệt Thần chậm rãi nói, chỉ cần thần minh muốn nhìn thì cả phàm giới, cả phàm nhân cũng đều gần ngay trước mắt. Triệu Bân nghe xong lời này thì không khỏi hít sâu một hơi. Hắn là người trần mắt thịt không thể lý giải được chuyện của thần minh. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên hắn mới càng tin tưởng vào chấp niệm của mình, hắn tin chắc rằng chỉ cần hóa thần thì không gì không làm được. Chẳng hạn như hồi sinh người thân của mình. Không biết qua bao nhiêu ngày sau thì Triệu Bân mới ngừng lại. Hắn thất thần nhìn về phía trước, những gì hắn nhìn thấy không còn là biển thường mà là một biển sao bao la cổ xưa, hắn có thể nhìn thấy những ngôi sao điểm xuyết đẹp như những viên ngọc quý sáng lấp lánh khiến cho tâm trí hắn trở nên mơ mơ hồ hồ, cứ như thể thứ trước mắt hắn đã không còn là một biển sao trời mà là một giấc mộng xa vời. Đây, chính là điểm cuối của Đông Hải. Triệu Bân há miệng thở dốc. Nơi này khác hẳn so với hắn tưởng tượng, trong nháy mắt hắn còn ngây thơ cho rằng đây là một vết rách lớn giống như vết rách không gian. Không ngờ đó chính là một biển sao trời thật sự. So sánh với biển sao trời này thì thân ảnh của hắn trông vô cùng nhỏ bé đến mức không thể nhận ra. Đây cũng chính là điểm cuối của phàm giới, Nguyệt Thần chậm rãi nói, ngụ ý trong lời nói vô cùng rõ ràng, Đông Hải nằm ở mũi phía đông của phàm giới, như vậy thì điểm cuối Đông Hải cũng chính là điểm cuối của phàm giới. Triệu Bân bối rối hồi lâu, không thể nhúc nhích. Hắn giống như một người nhà quê lên phố, đang nhìn chăm chú vào biển sao trời với đôi mắt tò mò. Ngày thường, nếu muốn ngắm sao trời thì đều phải ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng hôm nay sao trời lại ngang hàng với tầm mắt, phá vỡ nghiêm trọng thế giới quan của hắn. Điều này liên quan đến không gian, Nguyệt Thần ngồi dậy vươn vai trước khi tiếp tục nói, trên đường đi ta bắt ngươi rẽ trái rẽ phải. Trên thực tế thì ngươi đã sớm xa rời đường chân trời và đang bay thẳng lên trên, ngươi có thể thấy nó như có nhiều lớp cầu thang, không được chỉ dẫn tuyến đường cụ thể thì ngươi không thể đến được đây. Triệu Bân thổn thức không thôi, lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Bất cứ thứ gì có liên quan đến không gian thì đều rất mơ hồ. Ngoài tiên lộ thì còn có hồng trần lộ, ngươi chậm rãi mà nhìn đi, Nguyệt Thần lấy ra một chiếc gương nhỏ, chậm rãi sửa sang lại mái tóc của mình rồi nói. Đừng đến quá gần, tránh bị hút vào trong. Không cần cô ta nói thì Triệu Bân cũng đã tiến lên. Hắn đang đi bộ cách biển sao trời không xa. Vì rất tò mò cho nên trong khi đi hắn còn ném một số thứ vào trong biển sao trời, ví dụ như những hòn đá nhỏ hay bùa nổ. Nhưng sau khi ném vào hắn cũng không nghe được chút hồi âm nào, thậm chí bùa nổ còn không nổ ra tiếng động, tất cả những thứ bị ném vào biển sao trời đều biến mất không thấy, nếu như người đi vào trong thì chắc chắn sẽ bị lạc đường. Hửm. Đi đến một nơi hắn lại đột nhiên dừng chân rồi nhìn xuống dưới. Ở hải vực dưới chân hắn dường như đang có một nguồn dao động kỳ lạ. Hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần trước sau đó mới nhảy xuống biển, đi thẳng tới đáy biển. Lần theo những dao động kỳ lạ, hắn đã tìm ra được ngọn nguồn. Đó là một loại cây cỏ mọc dưới đáy biển, trông rất tinh xảo. Đạo Linh Thiên Tâm Thảo. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời khi nhìn thấy nó. Đạo Linh Thiên Tâm Thảo là một thứ tốt, khả năng giống như huyết linh bảy màu, có thể giúp hắn dung hợp căn nguyên huyết mạch. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó, trước đó hắn luôn nghĩ rằng nó đã tuyệt tích, không ngờ ở nơi này lại có một cây. Có cơ duyên ở điểm cuối Đông Hải. Nguyệt Thần nói quả không sai, đây đúng là một chuyện rất tốt. Nó là của Tả Triệu Bân hai tay nắm lấy, lại nhảy ra khỏi đây biên. Hắn ngồi xếp bằng cầm Đạo Linh Thiên Tâm Thảo trong tay luyện hóa ra toàn bộ tinh hoa sau để hút hết toàn bộ vào trong cơ thể. Hắn cảm thấy có một nguồn năng lượng kỳ dị giống như làn suối mát chảy qua khắp cơ thể của hắn, căn nguyên huyết mạch đang yên tĩnh trong nháy mắt sao động và chậm rãi dung hợp cùng khi lực, cảm giác thoải mái vô cùng.
Một lần hắn ngồi xuống luyện hóa mất mấy ngày. Trong lúc đó dị tượng huyết mạch liên tục diễn hóa. Dù chỉ là một cơ duyên nhỏ nhưng lại khiến cho hắn bắt được tạo hóa lớn. Tạo hóa lớn của hắn chính là sự thay đổi của chân nguyên tiên lực, lúc trước hắn có một phần chân nguyên 9 phần tiên lực, bây giờ thì phần chân nguyên cuối cùng cũng đã lột xác thành tiên lực, năng lượng khí huyết dồi dào tới cực hạn. Đúng là một lần niết bàn. Đúng là không thể thiếu công sức của đạo linh thiên tâm thảo. Thấy được không, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Ta đã nhìn thấy, Triệu Bân nhắm mắt lại lộ ra ý cười, hắn có thể nhìn thấy cánh cửa tiên, tuy rằng vẫn xa xôi nhưng lần này hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là một cánh cửa vô cùng nguy nga rộng lớn, uy vũ cổ xưa, toát ra một nguồn năng lượng thần bí khiến cho người khác phải khát khao hướng tới. Tới ngày thứ 9 hắn mới mở mắt. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt ra thì trong mắt lại bắn ra kim quang. Khi kim quang tan biến thì ánh mắt của hắn lại càng thâm thúy hơn trước rất nhiều. Quả nhiên chuyến đi này không vô ích. Triệu Bân mỉm cười, hắn xoay người nhảy lên bầu trời sau đó lại lấy ra hồ lô rồi đi bộ dọc theo biển sao trời. Hắn có căng mắt ra nhìn cũng không nhìn thấy điểm cuối, càng không biết hồng trần lộ dài đến đâu. Tú Nhi, thần minh có thể đi qua con đường này được hay không? Triệu Bân hỏi. Có cửa lớn không đi, ai lại rảnh rỗi đi chui lỗ chuột? Nguyệt Thần thản nhiên nói. Khóe miệng Triệu công tử khẽ giật giật. Thần minh đúng là thần minh, ngay cả hình tượng so sánh cũng sống động. Hửm! Trong lúc hắn đang nói thì lại nhìn thấy một luồng tiên quang xẹt qua. Triệu Bân đột ngột dừng chân. Hai mắt hơi nheo lại, lúc đầu hắn tưởng là sao trời, nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là một người từ sâu trong bầu trời đầy sao bay tới, toàn thân tỏa sáng như sao. Triệu Bân sững sờ. Có người trong hồng trần lộ. Là từ tiên giới xuống, Nguyệt Thần lại thản nhiên nói. Nghe xong, Triệu công tử liền hiểu ra, thì ra là thế. Hồng trần lộ là thông đạo của hai giới tiên phàm, người phàm có thể thông qua nó lên tiên giới thì tiên cũng có thể thông qua nó hạ phàm. Nhưng theo suy nghĩ của hắn thì khó khăn giữa hai chuyện đó chắc chắn không giống nhau, người phàm muốn từ đó lên tiên giới khó như lên trời nhưng tiên thì nhất định có thể thoải mái từ đó hạ phàm. Sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn vô cùng chính xác. Nhìn tiên nhân kia chẳng có chút áp lực nào, giống như đang du sơn ngoạn thủy vậy. Tu vi của người đó thế nào? Triệu Bân trầm giọng hỏi. Là một vị tiên vương, Nguyệt Thần đưa ra câu trả lời chính xác. Triệu Bân trong lòng hiểu rõ. Đã là tiên vương thì nhất định có tu vi cảnh giới đạo hư. Nguyệt Thần đã từng nói rằng bất cứ ai bước vào cảnh giới đạo hư đều có thể được xem là tiên vương. Vèo. Chỉ trong nháy mắt thì người nọ đã phóng ra khỏi sao trời, chân chính hạ phàm. Lúc này Triệu Bân mới có thể nhìn rõ đối phương là một thanh niên áo tím có đôi mắt màu bạc, hắn ta sừng sững như núi tỏa ra hào quang vô song cùng khí tức bất phàm, tiềm tàng sức mạnh đáng sợ. Tiên vương cũng không ngoại lệ. Khi hạ phàm liền bị áp chế xuống cảnh giới chuẩn tiên. Đối với chuyện này, thanh niên áo tím kia dường như cũng không ngạc nhiên, còn thích hí vặn vẹo cổ. Người của Lạc Nhật thần giáo, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. So với Đại La Tiên Tông thì thế nào? Triệu Bân trầm giọng hỏi. Đồng cấp, lại là một quái vật lớn. Triệu Bân hít sâu một hơi, lai lịch của người này không hề nhỏ. Một tiên vương sao có thể là nhân vật bình thường được? Thanh niên áo tím rời đi, ngay trước khi đi còn thản nhiên liếc nhìn Triệu Bân, trong mắt lộ ra ngạo nghễ khinh thường, hắn ta là tiên vương trong cảnh giới đạo hư cho nên hoàn toàn có tư cách đó. Hạ phàm làm gì chứ? Triệu Bân đứng đó cảm thấy rất khó hiểu. Càn khôn phàm giới hỗn loạn, gần như ngăn cách hoàn toàn với tiên giới, cũng chính là nói bây giờ tuy tiên có thể hạ phàm dễ dàng nhưng rất khó để quay về tiên giới, vừa hạ phàm liền bị cô lập hoàn toàn với tiên giới. Ân chú lúc trước chính là một ví dụ sống, thanh niên áo tím kia có tu vi cảnh giới đạo hư đáng ra nên hiểu được đạo lý này, không ngờ hắn ta vẫn hạ phàm tản bộ. Đó không phải là chân thân, Nguyệt Thần nhẹ giọng nói. Không phải chân thân, Triệu Bân hơi nhướng mày. Đó là một hóa thân, Nguyệt Thần nói, nhất định là chân thân đã phái hắn ta hạ phàm tu hành. Đây cũng là một cách lĩnh ngộ, cũng là một phương pháp được thần tiên thường xuyên sử dụng, gọi là vị tu bản mệnh. Trước đây cô có làm chuyện này không? Tất nhiên là đã làm, Nguyệt Thần không giấu giếm. Vậy thì đúng rồi, Triệu công tử nói xong liền lấy ra một bức họa từ bên trong chiếc nhẫn ma, người được vẽ trên bức họa chính là Nguyệt Thần. Đây là bức họa mà ngày xưa hắn đấu giá được ở thành Vong Cổ, hóa ra là hóa thân của Nguyệt Thần hạ phàm tu hành bị thế nhân vẽ lại, lưu truyền một vòng lớn cuối cùng bị mang ra bán đấu giá. Trùng hợp lại bị hắn lấy được. Nguyệt Thần chống cằm,
trí nhớ trước đây của cô ta không hoàn thiện cho nên không thể nhớ rõ lắm. Bây giờ nghĩ lại thì có vẻ như đúng là như thế. Chuyện này đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước rồi, cô ta chỉ mơ hồ nhớ ra rằng mình được một cô bé tên là Hoa Tiên Tử vẽ một bức họa. Tiên nhân hạ phàm chỉ có thể đi trên hồng trần lộ hay sao? Triệu Bân lại hỏi. Có rất nhiều cách, hồng trần lộ chỉ là một trong số đó, Nguyệt Thần nói. Xuống thì dễ mà lên thì khỏi, Triệu Bân thuận miệng nói một câu rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Biển sao trời này là thông đạo hai giới tiên phàm, đứng từ đây có thể ngửi được tiên khi nồng đậm vượt xa linh khi phàm giới, chỉ cần hấp thu một chút cùng cảm thấy phấn chấn tinh thần, nếu như có thể tu hành quanh năm ở đây thì chắc chắn sẽ thu được kết quả gấp nhiều lần nỗ lực bỏ ra. Đêm, Triệu Bân rút kiếm múa bên cạnh biển sao trời. Động tác của hắn vô cùng thong thả, kiếm chiêu cũng không thấy có bao nhiêu tinh diệu nhưng vẫn có một loại hàm ý giấu trong đó, qua nhiều ngày ngồi thiền định hắn dường như đã ngộ đạo hoặc là lột xác tâm ý, đã dần dần thoát ly võ đạo, bắt đầu chân chính ngộ đạo, hàm ý trong kiếm chiêu chính là một hai phần đạo mà hắn đã ngộ ra. Đạo là hư huyễn, đạo cũng mênh mông. Hắn rong chơi trong đó, nghiễm nhiên đã quên mất thời gian. Nguyệt Thần an vị ở trên mặt trăng, hai tay nâng hai má lẳng lặng làm quần chúng. Cô ta vẫn còn rất trẻ giống như Triệu Bân, trong lòng vẫn còn tràn ngập mơ hồ đối với đạo, cũng tràn ngập sự tôn kính đối với đạo, mặc dù đã thành thần nhưng cô ta vẫn có tâm tư này, đó cũng chính là sơ tâm của cô ta. Trong lúc cô ta đang quan sát thì Triệu Bân đã dừng lại. Hắn của ngày hôm nay trầm ổn hơn hắn của ngày xưa rất nhiều, hắn như một du khách. Một tay cầm kiếm, một tay cầm bầu rượu, bước chậm chậm bên cạnh biển sao trời, ánh sao rạng rỡ chiếu trên người hắn hóa thành tiên quang chói mắt. Nguyệt Thần không quấy rầy, yên lặng chờ đồ nhi tĩnh tâm lột xác. Đây là con đường phải đi để trở thành tiên, chỉ không biết hắn có thể đi được bao xa. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân nhảy ra theo sau Triệu Bân, bước từng bước chân nhỏ ngạo nghễ. Nó cũng rất tò mò về hồng trần lộ, có một vài khoảnh khắc trong mắt nó còn lộ ra sự bối rối. Nó là Hỏa Kỳ Lân hoàng tộc, trong huyết mạch tự mang trí nhớ truyền thừa nhưng dường như vẫn chưa từng nhìn thấy hồng trần lộ này. Ngày thứ 9, Triệu Bân di chuyển một cái ghế nhỏ, ngồi bên rìa biển sao trời. Sau đó hắn lại tự chế ra một cần câu rồi ngồi ở đó câu cá. Câu cá, cũng là một loại tu hành. Nét mặt của Nguyệt Thần rất nghiêm túc, càng lúc càng thấy đầu nhi của mình thoát tục hơn ngày xưa rất nhiều. Nhìn dáng ngồi câu cá và vẻ mặt lãnh đạm của hắn rất có phong thái của một bậc cao nhân lánh đời. Ban đêm, cô ta nhìn thấy hắn còn lấy ra một cái nồi. Câu cá cũng không chỉ là một loại tu hành mà còn thực sự có thể câu được cá, sau khi câu xong còn có thể làm được một nồi cá kho, trong đêm dài tĩnh lặng có bên cạnh một nồi cá kho cùng một bầu rượu quả nhiên là chuyện thích ý của nhân sinh. Tú Nhi, ở thần giới có người theo đuổi cô không? Triệu Bân nhấp một ngụm rượu rồi cười hỏi. Nguyệt Thần không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần thái như đang nói. Có rất nhiều người theo đuổi ta. Tất nhiên vẫn còn có nửa câu sau, kẻ đuổi giết ta lại càng nhiều hơn. Mọi người thường nói đời cha ăn mặn đời con khát nước, áp dụng lên hoàn cảnh của cô ta chính là đời sư phụ làm việc thiếu đạo đức cho nên đời cô ta phải nhận lãnh toàn bộ. Đêm, núi bất tử. Ma quân một mình đứng ở dưới tàng cây, lặng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thành thiên thu huyền ảo tuy không phân chia ngày đêm nhưng cảnh giới chuẩn tiên như ông ta vẫn có thể nhìn thấy rõ càn khôn, có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời đêm, mỗi một ánh sao trên bầu trời đều ẩn giấu một chuyện xưa. Võ đạo, ngộ đạo, ông ta cũng đang trong trạng thái xuất thần. Đại hạ Hồng Uyên cũng giống như vậy, ông ta đã thức tỉnh nhiều ngày, sau khi tu luyện tẩy tủy dịch cân kinh thì ông ta đã trọng tố được căn cơ. Trải qua sinh tử đại chiến ở Đông Hải cũng đã mang lại cho ông ta một hồi tạo hóa giúp cho ông ta nghịch thiên cải mệnh thăng cấp, trở lại thời kỳ đỉnh cao đồng cấp với ma quân. Tiên lộ đã bị chặt đứt, bọn họ đều không thể thành tiên. Bọn họ dường như vô duyên với ngày thành tiên. Hửm! Hồng Uyên chớp mắt nhíu mày, liếc nhìn sang một bên. Trong chớp mắt, ông ta đã ngửi được một luồng khí tức nồng đậm. Nghe nói người đánh nhau rất giỏi. Những lời đó truyền tới từ bên ngoài đế đô. Hồng Uyên bay lên trời, từng bước đi ra khỏi hoàng thành. Khi ra ngoài thành, ông ta nhìn thấy một thân ảnh đang chắp tay sau lưng, nhàn nhã ngắm cảnh dưới ánh trăng. Nếu Triệu Bân ở đây thì nhất định sẽ nhận ra người này. Đó chẳng phải là thanh niên áo tím vừa hạ phàm sao? Không biết tên của hắn ta là gì? Tạm thời hãy gọi hắn ta là Lạc Nhật Tiên Vương. Không biết đêm khuya bằng hữu đến thăm vì chuyện gì, Hồng Uyên chắp tay từ xa hỏi.
trong mắt hiện lên một chút kiêng kỵ, bởi vì ông ta biết người này rất mạnh, khí tức toát ra còn đáng sợ hơn cả ân chú. Ta chỉ muốn luận bàn một phen mà thôi. Lạc Nhật Tiên Vương mỉm cười, cuối cùng xoay người lại. Thần thái của hắn ta vẫn như trước, hắn ta đang nở nụ cười vừa nghiền ngẫm vừa khinh miệt Triệu Bân lại trở về với sự tình lặng của bà đêm. Hồng Trần Lệ đêm nay có vẻ không được bình lặng khô lắm, biển sao trời bao la nhấp nháy chẳng hiểu sao lại liên tục truyền ra tiếng sấm giếng như có ai đó đang độ kiếp, lại càng giống như một loại dị tưởng cổ xưa đang diễn hóa khiến cho anh sau không ngừng sao động. Tình huống gì đây? Triệu Bân lẩm bẩm rồi bất giác lui về phía sau trăm trượng. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cảnh tượng như thế này ở điểm cuối Đông Hải, tiếng sấm rung trời khiến cho trái tim hắn đập rất nhanh, còn cảm giác được một nguồn năng lượng hủy diệt bên trong biển sao trời mà bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thần tiên tranh đấu, phàm nhân chịu trận. Nguyệt Thần nhẹ giọng nói, giải đáp nghi hoặc của đồ nhi mình. Triệu Bân hít sâu một hơi, mấy người này nhàn rỗi như vậy sao? Mấy ngày sau biển sao trời mới yên tĩnh trở lại. Triệu Bân lại liếc nhìn Nguyệt Thần, sau đó hóa ra một phân thân. Phân thân biết tâm ý của chân thân, ngay lập tức nhảy vào biển sao trời dò đường cho chân thân. Nhưng sau khi phân thân nhảy vào biển sao trời thì liền không thấy bóng dáng của phân thân đâu, mối liên hệ với chân thân cũng bị chặt đứt. Hừ, Triệu Bân rên rỉ vì bị một cỗ lực lượng thần bí tấn công. Biển sao trời này quỷ dị hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nó giống như không có đáy, thứ gì bị ném vào cũng bật vô âm tín, một cành hoa, một tảng đá hay một lá bùa nổ rơi vào cũng không đáng nói, nhưng nếu phân thân bị táng diệt trong đó thì chân thân cũng sẽ bị phản phệ dữ dội. Lúc này hắn lại nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Ý tưởng kỳ quái là gì? Chính là ném Tú Nhi vào thử. Thần Mặt Trăng là một vị thần, khi bước vào con đường bụi đỏ, rất có thể bạn sẽ có những kỳ tích bất ngờ. Nguyệt Thần là thần minh. Cô ta bước vào Hồng Trần Lộ chắc chắn sẽ tạo ra kỳ quan không tưởng. Tưởng tượng của hắn tất nhiên là bị Nguyệt Thần thấy được cho nên hắn ngay lập tức bị đánh một búa khiến cho đầu óc ông ông. Ta chỉ nghĩ vậy thôi mà. Triệu Bân ôm đầu nhe răng trợn mắt. Nguyệt Thần rất khó chịu, dường như còn muốn đá hắn một cước. Trong khi đang nói thì hắn bỗng nghe thấy tiếng động sau lưng. Triệu Bân bất giác ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này là một người già nua giống như đang chạy nạn, người đó mặc áo trắng, râu tóc cũng bạc trắng, y phục tả tơi, tóc rối bù xù, tay chống gậy đỡ cái lưng còng, đôi mắt đã mờ đục, toàn thân có tử khí quanh quẩn, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là một người sắp chết. Chuẩn tiên. Triệu Bân thầm lẩm bẩm, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể biết được tu vi của đối phương. Ngoài ra hắn còn ngửi thấy khí tức phong trần từ người này, hẳn là ông ta quanh năm rong ruổi sông núi. Thậm chí còn trải qua không ít gió sương mới khiến cho cơ thể khắc đầy dấu vết năm tháng. Tới rồi. Lão Phu cuối cùng cũng tới được đây rồi. Nhìn thấy biển sao trời ở điểm cuối Đông Hải, ông già đầu bạc vô cùng vui mừng cất giọng khản đặc nói, thậm chí rơi lệ đầy mặt, ông ta phấn khích đến mức không thể bước đi vững vàng, thật sự ông ta đã vô cùng già nua rồi. Triệu Bân im lặng, cũng có thể đoán được một hai phần. Tiên lộ đã bị chặt đứt. Ông già tóc bạc này chắc chắn đến đây vì Hồng Trần Lộ. Ông ta mang đến đây một thân tan thương, một thân mỏi mệt, chỉ cần nhìn liền biết ông ta đã đi một quãng đường rất xa, xa xôi đến mức ngay cả một cường giả chuẩn tiên như ông ta cũng trở thành một ngọn đèn cạn dầu chỉ vì một hy vọng thành tiên, Hồng Trần Lộ chính là hy vọng đó của ông ta. Nguyệt Thần nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc. Con đường đi đến điểm cuối Đông Hải phàm nhân căn bản không thể biết được. Ông già này cũng có thể xem là một nhân tài. Không ngờ lại có thể tìm được nơi này. Có cao nhân chỉ điểm sao? Tiểu Hữu, có rượu không? Ông già đầu bạc cuối cùng cũng đi tới, hẳn là rất mỏi mệt, ông ta chống gậy ngồi xuống, nở nụ cười nhân hậu với Triệu Bân, bên trong nụ cười chứa đầy tang thương. Triệu Bân cười nói rồi đưa cho ông ta một bình rượu ngon. Hậu sinh khảo ý, ông già đầu bạc tiếp nhận, nụ cười vẫn ôn hòa như thế. Tiền bối là người ở đâu? Triệu Bân cũng ngồi xuống hỏi. Lão Phu là nhân sĩ Tây Hoang, ông già đầu bạc không hề giấu giếm. Tây Hoang. Triệu Bân lẩm bẩm, chắc chắn hắn chưa từng nghe qua nơi này. Ngẫm lại cũng không có gì lạ, phàm giới rộng lớn vô biên, những gì hắn đã nhìn thấy hay nghe thấy chẳng qua cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tuy hắn không biết hết tất cả nhưng hắn nghĩ Tây Hoang của ông già đầu bạc này chắc chắn cách Triều Long Đại Hạ rất xa. Sao ngươi lại biết được nơi này hả Tiểu Hữu? Ông già đầu bạc hỏi. Là... Người trừng phạt nói với ta, Triệu Bân cười nói. Lão Phu cũng vậy,
vì muốn tìm thấy Hồng Trần Lộ mà Lão Phu đã lên đường ngày đêm không ngừng nghỉ suốt hơn 300 năm. Hơn 300 năm. Triệu Bân nghe thấy vậy thì âm thầm nuốt nước miếng, con số này quá là lớn. Hơn 300 năm lên đường ngày đêm không ngừng nghỉ, ngẫm lại có biết bao nhiêu mỏi mệt. Người xử phạt xem như cũng có lòng tốt, ít nhất cũng đã cho ông già đầu bạc một hy vọng, tuy rằng hy vọng này cũng chính là tuyệt vọng. Nguyệt Thần đã nói rõ, Hồng Trần Lộ chẳng khác nào một tử lộ. Đi rồi. Uống hết nửa bầu rượu, ông già đầu bạc run rẩy đứng lên. Triệu Bân cũng bất giác tiến lên giúp đỡ ông già đầu bạc đứng dậy. Đa tạ. Ông già đầu bạc hiền hòa cười, cất bước đi về phía biển sao trời. Lúc này ông ta đã buông bỏ cây gậy cùng hành trang, mạnh mẽ thẳng lưng bước về phía trước, mỗi một bước đều vững vàng lạ thường, tựa như một tù nhân chính nghĩa đang tiêu sái nhìn về phía pháp trường, nở nụ cười vô cùng sảng khoái. Tiền bối. Triệu Bân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không gọi ông ta lại. Vị tiền bối cảnh giới chuẩn tiên đó vào phút cuối cùng vẫn vô cùng cao ngạo, ông ta đã đi suốt hơn 300 năm chính là vì ngày hôm nay, cho dù lần này ông ta có chết, có hồn phi phách tán thì ông ta cũng muốn táng thân ở trên con đường bước lên tiên giới. Ông già đầu bạc đã đi rồi. Chỉ để lại trên thế gian một thân ảnh. Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần. Có thể tìm ra Hồng Trần Lộ cũng không có nghĩa là có thể bước qua được Hồng Trần Lộ, Nguyệt Thần chậm rãi nói. 2. Triệu Bân thở dài. Ngay cả Nguyệt Thần cũng nói như vậy thì chỉ sợ rằng ông già đầu bạc kia lành ít dữ nhiều. Hẳn giơ tay cầm lấy cây gậy mà ông già đầu bạc để lại, trên cây gậy có khắc 4 chữ Phúc Thọ Lão Nhân, chắc là tên của ông già đó, sợ rằng nhiều năm sau sẽ không còn có mấy người nhớ tên của ông ta. Hắn vẫn chưa rời đi, vẫn khoanh chân ngồi ngộ đạo. Trong lúc ngộ đạo hắn còn không quên luyện hóa ánh sáng vô lượng. Không hổ là lực công đức, quả thực đủ ngoan cường. Từ khi đoạt được ánh sáng vô lượng, mỗi ngày hắn đều dùng căn nguyên luyện hóa nó. Nhưng cho đến nay hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được nó. Thêm lực minh hôn vào, Nguyệt Thần nhắc nhở. Hai sức mạnh này khắc chế lẫn nhau làm như vậy chẳng lẽ không tổn hại đến ánh sáng vô lượng sao? Công đức không yếu ớt như người tưởng tượng đâu. Có bí quyết này sao cô không nói cho ta sớm hơn? Triệu Bân tâm niệm điều động lực minh hồn phối hợp cùng căn nguyên một lần nữa bao phủ lấy ánh sáng vô lượng, toàn lực luyện hóa. Cách này quả nhiên hữu dụng. So sánh với căn nguyên thì lực minh hôn có vẻ hữu dụng hơn. Có lực minh hôn trợ chiến, tốc độ luyện hóa được tăng cường, nguồn năng lượng tiềm tàng bên trong ánh sáng vô lượng được khai quật đáng kể, khí lực của hắn cũng thu được lợi ích lớn, tiên lực cuồn cuộn dâng lên. Xem ngươi có thể ương bướng được bao lâu. Bên cạnh biển sao trời, Triệu Bân không ngừng lam bam căn nguyên huyết mạch của hắn đang luyện hóa ố ớt mạnh mẽ mà lực minh hôn lại càng luyện hóa mạnh mẽ hơn. Cả hai phối hợp về cùng bá đạo khiến cho ánh sáng về lượng không thể chống độ noi. Thật là một sức mạnh tuyệt vời. Triệu Bân không biết đã nói câu này bao nhiêu lần. Mỗi lần ánh sáng vô lượng bị luyện hóa thì sẽ có một phần lực công đức dung nhập vào khí lực của hắn, không chỉ có thể bổ sung vào huyết mạch cùng tiên lực của hắn mà còn có thể thúc đẩy căn nguyên dung hợp giúp cho hắn có thêm một lần lột xác. Nguyệt Thần đang vô cùng buồn chán nhìn về phía Hồng Trần Lộ. Triệu Bân đang vô cùng chuyên chú luyện hóa cho nên không hề phát hiện ra biển sao trời lại có thêm tiếng sấm, hơn nữa tiếng sấm lần này còn mãnh liệt hơn tiếng sấm lần trước rất nhiều, mỗi một tia chớp lóe lên đều tiềm tàng tiên uẩn nồng đậm. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu trận, hẳn là tiên giới lại đang nổ ra chiến hỏa, cho nên mới khiến cho càn khôn phàm giới bị ảnh hưởng. Hy vọng tất cả các người đều bình an. Nguyệt Thần lẩm bẩm, chỉ có một mình cô ta nghe thấy. Tuy rằng cô ta có rất nhiều kẻ thù nhưng bạn tốt cũng không ít, không biết có bao nhiêu bạn tốt của cô ta cũng bị kéo vào chiến tranh, cô ta có chết thảm cũng không muốn bạn bè của mình cũng chết theo, nếu như đánh không lại thì cũng đừng đối chiến nữa. Phá! Trong lúc đó Triệu Bân đã quát lên một tiếng, hắn đã có thể luyện hóa được hoàn toàn ánh sáng vô lượng. Ngay tiếp sau đó toàn thân hắn đã nở rộ ánh sáng vô lượng như ánh nắng chói mắt, trong lúc niết bàn lột xác khí thế cũng dâng trào mãnh liệt. Dị tượng diễn hóa vô cùng rõ ràng, rất có tư thế chuẩn bị thăng cấp lần nữa. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút. Chỉ còn thiếu một chút. Triệu Bân mở to hai mắt tiếc nuối. Trong nháy mắt trước đó, hắn suýt nữa thì đã vượt qua được cánh cửa tiên. Nhanh, bắt lấy chúng. Nguyệt Thần đang im lặng lại đột ngột lên tiếng. Triệu Bân bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhìn sang biển sao trời. Giữa những tia sét lóe lên còn có từng luồng tiên quang bay ra có màu sắc rất chói sáng, mỗi một luồng tiên quang đều mang theo tiên uẩn vô cùng tinh túy ảo diệu.
còn có chuyện tốt này nữa sao? Triệu công tử phấn chấn tinh thần, bắt đầu xoay người phóng lên cao. Mấy luồng tiên quang bay ra khỏi biển sao trời đều bị hắn một tay bắt được, sau đó đẩy vào bên trong cơ thể của mình, tùy ý để căn nguyên luyện hóa tiên uẩn thành chất dinh dưỡng giúp khí huyết của hắn càng lúc càng mênh mông. Ai nói thần tiên đánh nhau thì phàm nhân nhất định phải ngồi yên chịu trận. Hiếm khi mới có dịp thấy được cơ duyên ngập trời. Đi đâu? Ta cho ngươi chạy. Lại đây đi. Triệu Bân liên tục hét lên, tay mắt lanh lẹ, không bỏ sót một luồng tiên quang nào. Tiểu Kỳ Lân lại nhảy ra khỏi đan hải của hắn, nó cũng nhảy lên há miệng đớp lấy tiên quang không chút khách khí, tiên quang trong nháy mắt cũng dung nhập vào khí lực của nó khiến cho ngọn lửa trên thân thể nó càng lúc càng nở rộ. Lần này còn không chịu thăng cấp sao? Nguyệt Thần ngồi khoanh chân nghiêm túc nói. Ngay cả cô ta cũng không dự đoán trước được Triệu Bân lại may mắn đến như vậy, có thể gặp được mưa tiên quang ở điểm cuối Đông Hải, đây là cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mỗi một tinh hoa tiên uẩn được luyện hóa ra đều mang nguồn năng lượng khổng lồ. Thăng cấp. Nói thăng là thăng. Triệu Bân không biết đã nuốt vào bao nhiêu tiên quang, hắn đã hội tụ đủ uy lực để đột phá trong một lần và cũng vừa mới vượt qua cánh cửa tiên, tu vi từ thiên võ thăng lên chuẩn tiên. Từ trên đỉnh đầu của hắn phóng ra một luồng sáng bắn thẳng lên bầu trời. Ánh hào quang diễn hóa ra dị tượng rõ ràng. Cường giả thiên võ trẻ tuổi nhất lịch sử trong chớp mắt đã trở thành cường giả chuẩn tiên trẻ tuổi nhất lịch sử, nơi đây tuy không có tiếng hoan hô nhưng vẫn có một người chứng kiến là Nguyệt Thần đang lộ ra nụ cười thản nhiên. Đồ nhi giỏi. Đúng là khiến cho cô ta nở mày nở mặt. Không lâu sau, biển sao trời ngừng dao động. Tiếng sấm cùng ánh chớp đều tiêu tan, cũng không thấy tiên quang bay ra nữa. Chuẩn tiên. Triệu Bân nắm chặt hai tay, uy thế kinh người khiến hắn hưng phấn. Vận may đến quá bất ngờ khiến cho hắn cũng trở tay không kịp. Đi, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Được rồi, Triệu Bân lập tức quay người lại. Tính thời gian thì đã mấy tháng trôi qua. Hắn phải rời khỏi điểm cuối Đông Hải trước khi kẻ trừng phạt tỉnh lại, cũng không thể để cho lão già đó phát hiện ra, dù sao phàm nhân không thể nào biết tới con đường này, nếu như để đối phương biết được thì không nghi mới là lạ. Kẻ trừng phạt có thể khiến cho cha ta sống lại không? Triệu Bân hỏi. Hy vọng không lớn, Nguyệt Thần lãnh đạm nói, lão ta tuy là thần nhưng có rất nhiều phương pháp của thần mà lão ta không thể dùng được ở phàm giới. Lão ta là kẻ trừng phạt, có liên hệ đến càn khôn của nhân gian, không thể manh động. Không có đặc ân gì sao? Đặc ân của lão ta là trở thành bất khả chiến bại trong phàm giới. Nhưng ta nhớ trước đây lão ta đã bị đánh bại một lần, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Nguyệt Thần nghe vậy thì liền bật cười. Nếu như tính trong việc chơi cờ thì đúng là lão ta đã bị đánh bại, nhưng bị cô ta đánh bại thì cũng không có gì dọa người. Cô ta là đồ nhi của kỳ thần, ít nhất cũng có được 8 phần chân truyền, nhìn chung trong tam giới người có thể luận kỳ nghệ thắng được cô ta thật sự không có được bao nhiêu. Triệu Bân không nói nữa, chỉ an tâm củng cố cảnh giới. Tiểu Kỳ Lân cũng có tạo hóa, nó cũng đang lột xác trong đan hải. Nếu như không phải sợ kẻ trừng phạt phát hiện thì hai tên nhóc này vẫn còn đang tiếp tục tu luyện ở điểm cuối Đông Hải. Nếu như tiếp tục nói không chừng còn có thể bắt gặp cơ duyên nào đó khác. Đông Hải của ngày hôm nay đã dần trở nên náo nhiệt hơn. Quan sát trong thiên địa có thể thấy rất nhiều chiến thuyền hướng về các đảo nhỏ, đó đều là chiến thuyền của Đại Hạ đã bắt đầu tiến vào Đông Hải để mở mang hải vực và kiến tạo hải quân cường hãn. Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở Nam Hải. Tất cả đều là chiến thuyền của Đại Hạ. Bọn họ đang kiến tạo thành trì trên đảo. Bọn họ cũng đang khai thác tài nguyên dưới đáy biển. Dùng nguồn tài nguyên này bổ sung cho những tiêu hao trong thời gian chiến tranh. Các quốc gia khác nhìn thấy cảnh này thì tức đỏ cả mắt nhưng không có nước nào dám xen vào. Đừng nói là bọn họ không dám cướp đoạt tài nguyên, bọn họ còn phải liên tục mang thư đình chiến cùng lễ vật đến dâng lên Đại Hạ. Đại Hạ tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng... việc nào ra việc đó. Chờ xem, không bao lâu sau Đại Hạ sẽ tung hoành tứ hải bát hoang. Đêm, Triệu Bân trở về Thiên Tông. Chân trước hắn vừa bước lên đỉnh Tử Trúc thì chân sau đã thấy Linh Lung tới rồi, hơn nữa sắc mặt của cô ta còn rất khó coi. Sao vậy, Triệu Bân hỏi. Đi theo ta, Linh Lung không nói nhiều, ngay lập tức lôi Triệu Bân rời đi. Triệu Bân cau mày. Chẳng lẽ đã có biến cố gì xảy ra? Hai người bọn họ đã đi đến chỗ của Hồng Uyên. Nhìn thấy Hồng Uyên thì Triệu Bân lại càng nhíu mày sâu hơn, lão tổ của Đại Hạ đang nằm yên lặng trên giường bệnh, toàn thân đẫm máu, đặc biệt là giữa ấn đường của ông ta còn có máu tươi chảy ra,
bên trong có u quang lóe sáng khiến miệng vết thương không thể khép lại. Là kẻ nào đã ra tay? Triệu Bân nhìn Linh Lung hỏi. Một người thần bí, Linh Lung phất tay lấy ra một bức chân dung. Triệu Bân xem xét bức họa, hai mắt hơi híp lại, đây chính là Lạc Nhật Tiên Vương. Nói chính xác hơn, hắn ta chính là một hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương hạ phàm tu luyện, trước đây hắn đã từng nhìn thấy kẻ này ở điểm cuối Đông Hải. Hóa ra hắn ta lại chạy đến Đại Hạ gây rắc rối. Chỉ một hóa thân mà đã có thể đánh Hồng Nguyên cảnh giới chuẩn tiên thảm đến như vậy. Nếu như là chân thân của Lạc Nhật Tiên Vương thì còn khủng bố đến cỡ nào? Vì sao lại khai chiến? Triệu Bân nói xong liền đặt một tay lên ngực Hồng Nguyên đẩy tiên lực cuồn cuộn vào trong để thay Hồng Nguyên hóa diệt sát ý, sau đó mới dùng huyết mạch căn nguyên giúp vết thương khép miệng lại. Hắn ta nói là luận võ, Linh Lung hít sâu một hơi nói. Làm gì có kiểu luận võ nào như thế này, hai mắt Triệu Bân lóe sáng, căn cơ của Hồng Nguyên gần như đã bị đánh nát. Nếu như không phải nội tình của Hồng Nguyên đủ hùng hậu thì sợ là đã thành phế nhân, trong lúc luận võ làm gì có ai ra tay thâm độc như vậy. Ma quân còn bị thương nặng hơn sư tôn, Linh Lung lại nói. Thành thiên thu của ta. Ma hậu đã mất một cánh tay, thương khung gần như thân diệt, Tử Linh bị đánh gãy huyết mạch bản mệnh, lão môn chủ bị phế tu vi, Lạc Hà. Lạc Hà bị cuốn vào một vết rách không gian, không rõ tung tích. Đáng chết. Triệu Bân ngay lập tức xoay người chạy thẳng về núi Bất Tử. Đêm đến, thành Thiên Thu chìm trong ánh hoàng hôn. Khi Triệu Bân vào thành thì chỉ trông thấy một đống hỗn độn. Người đã trở về rồi, hắn vừa vào thành thì ma tử đã ra tới đón. Cứu người trước đã, Triệu Bân nhanh như một tia chớp, đảo mắt nhìn khắp thành Thiên Thu. Khi hắn đi, nơi này vẫn còn là một nơi gấm hoa nhung lụa. Nay nhìn lại, chỉ còn một màu lụi tàn. Rất nhiều ngọn núi đã nổ tung, những ngôi đền đã sụp đổ, đa số người trong thành đều mang vẻ mặt tái nhợt, trong đó có rất nhiều người còn nằm trên giường bệnh. May mắn là nhóm lão môn chủ, Thương Khung, Bất Diệt Ma Hậu và Tử Linh không có ai bỏ mạng. Có tin tức của Lạc Hà không? Triệu Bân hỏi. Mạng lưới tình báo đã được tản ra khắp nơi, nhưng vẫn còn đang tìm kiếm, Ma Tử hít một hơi thật sâu. Triệu Bân không hề chậm trễ, vội vàng đi đến chỗ của lão môn chủ. Trong phòng. Bọn Diêm La mặt quỷ đang cố gắng cứu chữa. Lão môn chủ bị thương quá nặng, tu vi bị phế bỏ hoàn toàn. Triệu Bân không nói nhiều lời vô nghĩa, tiên lực cuồn cuộn được truyền ra để bảo vệ tâm mạch lão môn chủ, lấy lại căn nguyên huyết mạch, bảo vệ cơ thể đang dần héo tàn, sau đó là khí sinh linh cuồn cuộn không ngừng rót vào. Chuẩn tiên, mọi người đều giật mình. Mới đó thôi mà Triệu Bân lại thăng cấp rồi. Thiên võ trẻ tuổi nhất và có lẽ cũng là chuẩn tiên trẻ nhất. Có phải là kẻ này không? Triệu Bân vừa chữa thương vừa lấy một bức tranh cuộn tròn ra. Tất nhiên đó là bức tranh về Lạc Nhật Tia Dương, là kẻ đế, Ma Tử vừa thấy thì lập tức gật đầu, đêm đó hắn ta không thèm nói ly lẽ gì, vừa tía vào đã muốn cướp tiên trì, các tiền bối không chịu một câu không hợp đã bắt đầu đánh nhau, tất cả Triệu Bân nhíu mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Xem ra, đối phương không hề đến đây gây chuyện vô lý. Phong. Hắn thực hiện phong ấn. Đóng băng lão môn chủ. Đó là cách giải cứu duy nhất hắn có thể nghĩ ra được, lão môn chủ đã không còn ở cảnh giới thiên võ, tất nhiên cũng không có tuổi thọ của một thiên võ, nếu không phong ấn, có lẽ chỉ khoảng nửa tháng nữa lão ta sẽ phải chết già. Khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã đến chỗ ở của Thương Khung. Lão già không đáng tin này, mái tóc đã bạc trắng, khỏi cần phải hỏi, chắc chắn trước đó ông ta đã thực hiện một loại cấm pháp đáng sợ nào đó, sau đó trả giá bằng cả tuổi thọ của mình. Cũng may. Dù Thương Khung bị thương rất nặng, lại không ảnh hưởng đến tính mạng. Tình trạng của Tử Linh thì tốt hơn Thương Khung, nhưng vẫn còn hôn mê. Cuối cùng, Triệu Bân mới vào đến Tiểu Trúc Lâm. Ma quân cả người toàn máu là máu, ma hậu đang dùng tiên lực giúp ông ta chữa thương. Cũng như Hồng Uyên, căn cơ của ma quân đã bị đánh gần như tan nát. Kẻ đó không phải là chuẩn tiên bình thường, ma hậu khẽ nói, khóe miệng vẫn còn dính đầy máu tươi. Đó là một tiên vương. Triệu Bân nói, nhưng không giải thích chi tiết. Tất nhiên ma hậu nghe không hiểu, cũng không biết tiên vương là cấp bậc tiên nào, chỉ biết rằng người đó rất mạnh, hơn nữa còn sâu không lường trước được. Cô ta và ma quân liên thủ, cộng thêm bốn người cảnh giới thiên võ, nhưng đều bị đánh bại thảm hại. Không lâu sau đó, Triệu Bân thu tay lại. Hắn lại rời khỏi thành Thiên Thu, đi tìm Lạc Hà, cũng đi tìm kẻ đã đến đây gây chuyện. Leng keng. Theo hắn rời khỏi thành còn có Tiểu Thanh Loan. Nó được Lạc Hà nuôi lớn,
sao có thể không chạy theo hắn để đi tìm người được. Cạch cạch, thấy Tiểu Thanh Loan, Tiểu Kỳ Lân trở nên hết sức hoạt bát. Trong mắt Thái Thượng Hung Hổ và Cửu Vĩ Tiên Hồ thì hai loài vật này có tướng phu thê với nhau lắm. Chỉ không biết là, Thánh Thú Kỳ Lân cùng với hậu duệ của Phượng Hoàng kết hợp lại sẽ tạo thành giống loài thế nào. Tú Nhi, bản tôn của Lạc Nhật Liên Vương có biết hóa thân của mình đang làm gì ở phàm giới không? Triệu Bân hỏi. Khi hóa thân nhập thế tu hành thì đã là thân thể độc lập, ngăn cách với bản tôn, trong khoảng thời gian đó, bản tôn có thể thu hồi hóa thân của mình, nhưng không thể nắm giữ được suy nghĩ của nó, Nguyệt Thần chậm rãi nói, còn những hành vi của hóa thân thì cũng chỉ có thể chờ đến khi hóa thân trở về, hoặc chết đi thì bản tôn mới biết được. Nếu hóa thân ra ngoài làm bậy thì chẳng phải bản tôn đã bị chơi một vố quá mạng hay sao? Ngươi chỉ nhìn thấy nguy cơ, lại bỏ qua những cơ duyên và tạo hóa, hóa thân nhập thế tu hành. Có thể sẽ đi gây chuyện, cũng có thể sẽ gây ra những phiền toái, nhưng nó cũng sẽ kết được thiện duyên, vậy nên mới nói, chuyện gì cũng có hai mặt của nó, muốn có được giác ngộ khi nhập thế tu hành thì phải cho hóa thân của mình tự do tuyệt đối, khi cho hóa thân tự do, thì cũng phải gánh vác những nguy cơ không thể biết trước. Bản tôn tự nhập thế tu hành chẳng phải dễ dàng và trực tiếp hơn à, Triệu Bân lại nói. Người với người là khác nhau, con đường họ chọn cũng sẽ khác nhau, Nguyệt Thần duỗi lưng, tiếp tục nói. Khi ngươi đến được cấp bậc của lão ta, ngươi sẽ hiểu việc này quan trọng đến mức nào, những người chọn con đường này, cả đời phải tạo ra rất nhiều hóa thân để nhập thế tu hành, tất cả những thứ hóa thân giác ngộ, có được, thông hiểu được, khi trở về với bản tôn, nó cũng sẽ dâng hết toàn bộ cho bản tôn. Răng một cái lưới lớn để đánh cá, gộp thiểu số thành đa số, Triệu Bân nhướng mày. Nói thế cũng không sai, Nguyệt Thần lại lấy cái gương nhỏ ra, chỉnh lại mái tóc của mình, giọng nói bay bổng, tích góp từng giọt. Từng giọt nước lại, cuối cùng sẽ có một ngày nó hóa thành biển lớn, tu luyện như thế là một vốn bốn lời, gần như không có mấy ai từ chối được sức hấp dẫn đó, dù phải gánh vác nguy cơ. Liệu có một ngày nào đó, hai hóa thân nhập thế lại chạm mặt nhau không? Đều là thân thể độc lập nên tất nhiên chuyện đó cũng có thể xảy ra, nhưng xác suất rất thấp. Thế thì bọn họ có thể nhận ra đối phương hay không? Triệu Bân lại nhỏ giọng hỏi. Thế phải xem là họ nhập thế tu hành theo cách nào? Có vài người bẩm sinh mang theo ký ức, chẳng hạn như kẻ chúng ta gặp nơi cuối trời, cũng có người không mang theo ký ức, bắt đầu từ con số 0, ví dụ như Vân Yên. Vân Yên, Triệu Bân nghe xong thì sửng sốt, đó cũng là hóa thân ư. Chứ ngươi nghĩ sao, Nguyệt Thần ngồi trên mặt trăng, lại đổi một tư thế khác. Không thể nào, Vân Yên có cha có nương, chẳng lẽ, bản tôn của cô ta trực tiếp cho hóa thân nhập thế vào trong bụng nương mình ư? Đó. Gọi là bắt đầu từ con số 0. Ta, Triệu Bân nghẹn lời, đầu ong ong. Đây không chỉ là mở mang kiến thức, đây là lật đổ tam quan. Đúng là đám người trên đó thích làm đủ thứ chuyện mà, thì ra nữ sư phụ của hắn ở Thiên Tông có lai lịch như thế. Đêm đó, kẻ chết dưới kiếm hắn cũng chỉ là một hóa thân nhập thế tu hành. Thế còn Vân Phượng? Vài giây sau, Triệu Bân mới nhìn Nguyệt Thần hỏi thử. Vân Phượng là người bình thường hàng thật giá thật. Nguyệt Thần cười nói. Thế thì, cô có biết bản tôn của Vân Yên là ai không? Triệu Bân hỏi. Mặt khá quen, chỉ không nhớ là vị nào, Nguyệt Thần chọc chọc mi tâm theo bản năng, đến tận lúc này mà ký ức cô ta vẫn không trọn vẹn, có một số thứ cô ta suy nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra được. Vậy nếu ta đến tiền giới gặp được bản tên của Vân Yên, chắc bản tên đó sẽ không tới kiếm chuyện với ta đâu nhỉ? Triệu Bân thì thào, tuy khuyện đêm đó chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng đúng là Vân Yên đã bị hắn giết chết. Suy nghĩ nhiều thì cũng vậy thôi. Hắn cố ngắt mạch suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh hơn, vừa đi vừa cảm nhận. Đồng thời hắn còn hóa ra rất nhiều phân thân tản ra bốn phía. Theo hắn đoán, chắc chắn nơi Lạc Hà bị không gian cuốn đến nằm ở rất xa, nếu không thì tại sao với cả hai mạng lưới tình báo của Thành Thiên Thu và Đại Hạ mà thời gian trôi qua lâu như vậy vẫn không có được chút tin tức nào. Cũng có thể là Lạc Hà bị thương quá nặng, đang tìm một chỗ nào đó bế quan chữa thương. Mong là không gặp phải chuyện gì không may, ánh mắt Triệu Bân đầy lo lắng. Nếu Lạc Hà và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì bất chắc, hắn có chết cũng phải lao qua Hồng Trận Lộ, một đường nghịch thiên lên đó tìm bản tôn của Lạc Nhật Tiên Vương tính sổ, không cần biết là bản tôn hay là hóa thân, hắn nhất quyết phải đòi lại một câu công bằng. Lão ta tỉnh rồi, Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân không hỏi là người nào. Chắc chắn là kẻ trừng phạt đã tỉnh lại. Hơn nữa, hắn có thể chắc như định đóng cột, lão già đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Những gì hắn đoán hoàn toàn đúng, ngủ suốt mấy tháng trời,
điều đầu tiên kẻ trừng phạt làm khi tỉnh dậy đó là tìm một thằng nhãi con tên Triệu Bân, đêm đó hắn thắng lão ta một ván, khiến lão ta vô cùng mất mặt. Nhóc con, ngươi cứ chờ đó cho ta. Kẻ trừng phạt chuyển tầm mắt, tiện tay lấy sách dậy đánh cờ ra. Đêm nay lão ta không thèm đi câu cá, chỉ lo vùi đầu nghiên cứu sách dậy đánh cờ, thua bởi một người phàm, dù thế nào cũng phải lấy lại được thể diện, một vị thần cao cao tại thượng như lão ta, bộ lão ta không cần thể diện chắc. Bản thân cũng chờ, Nguyệt thần bùi ngùi nói. Cô ta cũng chắc như đinh đóng cột, rằng vị thần kia đang nghiên cứu sách dậy đánh cờ, nếu đánh thêm ván nữa, lại khiến đối phương nợ mình một ân tình, thắng thêm vài lần, cô ta cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh làm gì nữa. Hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương làm loạn như thế, kẻ trừng phạt mặc kệ ư, Triệu Bân vừa đảo mắt nhìn xung quanh vừa hỏi, hay là tất cả những hóa thân nhập thế đều có một số đặc quyền nào đó? Hóa thân không phá hỏng nguyên tắc, cần gì phải trừng phạt? Thiếu điều lật tung cả thành thiên thu của ta rồi mà còn không phá hỏng nguyên tắc hả? Nếu đánh trên chiến trường thiên võ thì không được tính là phá hỏng nguyên tắc. Nhảm nhí, ta. Triệu Bân còn chưa nói hết câu thì đã dừng lại. Lặng đi một lát, hắn mới nhìn Nguyệt Thần với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Đúng vậy, thành thiên thu của ngươi bao gồm cả núi bất tử kia đã từng là chiến trường thiên võ, nói chính xác hơn là chiến trường thiên võ đã được cải tạo lại. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì cũng không thể thay đổi được bản chất của nó. Có cả vụ này nữa hả? Triệu Bân gãi đầu, bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng hắn vẫn không hiểu, một hóa thân vừa đến phàm giới, sao lại biết được nhiều bí mật như thế, cả ma quân cũng không biết thành thiên thu từng là chiến trường thiên võ, thế kẻ đó nghe ngóng được ở đâu, hay là do bản tôn nói? Hoặc là bản thân tự tìm ra? Dù thế nào thì kẻ đó vẫn không được tính là phá hỏng nguyên tắc. Chỉ có mình Nguyệt Thần biết rõ, nhưng cô ta lại không nói. Chưa từng nghe cô ta nhắc tới chuyện này, cả chuyện Vân Yên nữa, cô ta vẫn luôn giấu giếm hắn nhiều thứ như thế. Hắn tin tưởng cô ta vô điều kiện, thế mà Nguyệt Thần lại che giấu hắn như vậy, rồi đến một lúc nào đó, cô ta lại cho hắn một bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Ếch! Đại bằng dương cánh bay thẳng về phía tây. Triệu Bân nhắm mắt, dùng cảm ứng tâm linh suốt cả đường đi, xác định được Lạc Hà đang ở hướng này. Nguyệt Thần chắp hai tay đi tới đi lui trên mặt trăng, đêm nay cô ta có hơi lải nhải, cứ thì thào chuyện gì đó, chẳng biết đang nói gì, cũng chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Triệu Bân cũng không dám hỏi. Hắn mà hỏi thì sẽ là, liên quan quái gì tới ngươi? Không đúng. Nguyệt Thần khẽ nói, cô ta đi từng bước xuống khỏi mặt trăng, đi vào sâu trong ý thức của Triệu Bân. Đứng trước một mảnh mây mù mờ ảo, cô ta mới chậm rãi dừng lại, trong ý thức của con người. Ai cũng có một mảnh mây mù như thế, là nơi sâu nhất của linh hồn, có lẽ là bí mật, cũng có thể chỉ là một mảnh đần độn ngu ngốc. Ý thức của Triệu Bân cũng thế. Nguyệt Thần phất tay áo, gạt đi từng lớp mây mù. Với thân phận của Triệu Bân, cô ta vẫn luôn tò mò, rốt cuộc hắn là người thế nào mà lại có được chúc phúc của thần minh, lại có cả nguyền rủa của thần minh, cộng thêm hai vị thần hết sức đặc biệt. Cũng vì sự tò mò đó, cô ta mới muốn thăm dò đến tận cùng gốc rễ. Nay, cô ta đã có thể nhìn thấy. Và có thể nói là cô ta hết sức sửng sốt. Sau khi gạt đi những lớp mây mù đó thì chẳng hề có bí mật gì, chỉ có mấy chữ, ngươi nhìn cái gì. Dưới ánh sao, Triệu Bân đã đáp xuống một đỉnh núi. Từ khi rời khỏi thành thiên thu, hắn đã bắt đầu dùng cảm ứng tâm linh và di chuyển về hướng Tây suốt nửa tháng qua. Đột nhiên, một giây trước, cảm ứng tâm linh của hắn bị cắt đứt. Sau khi nó bị cắt đứt, sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch. Không còn cảm ứng tâm linh, liệu có phải Lạc Hà đã xảy ra chuyện gì bất trắc rồi không? Vẫn còn sống nhăn răng, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Sao cô biết? Triệu Bân hỏi lại theo bản năng. Ngôi sao sinh mệnh của cô ta vẫn còn đó, vô cùng rực rỡ. Ngôi sao sinh mệnh, Triệu Bân ngửa mặt nhìn lên bầu trời sao. Hắn cũng nghiên cứu khá nhiều về tinh tượng, cũng biết một hai điều về thiên tượng. Lại chẳng hay biết gì về ngôi sao sinh mệnh cô ta nói, nhưng chỉ cần là lời Nguyệt Thần nói, hắn sẽ tin tưởng vô điều kiện. Lạc Hà và đứa nhỏ của hắn vẫn bình yên. Tại sao cảm ứng tâm linh lại biến mất, Triệu Bân hết sức khó hiểu. Chắc đã rơi vào nơi thần bí nào đó nên bị ngăn cách tâm linh, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Triệu Bân bối rối, cắt đứt cảm ứng tâm linh rồi, chẳng lẽ hắn phải mò kim đáy bể ư? Tìm kẻ trừng phạt giúp đỡ được không? Càng nghĩ hắn lại càng thấy cách này đáng để thứ nhất, một lần nữa,
hắn nhìn về phía Nguyệt Thần, mong có được một gợi ý chấm GIA đi Lào già kia đang ở cuối trời Bắc. Một câu của Nguyệt Thần khiến Triệu Bản sắc đến mức không thể ngẩng đầu dậy nổi. Cuối trời Bắc, dù hắn có bay suốt ngày suốt đêm không nghỉ thì đến chết cũng không thể tới được nơi đó. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục đi về hướng Tây, dù sao Lạc Hà cũng đang ở hướng Tây, chỉ cần đi về phía đó là được. Tiểu muội muội, đừng thẹn thùng nữa mà. Gào. Ngươi cút sang một bên đi, đôi ta mới là chân ái. Giống. Ngươi có điển trai bằng ta không? Gào. Sau đó suốt một đường, bầu không khí chẳng hề yên bình. Nguyên nhân của sự ầm ĩ đó chính là Đại Bằng và Tiểu Kỳ Lân. Cùng là loài chim lông vũ, Đại Bằng luôn muốn tâm sự với Tiểu Thanh Loan, tán gẫu các thứ, nhưng lại bị Tiểu Kỳ Lân đánh, thậm chí, một con Đại Bằng cánh vàng lại bị Thánh Thú đánh thành con chim nhỏ. Dù thế, Đại Bằng vẫn không chịu chừa. Để cưa được gái, nó thật sự bất chấp tất cả mọi thứ. Lạc Hà. Triệu Bân gọi, đi đến đâu gọi vang đến đó. Bình thường thì hắn cũng chẳng phải lo lắng như thế. Môn chủ La Sinh Môn, cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật, một cao thủ ám sát và cũng là một kẻ thành thạo việc ẩn nấp, cảnh giới chuẩn tiên bình thường cũng chưa chắc đã nắm thóp được. Nhưng Lạc Nhật Tiên Vương lại không phải là chuẩn tiên bình thường, nếu kẻ đó nhất quyết sống chết với Lạc Hà, thì sẽ là lành ít dữ nhiều. Không sợ gì cả, chỉ sợ lỡ như, tìm thấy càng sớm càng yên lòng. Rầm. Đang bay thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú phương xa, nó phát ra từ một mảnh núi rừng. Chắc nơi đó đang có trận đại chiến, tiếng động không nhỏ, làm sập cả một ngọn núi. Qua đó, Nguyệt Thần im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên lên tiếng. Triệu Bân không suy nghĩ nhiều, như một tia chớp bay thẳng đến đó. Đến gần mới biết là hai lão già đang đánh nhau, một ông lão áo đen, một ông cụ tóc bạc, đều là cảnh giới chuẩn tiên đỉnh phong, cũng không biết là ai. Lại càng không rõ là thù hằn thế nào mà đánh nhau khí thế ngất trời, chiêu nào đánh ra cũng dồn nhau vào chỗ chết, những vệt máu bắn đầy trời. Toan ra ngõ hẹp mà. Triệu Bân cười lạnh, hắn đang nhìn lão già áo đen. Nếu hắn không nhìn nhầm, đó hẳn là lão tổ tộc Huyết Ưng, ông nội Nghiêm Khang. Trong trận chiến diệt quốc, những kẻ này đã tạo phản, trước khi bỏ chạy còn tạo ra một trận cướp bóc đẫm máu ở Đại Hạ. Chắc bọn họ không ngờ được rằng Đại Hạ sẽ sống sót qua kiếp nạn đó, chào đón một tương lai huy hoàng rực rỡ. Nhìn lại ông cụ tóc bạc kia, cũng là người quen cũ, lão Huyền Cơ, chính là các chủ Huyền Cơ Các. Ngày xưa tất cả bùa chú của Thành Thiên Thu đều được bán cho Huyền Cơ Các, lão già này còn đưa cho hắn một Huyền Cơ bài, mua gì cũng giảm giá 80%. Hắn nhớ rõ nhất chính là bát bộ phù đồ, một thứ hắn lấy được từ chỗ lão Huyền Cơ, không ngờ lại gặp nhau ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Lại còn đang đối chiến với lão tổ Huyết Ưng. Chết đi. Lão tổ Huyết Ưng nhe răng cười, một kiếm tạo thành đường cong đẹp mắt. Một kiếm đó, lão Huyền Cơ không thể đỡ nổi, cũng không cách nào né được, kinh doanh thì lão ta rất giỏi. Đánh nhau ấy hả, còn thiếu chút kinh nghiệm. Triệu Bân không nói hai lời, chắp tay chém một đạo kiếm khí ra. Lão tổ Huyết Ưng tái mặt, vội vàng thu tay lại, giơ ngang kiếm lên đỡ đòn. Đáng tiếc. Chẳng có tác dụng quái gì cả, với những thứ vũ khí được đúc bằng huyền thiết, kiếm khí của Triệu Bân có thể thoải mái chém đứt, cả lão ta cũng suýt chút nữa bị chém chết tươi. Là do Triệu Bân cố tình nương tay, hắn muốn lấy được một số tin tức hữu dụng từ lão tổ tộc Huyết Ưng, chẳng hạn như tộc Huyết Ưng từng gây ra một trận cướp bóc đẫm máu, họ nên trả những thứ đã lấy về cho Đại Hạ. Triệu Bân, lão Huyền Cơ sửng sốt, vừa liếc nhìn đã biết đó là ai, cũng vì nhận ra nên mới vui sướng, lão ta rất có duyên với Triệu Bân. Ở cái nơi chim không thèm đẻ trứng này mà cũng gặp được hắn. Triệu Bân, so với lão Huyền Cơ thì sắc mặt lão tổ Huyết Ưng tái nhợt, lạnh lẽo từ đầu đến chân, lẽ ra hôm nay ra đường nên xem ngày, không ngờ lại đụng trúng tên sát tinh này. Là ta, Triệu Bân hờ hững nói, hắn đi tới từng bước, uy áp đáng sợ bao trùm cả đất trời, sát ý khủng bố có thể đóng băng cả mảnh núi rừng. Chuẩn tiên, lão Huyền Cơ giật mình, mấy tháng trước hắn vẫn còn ở cảnh giới thiên võ cơ mà. Mới đó đã lên chuẩn tiên rồi á. Soạt. Lão tổ Huyết Ưng run sợ, vừa xoay đầu đã tìm cách bỏ trốn. Vấn đề là Triệu Bân nhanh hơn nhiều, một đạo kiếm quang nghiền nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đan điền của lão tổ Huyết Ưng bị một đòn xuyên thủng, tu vi bị phế bỏ sạch sẽ. Triệu Bân không hề thương hại lão ta, bàn tay đặt trên đỉnh đầu, cưỡng ép soát hồn, đang soát thì lão tổ Huyết Ưng đã chết bất đắc kỳ tử. Tâm trạng lão ta trước khi chết có lẽ là vô cùng ảo não thất vọng,
cũng rất hối hận, tộc huyết ưng đã đụng phải một kẻ không nên dây vào. Cũng biết tìm chỗ núp quá nhỉ, Triệu Bân thu tay lại, hắn đã biết được nơi tộc huyết ưng đang ẩn nấp. Cảm ơn tiểu hữu đã cứu giúp, lão Huyền Cơ chắp tay, là kính sợ và cũng là biết ơn, nếu không có Triệu Bân, chắc lão ta đã mất mạng, hắn là quý nhân, cũng là ân nhân của lão ta, chắc chắn sẽ ghi nhớ suốt đời. Thanh kiếm này của ông không tệ. Triệu Bân sờ cằm, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay lão Huyền Cơ, vầng sáng bạc rực rỡ đó, ắt hẳn nó phải được đúc từ loại huyền thiết đặc biệt, còn quý báu hơn cả huyền thiết, thân kiếm có khắc một chữ cổ, nếu hắn không nhìn lầm, đó là một chữ thiên độn giáp. Nguyệt thần muốn hắn tới đây cũng vì nó. Nếu tiểu hữu thích, thì ta tặng nó cho ngươi, tính tình lão Huyền Cơ cũng sảng khoái, ơn cứu mạng nặng bằng trời, lão ta sẽ không keo kiệt với hắn một món vũ khí. Vãn bối sẽ không lấy không, Triệu Bân vung tay tặng cho lão ta một thanh kim đao. Không tính đến chữ thiên độn giáp kia thì thanh đao vàng này quý hơn thanh kiếm bạc đó nhiều. Nó, sao ta có thể mặt dày mày dạn như thế được? Lão Huyền Cơ cười hớ hớ, vội vàng nhận lấy. Ầm. Đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rầm rầm, chậm rãi và đều đặn, nghe kỹ lại thì đó là tiếng bước chân, có lẽ vì uy áp quá mạnh mẽ, cũng có thể do thân thể quá nặng nên mỗi một bước chân đều tạo thành tiếng nổ vang trời. Triệu Bân liếc nhìn, lọt vào mắt hắn chính là tiên quang sáng rực rỡ, trong vầng tiên quang mờ ảo đó là một bóng người, có thể do ở quá xa, cũng có thể do thuật che giấu quá huyền ảo nên không thể thấy rõ đối phương, chỉ biết đó là một cảnh giới chuẩn tiên. Một chuẩn tiên hết sức khủng bố, khí thế không đùa được, khí uẩn cũng không thể lừa người. Kẻ đó đang đi đến nơi này. Nói chính xác hơn là đang đi về phía hắn, đã bị đối phương nhắm vào như thế, tất nhiên hắn có thể cảm nhận được. Đêm nay làm sao thế không biết. Bên cạnh hắn, sắc mặt lão Huyền Cơ trắng bệch, bình thường tìm một cảnh giới thiên võ thôi cũng khó rồi, thế mà tối nay lại gặp phải cả hai cảnh giới chuẩn tiên cùng lúc. Cả Triệu Bân cũng thấy áp lực chứ đừng nói đến một cảnh giới chuẩn thiên như lão ta. Đi! Triệu Bân hất tay áo, đẩy lão Huyền Cơ ra xa. Đối phương không tốt lành gì, hắn không muốn người vô tội như lão ta phải chịu tai ương. Tiểu hữu cẩn thận! Lão Huyền Cơ để lại một câu rồi xoay người rời đi, không phải lão ta không có nghĩa khí, mà là chút đạo hạnh của lão ta hoàn toàn không thể giúp được gì, cũng chỉ làm vướng chân Triệu Bân mà thôi, lượn càng sớm càng tốt. Khí thế mạnh mẽ thật, Triệu Bân thì thào, nhìn chằm chằm về phía trước. Trưởng giáo Thiên Tông, người khiến bản tôn tìm mãi, cùng với tiếng cười âm u đó chính là một thanh niên tuấn mỹ, chậm rãi bước ra từ vầng tiên quang, dị tượng đan xen quanh thân, tiên bào màu vàng hừng hực khí thế. Triệu Bân chỉ nhìn không đáp, hai mắt híp lại thành đường thẳng. Tại sao thanh niên áo bào vàng này lại giống hệt Lạc Nhật Tiên Dương thế? Nhưng kẻ hắn nhìn thấy ở cuối trời lại không phải người này. Tú Nhi, Triệu Bân nhìn về phía Nguyệt Thần đây cũng là hóa thân của Lạc Nhật Tiên Dương, Nguyệt Thần chậm rãi nói, khác với kẻ kia, hắn nhập thế tu hành từ con số 0, chẳng có ký ức, giếng Vân Yên. Chẳng trách, ánh mắt Triệu Bân đầy khó hiểu, rốt cuộc Lạc Nhật Tiên Vương đã cho bao nhiêu hóa thân của mình xuống phàm giới, hắn phải may mắn đến mức nào mới lại gặp được tận hai người, một kẻ có ký ức, một kẻ lại bắt đầu từ con số 0. Vấn đề đã xuất hiện rồi. Rốt cuộc ai mới là kẻ đã đánh Hồng Uyên bị thương và phá hủy thành Thiên Thu? Đánh đại hạ Hồng Uyên tàn phế, phế bất diệt ma quân, ba thiên hạ đệ nhất của thời đại này đã bị bản tôn đánh bại hết hai rồi, ngươi. Sẽ là người thứ ba, thanh niên áo bào vàng cười khẽ. Triệu Bân nghe xong thì lập tức tản ra sát ý ngập trời. Khỏi phải hỏi, kẻ đánh Hồng Uyên bị thương và phá hủy thành Thiên Thu chính là tên này. Ắt hẳn kẻ nhập thế tu hành từ con số không kia không thuộc về nơi này, mà đến từ một nơi xa xôi nào đó, chỉ đến đây để khiêu chiến, lại chọn những người mạnh nhất để ra tay, đó là cách hắn ta tu luyện ư. Theo lời hắn ta nói, có vẻ hắn ta chỉ cảm thấy hứng thú với đệ nhất thiên hạ mà thôi. Hồng Uyên và Ma Quân chính là những minh chứng sống. Còn nhóm Thương Khung thì chắc chỉ là hàng tặng kèm, có lẽ hắn ta cũng không thèm ngó ngàng tới họ. Buộc lòng phải thừa nhận. Thanh niên áo bào vàng này rất mạnh. Theo hắn, kẻ nhập thế tu hành từ con số không mới là hóa thân toàn vẹn nhất, bởi vì hóa thân này là một cá thể hoàn toàn tự do, không có cả ký ức và tư tưởng của bản tôn thì mới có thể chân chính hòa vào thế giới này. Giác ngộ bọn họ có được cũng là những thứ tận cùng nhất của gốc rễ và sơ tâm, có thể từ con số không đạt tới cấp bậc này, liên tục đánh bại Hồng Uyên và Ma Quân, chứng tỏ kẻ này có được thiên phú vô cùng khủng bố. Cùng với tiếng nổ vang, toàn bộ lực chiến của Triệu Bân đã được triển khai.
tìm được kẻ đầu sỏ rồi, thế thì phải tính sổ thôi. Chẳng cần biết ngươi là hóa thân của ai, chỉ cần đụng tới vảy ngược của ta, thì giết không tha. Khí huyết thuần khiết quá, thanh niên áo vàng vươn đầu lưỡi liếm kiếm, ánh mắt nóng bỏng sáng rực lên, đó là sự khao khát và tham lam, đệ nhất thiên hạ trẻ tuổi nhất này còn mạnh hơn cả Hồng Uyên và Ma Quân, không chỉ là khí uẩn và lực chiến, mà còn cả huyết mạch căn nguyên của hắn, đúng là hiếm có khó tìm. Để mạng lại đây đi. Triệu Bân quát lớn, một quyền cách không oanh tạc. Thanh niên áo vàng ném cho hắn ánh mắt khinh miệt, một chưởng quét ngang bầu trời, chưởng uy mạnh mẽ. Ầm, quyền và chưởng chạm vào nhau, vòm trời xuất hiện tia sét chói lóa. Dãy núi này lại gặp phải tai ương, không biết bao nhiêu đỉnh núi đã sập xuống. Nhìn lại hai bên đang đối chiến. Nắm đấm của Triệu Bân nổ tung, màu máu lấp lánh ánh kim bắn ra. Thanh niên áo vàng kia lại sừng sững không nhúc nhích. Kẻ có thể đánh bại Hồng Uyên và Ma Quân quả nhiên không phải loại tàn nhẫn bình thường, nếu lấy một đòn để quyết định thắng thua thì ắt hẳn Triệu Bân đã thua thảm. Nhưng từng đó thì có là gì, một đòn thử mà thôi. Triệu Bân chẳng nói chẳng rằng, xoay người biến mất. Thanh niên áo vàng khẽ nhếch miệng, bước chân khẽ nhấc lên, cũng biến mất giữa hư không. Người đâu rồi? Lão Huyền Cơ đang nấp ở một nơi xa quan sát cuộc chiến chợt sững sờ. Là do sắc trời quá tối nên lão ta không thấy rõ hay sao? Lão già này cũng thú vị, lấy kính viễn vọng ra nhìn chằm chằm khoảng trời đó một lúc lâu, tìm từng tấc một vẫn không thấy Triệu Bân và thanh niên áo bảo vàng. Ầm, ầm ầm ầm. Đột nhiên, tiếng ầm ầm vang lên giữa hư không, khiến lão Huyền Cơ ngước lên theo bản năng. Rõ ràng vừa mới nghe thấy tiếng nổ, nhưng lại không thấy được nơi nó phát ra, hay có thể nói là tiếng ầm ầm đó cứ vang bên trái rồi lại bên phải. Hết đông lại tây, hoàn toàn không thể xác định được vị trí, chỉ biết mỗi tiếng nổ đều vang đến chấn động lòng người. Chiến trường thiên võ. Lão Huyền Cơ khẽ thì thào, hình như đã hiểu được điều gì đó. Chắc chắn Triệu Bân và thanh niên áo vàng kia đã bước vào chiến trường thiên võ rồi. Thế thì dễ hiểu hơn, chiến trường đặc biệt, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Dù sao, phàm giới cũng có kẻ trừng phạt, không thể phá hỏng nguyên tắc. Lão ta đoán không sai, đúng là chiến trường thiên võ. Đó là một sa mạc cằn cỗi. Triệu Bân và thanh niên áo vàng đang đánh nhau khí thế ngất trời, một mảnh cát vàng bay khắp nơi, như sóng biển quay cuồng. Thú vị! Kẻ trừng phạt đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ khẽ liếc mắt nhìn vào hư vô. Triệu Bân ấy à, tất nhiên là lão ta nhận ra, trưởng giáo thiên tông, thiên võ và chuẩn tiên trẻ tuổi nhất, cũng là đệ nhất thiên hạ thời đại này. Người còn lại, lão ta cũng có thể liếc mắt nhìn thấu, là một hóa thân nhập thế từ con số 0, nếu lão ta không nhầm thì bản tôn chính là một tiên vương của Lạc Nhật thần giáo. Bàn về hóa thân này, cũng không phải là lóa mắt bình thường đâu, thiên phú cao, khả năng giác ngộ khủng bố, đúng là hiếm có khó tìm dưới hạ giới, từ góc nhìn của thượng đế từ trên cao, danh con này có thể bước vào 10 thứ hạng lực chiến cao nhất của phàm giới. Trưởng giáo thiên tông có vẻ cũng là một cái tên có thể lên bảng xếp hạng. Đại chiến của hai người họ cũng khá là đáng xem ấy, bởi vì bọn họ đều là những sự tồn tại bất bại. Nếu có thể, lão ta rất muốn gom đám người có lực chiến mạnh nhất của phàm giới lại một chỗ để làm vài trận thật đã. Phụt! Lão ta ngước lên, trên chiến trường thiên võ đã xuất hiện màu máu. Là Triệu Bân đẫm máu, trúng một mũi nhọn của thanh niên áo vàng, ngực bị đâm một lỗ thủng, vì đòn tấn công đó mà thanh niên kia cũng phải trả cái giá bằng máu. Bị Triệu Bân dùng Chu Tiên Quyết chặt đứt xương sống lưng. Ngươi mạnh hơn những gì bản tôn tưởng rất nhiều. Thanh niên áo vàng cười âm u, mới đó đã lấy lại được sức mạnh bá đạo dị thường, máu tươi bắn ra chảy trở ngược vào, xương sống đã gãy cũng liền lại trong giây lát. Ánh mắt hắn ta ngày càng nóng rực lên, ba đệ nhất thiên hạ của mảnh đất này, chỉ có tên này là mạnh nhất, khó chơi hơn Hồng Uyên và Ma Quân nhiều, đánh nhau cũng vất vả hơn. Ngươi cũng lì đòn hơn những gì ta tưởng nhiều. Triệu Bân thản nhiên nói, con ngươi chẳng hề bận tâm, sát khí lạnh như băng vẫn tỏa ra, chạm vào vảy ngược của hắn, chiến trường này sẽ là phần mộ của hắn ta. Miệng lưỡi sắc bén lắm. Thanh niên áo vàng từng bước đi đến, chiêu thức đánh giết hết sức quỷ dị, những mũi nhọn đã lao vụt tới. Triệu Bân nhanh chóng tính toán, giơ tay ra, bất ngờ nắm lấy ngón tay đối phương. Nghe thấy một tiếng răng rắc, ngón tay của hắn ta đã bị bẻ gãy. Vẫn chưa xong đâu. Thanh niên áo bào vàng cười lạnh, đôi mắt xuất hiện vầng sáng màu vàng, có tia sét chợt đánh ra, đánh Triệu Bân bay xa. Hắn còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy kiếm khí màu vàng chém tới,
kiếm uy đầy sắc bén, cùng với kiếm ý vô tận. Triệu Bân hừ lạnh, tiên quang vô lượng đã xóa tan kiếm khí. Diệt! Thanh niên áo bào vàng cũng nhanh chóng lao lên trời, bàn tay to năm ngón che trời hạ xuống. Triệu Bân lại vọt thẳng lên, hám thiên quyền đánh thẳng vào bàn tay ấy, thanh niên áo vàng cũng chấn động đến nỗi lùi về phía sau mới có thể đứng vững, chợt nghe thấy tiếng kiếm ngân vang, đó là Triệu Bân dùng thuấn thân tuyệt sát. Khiến Triệu Bân bất ngờ là tên đó có thể đuổi kịp tốc độ dịch chuyển tức thời của hắn. Thanh niên áo bào vàng như một luồng sáng bay thẳng lên trời, một tay kết ấn quyết, giữa hư không xuất hiện một mặt trời rực rỡ, quanh mặt trời là những ngôi sao tê điểm, ánh mặt trời và ánh sao hòa vào nhau, tạo thành thứ ánh sáng hủy diệt, chiếu sợi khắp chiến trường. Thiên vệ pháo ở Triệu Bân dùng khí huyền hoàng hóa thành cung, dùng thiên lôi là mũi tên, nghịch thiên bắn lên, mũi tên xuyên thủng mặt trời, ngôi sao xung quanh nói cũng bị bắn diệt. Thanh niên áo vàng kêu rên, giọng nói trầm thấp đầy hào hùng. Ánh mắt hắn ta dần xuất hiện thứ ánh sáng kỳ dị. Tên này đúng là quái thai, có thể phá được tiên pháp của hắn ta. Ngươi, đủ tư cách để khiến bản tôn phải dồn hết sức. Thanh niên áo bào vàng nói với giọng lãnh lẽo, như lời tuyên án của trời cao, hắn ta vừa dứt lời thì mi tâm đã xuất hiện tiên văn cổ xưa, đó chính là thần thông thiên phú. Có lẽ là loại cấm kỵ nào đó, uy áp và khí thế hắn ta lại được đẩy lên một tầm cao mới. Cực đạo, hắc ám diệt thế. Cơ thể thanh niên áo vàng kia chợt run lên, có thể nói là ý trên mặt chữ, cả bầu trời bỗng hóa thành một màu đen tối, như tấm màn đen mờ mịt từ trên trời đè xuống, khí thế mênh mông cùng với sức mạnh tuyệt diệt, nuốt chửng mọi sự sống, bao trùm lấy ánh sáng. Kiếm đâu? Triệu Bân vươn tay, lòng uyên như một vầng sáng từ chiếc nhẫn ma bay ra. Nhẹ nhàng rơi vào tay hắn, tiên lực của hắn bùng nổ, lực huyết mạch minh mông, rót hết vào, khôi phục kiếm uy chưa bao giờ đánh mất, tạo thành kiếm ý hủy diệt, một kiếm nghịch thiên, chém ngang bóng tối, trả lại ánh sáng cho chiến trường. A! À, thanh niên áo bào vàng khẽ rên lên, lùi từng bước về phía sau. Ánh mắt hắn ta đầy kinh ngạc, sau đó thành hoảng hốt, tiểu tử này có được giác ngộ về kiếm ý rất sâu, vượt xa những gì hắn ta tưởng, hắn ta từng đánh rất nhiều đệ nhất thiên hạ đến tàn phế. Nhưng đây là người đầu tiên có thể một kiếm chém ngang bóng tối của hắn ta. Khoảnh khắc hắn ta hoảng hốt, một đạo kiếm quang đã tìm tới chỗ hắn ta. Đó là Chu Tiên Quyền của Triệu Bân, vẫn là kiếm ý vô tận, không sao cản được. Mấy món võ mèo quào. Thanh niên áo vàng hừ lạnh, chân dẫm lên thất tinh, thoải mái né đi, một trường đánh ra lốc xoáy đen ngòm, đó chính là pháp thuật không gian, có ẩn chứa lực không gian, cũng có khả năng xé rách của không gian. Để giết được Triệu Bân, từng đòn tung ra. Thanh niên áo bào vàng khép hai tay thành hình chữ thập, mạnh mẽ khép kín lốc xoáy lại. Chỉ có từng đó mà đã đòi giết ta, Triệu Bân quát lên, lao vào lốc xoáy, như dao long lao vọt ra, đại suất bi thủ tung ta đánh cho thanh niên kia văng xa 800 mét. Được lắm. Thanh niên áo bào vàng nhe răng cười, đứng vững, một tay đánh thẳng lên trời. Sau đó, tiếng long ngâm kháng hồn vang lên. Một con rồng khổng lồ màu vàng từ trên trời rít gào bay xuống, cơ thể rồng mạnh mẽ, nguy nga như ngọn núi, miệng há to, ngọn lửa hư ảo bùng lên, lực diệt hóa vô tận, đôi mắt rồng cực lớn cũng không để yên, vầng sáng đen biến ảo hóa thành tia lửa điện đánh vào người hắn, Triệu Bân đã trúng hai đạo, thiếu điều bị chém hỏng cả người. Không cần biết ngươi là rồng hay là giun, nằm xuống hết cho ta. Triệu Bân tránh khỏi ngọn lửa, bay vọt lên trời, một kiếm chém bỏ đầu rồng. Cả thân rồng cũng bị chém thành 7-8 mảnh. Tiên pháp, khô diệt. Thanh niên áo vàng giết tới, tay xuất hiện luồng khí màu tím, xé nát thể phách của Triệu Bân, xé ngang cơ thể hắn, đánh hắn bị thương nặng. Cút! Triệu Bân hét to, một chiêu thiên cang hộ thể đánh bay thanh niên áo bào vàng. Thiên cang mạnh mẽ bá đạo, khiến thân thể thanh niên áo bào vàng vỡ tan, không biết đã nứt hết bao nhiêu gân cốt. Ầm, ầm! Đại chiến hơn trăm hiệp. Lần đầu tiên hai người dừng lại, một kẻ văng xa trên trời, kẻ dẫm vào hư vô nổ vang. Danh con, ta xem thường ngươi rồi. Thanh niên áo bào vàng tóc tai bù xù, nở nụ cười hung ác. Đối chiến cùng cấp, lần đầu tiên hắn ta bị đánh chật vật đến thế, ngọn lửa giận từ đầu bùng lên, bảo chìm lấy cõi lòng hắn ta, sự hung ác và điên cuồng bắt đầu thổi quét cùng trời cuối đất. Khinh thường ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu Bân lạnh lùng nói. Chẳng thêm một lời nào vô nghĩa, sát khí ngập trời thổi quét tới, vung tay tung ra chín Chu Tiên Quyền, thêm vào đó khí huyền hoàng, hoặc là lực minh hôn, đòn sau lạnh lẽo hơn đòn trước. Thanh niên kia vẫn nhếch miệng khinh bỉ, sừng sững không động,
chỉ thấy một luồng sáng vàng bay thẳng lên trời, cả chiến trường thiên võ đều rung lắc, xuất hiện thêm thứ sức mạnh bí ẩn. Hả? Mắt Triệu Bân khẽ nhíu lại, đánh ra 9 đạo kiếm quang chu tiên quyền, còn chưa đánh trúng mục tiêu thì đã biến mất không thấy bóng dáng, cả sát khí mạnh mẽ của hắn và tiên lực cuồn cuộn cũng tán loạn. Đòn tấn công của hắn bị phá giải, nhưng kiếm khí của thanh niên áo bào vàng vẫn chém thẳng tới, tạo thành một vết thương đầy máu trên ngực hắn, cơ thể hắn văng ra xa, rơi xuống đất bịch một tiếng. Bát cực cấm phong. Triệu Bân thì thào, nhanh chóng biết được khả năng của pháp thuật này, nó giống với bát cực cấm phong của tinh hồn, trong phạm vi nhất định, mọi pháp thuật đều vô hiệu. Ngày xưa, khi hắn và tinh hồn đánh nhau cũng từng bị bí pháp này chỉnh cho thê thảm. Thanh niên áo bào vàng này còn dứt khoát hơn cả tinh hồn, biến cả chiến trường thiên võ thành cấm địa. Bí pháp này đã đủ lóa mắt chưa? Thanh niên áo bào vàng rút kiếm lao tới, nở nụ cười đắc thắng, lẽ ra hắn ta cũng không định dùng tới cấm thuật này, nhưng tên Triệu Bân này quá khó chơi, tốt nhất vẫn nên cho hắn mở mang tầm mắt một chút. Triệu Bân không thèm để ý, chỉ nhìn quanh khắp nơi. Thanh niên áo vàng đúng là có chút bản lĩnh, hèn gì Ma Quân và Hồng Uyên sẽ thất bại. Chỉ với một chiêu này thôi cũng đủ khiến người ta khó chịu rồi, tấn công bằng pháp thuật thì vô dụng, đứng ở nơi này đúng là biến thành bia ngắm sống. Đã kết thúc rồi, thanh niên ác vàng vung kiếm ngôi sao xuất hiện khắp bầu trời, ánh sáng lấp lánh, chiếu xuống mọi ngóc ngách dưới thế gian, mỗi tia sáng đều mang theo sức mạnh hủy diệt, chẳng khác gì những thanh kiếm sắc bén. Triệu Bân rời mắt, lập tức thi triển tuyệt cảnh. Phong ấn bát cực không khó phá giải, chỉ cần có sức mạnh tuyệt đối là được. Vừa hay hắn lại đang có loại sức mạnh đó. Một luồng sáng vàng từ trên đầu hắn phóng lên trời. Tia sáng bá đạo biến thành một thanh đao màu vàng kim, bổ một kích vào hư vô khiến cho bầu trời và mặt đất đều rung chuyển, đao uy cực mạnh phá vỡ phong ấn bát cực. Phụt! Thanh niên áo vàng hộc máu, bị gặp phản phệ, lồng ngực rách toác. Ánh mắt hắn ta hiện lên sắc thái không thể nào tin nổi, chẳng ngờ cấm pháp mà mình lấy làm kiêu ngạo lại bị phá. Màn khởi động. Đến đây là kết thúc. Triệu Bân uy thế ngút trời, sát khí mới tan biến lại cuồn cuộn, tiên lực lắng xuống lại trỗi dạ mãnh liệt, tụ lại thành một đại dương màu vàng kim, hắn dẫm trên tiên hải đó, lao tới như một tiên vương. Không thể nào. Thanh niên áo vàng đột ngột khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. Nội lực của hắn ta thâm hậu đến cỡ nào, chiêu thi triển còn là cấm pháp, nhưng chẳng ngờ lại bị phá nhẹ nhàng như vậy. Ngông cuồng tổn thương bạn bè của ta. Người phải trả giá bằng máu. Triệu Bân bước qua hư không, từ xa đánh ra hám thiên quyền, quyền uy bá đạo, chiến ý kinh người, mang theo tâm cảnh ta là vô địch. Chỉ dựa vào ngươi sao? Thanh niên áo vàng nổi trận lôi đình, đánh qua một trường. Trường, quyền va chạm. Sau đó là huyết quang và kim quang bắn tung tóe. Thanh niên áo vàng phun máu, bàn tay lập tức nổ tung, hắn ta thụt lùi liên tiếp 4-5 bước. Quỳnh! Khi thanh niên còn chưa đứng vững, Triệu Bân đã đánh đến. Hắn tiếp tục đánh ra hám thiên quyền, quyền ý mạnh đến đỉnh điểm khiến thanh niên áo vàng máu xương lẫn lộn. Quyền ý cực mạnh đó thâm nhập vào trong cơ thể hắn ta, biến thành những thanh kiếm vô hình, chém lục phủ ngũ tạng của hắn ta nát ra từng khúc. Giết! Thanh niên áo vàng gào thét, tên này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng thét lớn cỡ nào cũng chẳng có tác dụng gì. Triệu Bân tung quyền thứ ba, bầu trời bỗng nổi sấm sét. Tâm cảnh vô địch trong tuyệt cảnh thật sự có ý uẩn cảnh giới cực hạn. Đừng nói là Nguyệt Thần, đến cả kẻ trừng phạt cũng phải liếc mắt một cái. Quyền này của Triệu Bân đã đạt trạng thái đỉnh cao của phàm giới. Ọc, máu vàng lại tung tóe. Nửa cơ thể của thanh niên áo vàng bị đánh đến xương thịt lẫn lộn. Dù hắn ta có năng lực hồi phục bá đạo thì cũng khó có thể chữa lành cơ thể vì quyền uy và chiến ý của Triệu Bân đã đánh tan năng lượng hồi phục của hắn ta, ngăn không cho cơ thể hắn ta tái sinh. A! À, thanh niên áo vàng thét lên, tâm cảnh vô địch vốn có đã hoàn toàn bị đánh bại. Đều là người chưa từng bị đánh bại trong cùng cấp nên khi cả hai gặp nhau thì phải xem ai nhẫn tâm hơn thôi. Sự thật chứng minh, vẫn là trình của trưởng giáo Thiên Tông cao hơn một bậc, xuất ba quyền là đã khiến tâm cảnh của thanh niên áo vàng lụi bại. Ầm! Một tiếng ầm vang lên, thanh niên áo vàng rơi từ trên trời xuống. Mặt đất cũng bị vạ lây, bị đập ra một hố máu lớn. Ta không tin. Thanh niên áo vàng hét lên giận dữ, rồi lại một lần nữa xông lên trời. Hắn ta cũng là một kẻ giỏi chịu đòn, bị thương đến mức đó rồi mà vẫn còn sức chiến đấu mạnh đến vậy, sát khí cuồn cuộn từ dưới dâng lên, sức mạnh hung tàn bộc phát điên cuồng.
Thiên thủ đại la. Triệu Bân lạnh lùng thốt lên rồi giáng một trường từ trên trời xuống. Quyền uy của hắn bá đạo cực đỉnh thì trường uy cũng dũng mãnh không kém, giống như núi lớn đè trên đầu, dập tắt sát khí, đánh tan sức mạnh bạo tàn, đến cả thanh niên áo vàng cũng bị đánh rơi từ trên trời xuống. Đùng! Mặt đất chấn động, xuất hiện dấu ấn 5 ngón tay. Thanh niên áo vàng ở bên dưới đã biến mất. Lên đường thanh thản. Triệu Bân dùng sấm sét ngưng luyện thành một chiến mâu, đâm thủng trời cao như tia sáng. Thanh niên áo vàng còn đang loạng choạng, hai mắt đã lồi ra, đồng tử co rút, đây là đòn tuyệt diệt, nếu trúng đòn, hắn ta sẽ chết không kịp ngáp, thanh niên áo vàng chưa từng cảm thấy kinh sợ như lúc này. Vèo! Cây giáo sấm sét với sức mạnh hủy diệt ghim cơ thể hắn ta lên mặt đất. Giống như những gì thanh niên áo vàng dự đoán, nếu trúng đòn thì chỉ còn con đường chết, bất kể là tu vi, nội lực thế nào thì lúc này, toàn bộ đều không còn ý nghĩa nữa, cả thể xác và linh hồn đều bị sấm sét hủy diệt. A! À, thanh niên áo vàng gào lên, là tiếng gào thét đầy tuyệt vọng. Hắn ta đánh bại biết bao nhiêu thiên hạ đệ nhất, nhưng cuối cùng lại thất bại dưới tay một tiểu bối. Cát vàng tung bay, vùi lấp hết tiếng gào thét của thanh niên áo vàng. Hắn ta đã hoàn toàn tan thành mây khói, biến thành xương máu, tan trong chiến trường thiên võ. Trên thực tế, hắn ta đã trở về với bản thể. Hắn ta là hóa thân nhưng từ đầu đến cuối, ý chí của hắn ta đều không hề nhận ra, tu hành nhập thế tử số không cũng khép lại cùng với cái chết của hóa thân, có lẽ thế gian vẫn còn truyền thuyết và dấu chân của người này nhưng sẽ không còn hắn ta nữa. Tiếng rên rỉ truyền đến từ tiên giới. Triệu Bân không nghe thấy âm thanh đó, nhưng Nguyệt Thần và kẻ trừng phạt lại có thể mơ hồ nghe thấy. Việc phái hóa thân nhập thế tu hành vừa có lợi, vừa có hại, khi hóa thân bị tiêu diệt, xét về mặt nào đó thì nhất định sẽ có ảnh hưởng đến bản thể. Triệu Bân. Giọng nói lạnh lùng đó mang theo sát khí ngút trời. Là Lạc Nhật Tiên Vương chân chính. Lão ta hận đến cắn răng cắn lợi, hiếm lắm mới có được một hóa thân xuất sắc như thế. Chưa từng bị người cùng cấp đánh bại ở phàm giới, tu đến tâm cảnh vô địch rồi mà lại chết trong tay một người phàm. Đúng là quá đáng tiếc. Việc này sẽ gây cản trở lớn cho đạo của lão ta. Chiến trường thiên võ. Triệu Bân đã đáp từ trên trời xuống đất. Hắn cất hết tài sản của thanh niên áo vàng, chỉ cầm một quyển sách cổ trong tay. Lật sách cổ ra xem thì thấy bên trong viết rất nhiều tên người, Ma Quân và Hồng Uyên cũng mặt trên đó. Ngoài hai người này ra, Triệu Bân còn thấy một cái tên quen thuộc, đó là Phúc Thọ Lão Nhân. Mắt Triệu Bân sáng lên, có lẽ đây là chiến tích của thanh niên áo vàng, mỗi khi đánh bại một người, hắn ta sẽ ghi lại tên của kẻ bại trận vào sách cổ. Theo hắn thấy, phần lớn những người có tư cách xuất hiện trên quyển sách cổ này đều là cao thủ đỉnh của chóp thuộc nơi nào đó, chẳng hạn như Hồng Uyên của Đại Hạ, hay Ma Quân Bất Diệt. Người có từng nghĩ, biết đâu người cũng là một hóa thân không? Nguyệt Thần vừa ngáp vừa đứng dậy rồi vươn vai. Triệu Bân nghe xong thì bất giác liếc mắt, nhìn thẳng vào Nguyệt Thần. Chắc không phải vị thần này đã nhìn ra được điều gì đó rồi chứ? Hắn cũng là hóa thân vào đời tử số không sao. Mặt trăng đêm nay trên thật đấy. Triệu công tử đợi cả hồi lâu nhưng chỉ đợi được câu nói đó của Nguyệt Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần mà, cũng sẽ có những lúc rảnh rỗi đến phát bực, cần tìm chút niềm vui. Lại hù ta nữa rồi. Triệu Bân nhếch mép, bước ra chiến trường. Thấy hắn, lão huyền cơ đang trốn ở xa lập tức chạy tới, nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn hư vô, không thấy bóng dáng thanh niên áo vàng đâu, không lẽ tên chuẩn tiên đáng sợ kia bị giết rồi. Đúng, chắc chắn là đã bị giết. Lão huyền cơ kinh hãi không thôi. Trưởng giáo Thiên Tông quả nhiên là ngoan nhân cái thế. Sao ông lại về rồi, Triệu Bân cười nói. Không yên tâm mà. Lão huyền cơ cười ha ha. Có chuyện gì cần ta giúp à, Triệu Bân nhìn ông ta. Đúng, đúng là có, lão huyền cơ xoa tay, vẫn mỉm cười như cũ, có thể đưa ta đến bí cảnh thiên thương không? Lão hủ đang rảnh, muốn vào đó tu luyện mấy ngày. Bí cảnh, thiên thương. Đó là một không gian di động, ta. Tạm biệt. Không chờ lão huyền cơ nói hết, Triệu Bân đã quay mặt đi. Không gian bất động thì dễ tìm, nhưng không gian di động thì không. Ta có vị trí của nó, lão huyền cơ đuổi theo sau, lấy một cái la bàn ra khỏi tay áo, trên la bàn có một điểm trắng đang di động, thấy không? Đó chính là bí cảnh thiên thương. Hay đấy! Triệu Bân cầm la bàn, đánh giá một lượt. Nhìn thì mới biết đây là di vật nhà tiên, hơn nữa ắt hẳn có liên quan đến bí cảnh thiên thương,
nếu không thì sẽ không thể định vị được không gian di động. Lão già này không thiếu mấy thứ cổ quái, lúc trước lão tổ huyết ưng không truy sát được lão huyền cơ cũng là vì cái la bàn này chứ đâu. Món đồ này ở đâu ra đây? Triệu Bân hỏi. Tổ truyền, lão huyền cơ nói, ý vị sâu xa. Ta cướp được không? Không thể, trưởng giáo Thiên Tông sao lại nói chuyện bất lịch sự thế? Lịch sự cũng không đổi thành cơm ăn được mà, Triệu Bân vẫn đang nghiên cứu la bàn. Không gian kia rất kỳ dị, ta không thể vào được mà cần một cảnh giới chuẩn tiên đưa vào, lão huyền cơ cười nói, sẽ không để ngươi đi tay không một chuyến đâu, sau này đến huyền cơ các mua gì cũng sẽ được giảm nửa giá. Nó đang ở phía tây à, thôi thì cũng tiện đường. Triệu Bân trả lại la bàn, một bước bay lên trời. Lão huyền cơ vui mừng khôn xiết, nhiệt tình chạy theo. Nói thật, nếu là chuẩn tiên khác thì cho dù là đại hạ Hồng Uyên ông ta cũng không yên tâm, nhỡ như đến giết người cướp của thì chẳng phải sẽ tệ lắm hay sao. Nhưng Triệu Bân thì khác, tiểu bối này tuy rằng không ngoan lắm, nhưng tính khí tốt. Ông ta là người làm ăn nên nhìn người rất chuẩn. Qua, đại bằng vung cánh bay cao, như ánh sáng xẹt qua bầu trời. Tiểu Kỳ Lân cũng chạy ra, còn nhảy nhót trên lưng nó. Con oắt này, người bị điên à? Đại bằng đau nhe răng trợn mắt, bị đạp cho xương cốt rã rời. Kỳ Lân không quan tâm, cứ nhảy theo ý mình, ai bảo ngươi cướp tiểu thanh loan của ta, ta dẫm chết ngươi. Đây là thanh loan à? Đây là đại bằng cánh vàng này. Đây là thánh thú tiểu Kỳ Lân đúng không? Lão huyền cơ ngồi ở kia không dám cử động, bị đả kích cho không ngóc đầu lên được. Đúng là đại lão có khác, mấy thứ đi theo Triệu Bân đều đáng sợ kinh người. Chỉ riêng ba con dị thú này thôi cũng khiến người ta kinh ngạc rồi, lão già như ông ta không thể sánh bằng. Lạc Hà. Triệu Bân vừa đi vừa gọi, giọng nói vang vọng cả dọc đường. Tiếc là cho đến nay vẫn không có lời hồi đáp. Bình tĩnh nhất là Nguyệt Thần, cô ta chỉ thỉnh thoảng ngước mắt nhìn tinh không, mệnh tinh của Lạc Hà còn đây, chứng tỏ Lạc Hà vẫn bình an vô sự, chỉ cần không gặp chuẩn tiên quá mạnh mẽ thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Sau đó, Triệu Bân từ trên trời phi xuống. Hạ cánh ở một đỉnh núi nguy nga. Lão huyền cơ theo sát ngay sau, nhìn chỉ thị của la bàn, bí cảnh thiên thương ở ngay đây rồi. Đáng tiếc là tầm mắt của ông ta có hạn, không thấy có chút khác thường nào. Triệu Bân đã mở thiên nhãn, hắn tuy là chuẩn tiên nhưng cũng không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng khu vực này đúng là có một không gian di động, giống như một đại hán say rượu, hoặc như là một đám mây lơ đãng trôi nổi giữa không trung. Ảo thật đấy, Triệu Bân than thở. Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng sự ẩn giấu của bí cảnh thiên thương cũng là điều mà không phải ai cũng nhìn rõ được. Nếu không có la bàn chỉ dẫn, không có định vị sẵn thì ai mà biết có một bí cảnh di động như thế này đâu. Tú Nhi, có nhìn rõ bên trong được không? Triệu Bân nhìn ý thức. Không có nguy hiểm, Nguyệt Thần chán ngán nói, là một chỗ tu luyện tốt. Tìm ra chưa? Lao huyền cơ như giọng hải. Đúng là một bé cảnh tốt, Triệu Bân cười phát tay, lấy một kiếm khí vén lên mây mù. Lại lấy thiên lôi xé ra một khe nứt, dẫn Lão huyền cơ bước vào bí cảnh thiên thương. Không kịp rơi xuống thì đã cảm nhận được một không khí tang thương. Triệu công tử còn đỡ, nhưng lão huyền cơ thì đã bị đẩy cho không đứng vững nổi. Chờ đến lúc đứng vững, lọt vào trong tầm mắt chính là một vùng tiên cảnh mộng ảo, có núi mọc lên như rừng, có sông suối ngang dọc, thực vật tươi tốt, mây gió lượn lờ, đúng là một tiên cảnh nhân gian, tìm không ra chút ô nhiễm nào. Một không gian hoàn mỹ. Triệu Bân tản hồn lực ra, cực điểm cảm nhận tứ phương. Không gian này rất bao la, còn rộng hơn cả thiên tông, u linh tĩnh mịch, linh khí dồi dào, đâu chỉ là chỗ tốt để tu luyện mà chính là thánh địa tu luyện ấy chứ, quá huyền diệu. Ở đây có bảo bối gì không? Triệu Bân lại hỏi Nguyệt Thần. Lấy đâu ra nhiều bảo bối thế? Nguyệt Thần lười biếng nói. Ở đây có bảo bối gì không? Lão huyền cơ chọc Triệu Bân. Lấy đâu ra nhiều bảo bối thế? Triệu công tử trả lời y hệt Nguyệt Thần. Lão huyền cơ ho khan, vẻ mặt lúng túng. Ta còn có việc, đi trước đây. Triệu Bân nói xong, quay người rời đi. Sau đó là một tiếng đốp vang lên. Quái! Triệu Bân nhe răng trợn mắt, bị đập đến đau cả đầu. Cẩn thận nhìn mới thấy có một bức tường vô hình, hoặc là một kết giới bao phủ toàn bộ bí cảnh thiên thương, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, như kiểu hắn đập đầu vào thép vậy. Một đạo kết giới mà cũng đòi ngăn ta. Triệu Bân lạnh nhạt nói, đạp chân, sử dụng thiên nhãn thuấn thân. Hắn mạnh mẽ vung một quyền, nhưng tiếng đốp kia vẫn vang lên rất rõ ràng. Thiên nhãn thuấn thân đúng là rất huyền ảo, nhưng kết giới thiên thương càng huyền ảo hơn,
tiên thiên ngăn cách không gian. Mở. Triệu Bân khí huyết quay cuồng, đánh tới một quyền. Quyền uy của hám thiên quyền bá liệt vô song, nhưng hôm nay cũng chẳng có tác dụng gì mấy, không những không dung chuyển được kết giới mà còn bị chấn cho xương cốt nổ tung, võ hồn bản mệnh cũng bị tác động đến, hai mắt bốc lên kim tinh. Đây! Lão Huyền Cơ kinh ngạc. Cái gì thế này, vào được nhưng không ra được. Keng! Triệu Bân xách kiếm Long Uyên ra, kiếm uy mạnh mẽ. Hắn là kẻ không tin tà ma, sao có thể bị bí cảnh vây khốn cho được. Đừng có phí công nữa, Nguyệt Thần nói, đây là kết giới thiên thương, trận cước ở bên ngoài. Trong những thời gian đặc biệt thì càn khôn của nó sẽ tự động vận chuyển, đạo hạnh của ngươi không phá được từ bên trong ra ngoài đâu. Sao cô không nói sớm, Triệu Bân nhếch miệng. Ta cũng chỉ vừa mới phát hiện ra thôi, Nguyệt Thần sâu xa nói. Vậy làm sao để ra ngoài? Chờ 9 ngày nữa, kết giới sẽ tự tiêu tan. Đúng là vớ vẩn, Triệu Bân hít sâu một hơi. Sớm biết có cái quỷ này thì hắn đã không đi vào rồi. Tiểu Hữu, Lão Huyền Cơ giật gấu áo Triệu Bân. Ở đây không có nguy hiểm, ở lại 9 ngày thì kết giới sẽ tự giải. Triệu Bân nói, ngụ ý rõ ràng, thích làm gì thì làm đi. Được. Lão Huyền Cơ cười khà khà, sau đó chạy mất dạng. Nơi này không có bảo vật gì quý hiếm, nhưng sở hữu không ít ý cảnh, vận may của lão già này cũng không tệ, nhanh chóng gặp được cơ duyên, tìm được một ý cảnh ở vách đá nào đó rồi khoanh chân lĩnh hội. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi mà đi vào một rừng trúc. Ở sâu trong rừng trúc có 3 căn phòng trúc nhỏ. Xem ra là chỗ ở của chủ nhân bí cảnh khi xưa, trong phòng toàn cho bụi, đã lâu không có người ở, khắp nơi là hơi thở tang thương, còn có một loại khí uẩn cổ xưa quanh quẩn. Chỗ này không giống thành Thiên Thu, có nhật nguyệt giao thoa. Khi màn đêm buông xuống, cả bí cảnh đều sáng rực. Đi dạo khắp núi đều có thể thấy mây mù uốn lượn, đường đi quanh co, mang một cảm giác thần bí. Triệu Bân cảm thấy tâm cảnh của mình giống như đang ở trong bảo địa, có những lúc giống như đang hòa mình vào thiên nhiên. Hửm! Đang đi dạo, hắn đột nhiên thấy một vệt sáng. Vệt sáng đó phát ra từ trong rừng sâu, chớp lóe chớp lóe. Thứ gì thế nhỉ? Triệu Bân tăng tốc, đi thẳng về nơi đó. Hắn chậm rãi dừng lại ở một gốc cây, vệt sáng kia truyền đến từ nơi này, đó là một ngọc bài màu vàng kim, treo ở trên cành cây, lắc lư theo gió, lấp ló ánh sáng. Triệu Bân đưa tay ra tháo ngọc bài xuống. Cầm ngọc bài trong tay, hắn cảm nhận được một khí tức cực nóng, không biết là dùng vật liệu gì chế tạo thành mà cứng rắn vô cùng, có cả tiên uẩn vần quanh, hỏa khí lượn lờ, trực tiếp liên hệ với võ hồn của hắn. Lệnh bài của chủ nhân bí cảnh sao? Triệu Bân lẩm bẩm, có thể thấy trên lệnh bài này được khắc hai chữ thiên thương. Chính hai chữ này khiến võ hồn của hắn rung động, bởi vì bên trong có một ý cảnh, không nói không rằng liền kéo hắn vào. Trong ý cảnh mịt mờ là một cảm ngộ về đạo. Nửa canh giờ sau, Triệu Bân mới tỉnh ra. Cảm ngộ được ý cảnh, đạt được một cơ duyên. Chắc đây là vật của thiên thương tiên vương. Cô nhận ra à? Triệu Bân hỏi. Người của Thiên Luân Kiếm Tông. So với Lạc Nhật Thần Giáo thì ai mạnh hơn? 8 lạng nửa cân. Lại một đại phái siêu cấp, Triệu Bân than thở. Cầm lệnh bài đó đi, sau này lên tiên giới có khi cần dùng đến, Nguyệt Thần lại nằm trên mặt trăng. Làm vậy không tốt đâu. Người nào đó nói một đằng nhưng cái tay thì làm một nẻ. Đã là lệnh bài của Tiên Vương thì chắc chắn sẽ có tác dụng vào lúc cần, nếu là một Tiên Vương cấp bậc đỉnh phong, tiến thêm một bước thì chính là thần rồi. Đây là sự tồn tại siêu phàm, ai thấy mà không phải nể mặt đôi phần. Đỉnh! Quá đỉnh luôn! Khi Triệu Bân tìm được Lão Huyền Cơ thì ông ta đang vui vẻ ngồi trên mỏm đá. Mới 2 ngày không gặp mà ánh mắt người này đã sâu hơn mấy phần, không hỏi cũng biết, ông ta chắc chắn là cảm ngộ được không ít trong bí cảnh này, thêm được vài lần nữa có khi sẽ được tiến giai. Đêm đến! Triệu Bân lên một đỉnh núi. Trên bầu trời của bí cảnh thiên thương tuy rằng không phải tinh không thật sự nhưng cũng mênh mông như ở bên ngoài. Nhìn mỗi một ngôi sao đều giống như có một câu chuyện xa xăm, có ánh sáng diễn hóa. Triệu Bân nhìn đến mê hồn. Những ngôi sao ảo mộng như những viên thuốc mê khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Sau vài cái nháy mắt, Triệu Bân không còn phân biệt được thực với ảo, có mấy phần cảm giác muốn đi ngủ. Trên thực tế, hắn thật sự đã nhắm mắt ngủ. Dưới ánh sao, Triệu Bân chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Không biết đây là mơ hay ý cảnh, hắn chỉ nhìn thấy một vũ trụ mênh mông, lập lòe ánh sáng mộng ảo khiến tâm thần của hắn trở nên mông lung, muốn tỉnh lại mà không được. Trong thực tế,
thể phách của hắn xuất hiện dị trạng. Nói chính xác hơn là võ hồn của hắn có dị trạng, giống như hồn phách bay ra khỏi thân thể, giống như một đám mây bay về hư vô mịt mờ, chập chờn theo gió dưới ánh sao rực rỡ. Thần Du Thái Hư, đừng đọc tại web ăn cấp Lào Huyền Cơ ngẩng đầu, vừa lúc sửng sốt nhìn thấy cảnh này. Cho dù là cảnh giới chuẩn tiên thì cũng không thể tùy tiện cho về hồn xuất thể được. Thế mà về hiền của Triệu Bân lại bay ra ngoài, lại còn bay xa như thế, nếu lạc đường thì còn quay về thân thể được không? Tiểu Hữu à! Lão Huyền Cơ vô thức hô lên. Không thấy Triệu Bân đáp lại, giống như đang ở trong trạng thái không ý thức. Mà võ hồn của hắn vẫn đang bay lên trên, giống như phải bay lên thật cao thật xa mới thôi, có lẽ là vì cao và xa quá nên Lão Huyền Cơ không nhìn rõ nữa. Chỉ biết võ hồn của Triệu Bân đang có thay đổi khác lạ dưới ánh sao, có những hồn lực đục ngầu đang trôi ra khỏi hồn thể. Niềm vui bất ngờ này. Nguyệt Thần ngồi thẳng dậy, nhìn cảnh này rồi lẩm bẩm. Lão Huyền Cơ không hiểu, nhưng cô ta thì biết rõ, võ hồn của Triệu Bân đang lột xác nguyên thần, đáng lý càn khôn phàm giới bị hao tổn thì con đường làm tiên sẽ bị sụp đổ luôn, võ hồn sẽ không thể lột xác nguyên thần được, ít nhất là cô ta chưa từng thấy tiền lệ nào như thế, bởi đây là vi phạm quy tắc. Nhãi con được lắm. Người than thở còn có kẻ trừng phạt. Lão ta kinh ngạc vô cùng, sao lại có biến dị cỡ này nhỉ? Oanh! Trên bầu trời của bí cảnh thiên thương có sấm sét phụt qua. Không phải là sấm sét báo mưa mà là có người không tuân theo quy tắc nên gây ra một loại trừng phạt kỳ lạ, giống thiên kiếp nhưng cũng không phải thiên kiếp, biến thành những luồng sấm sét bổ vào người Triệu Bân. Sấm sét đúng là rất đáng sợ. Sấm sét sở hữu uy hiếp tuyệt diệt. Mạnh như võ hồn của Triệu Bân cũng bị đánh cho tơi tả. Tiểu Hữu, Lão Huyền Cơ lại gọi tiếp. Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Thanh Loan cũng chạy ra ngoài, một con gào thét, một con rít lên, đang gọi ý thức của Triệu Bân lại. Nếu cứ thế này thì Triệu Bân sẽ hồn phi phách tán mất. Cũng may là Triệu Bân tỉnh lại. Ý thức của hắn lập tức quay về, không hề bất ngờ về tình cảnh ngày hôm nay. Lần đầu võ hồn xuất thể tạo cảm giác rất kỳ diệu. Nhưng sấm sét bổ lên võ hồn đúng là quá đau, hơn nữa sấm sét đều sở hữu sức mạnh hủy diệt, hung tàn và mãnh liệt vô cùng. Đây, là muốn giết chết hắn mà. Cảnh tượng đáng xấu hổ lại diễn ra lần nữa, đi vào bé cảnh thiên thương nhưng không ra được, giờ về hồn xuất thể lại không vào được, hắn dùng cách nào đi nữa thì cũng không thể quay về thân nào đi đờ, nói cách khác, và hồn của hắn bị cản lại ngoài hư về rồi, trong vô hình như có một sức mạnh đang ngăn cản không cho và hồn của hắn quay về. Phá hậu nhi lập. Niết bàn trùng sinh. Nguyệt Thần nhàn nhạt nhắc nhở Triệu Bân. Võ hồn của Triệu Bân định thân, ngay sau đó vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hủy diệt sấm sét để rèn luyện võ hồn, phải lấy mục nát tạo thần kỳ, nếu không cho hắn quay về thân thể thì hắn sẽ nghịch thiên lột xác. Đây là một trận chiến thảm liệt. Cũng là một lần lột xác thảm liệt. Ừng ực. Lão Huyền Cơ nhìn mà nuốt nước miếng, con mẹ nó chứ, rốt cuộc Triệu Bân đang làm gì đây? Sấm sét bổ võ hồn. Nếu là ông ta thì đã chết trong chớp mắt rồi. Triệu Bân đỉnh muốn chết, hồn thể sụp đổ liên tục, rồi lại tái tạo liên tục, đánh thế nào cũng không triệt tiêu được. Hồn thể của Triệu Bân lại còn ngày càng ngưng thực, có ánh sáng thần bí nở rộ xung quanh. Ya ya, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót ở bên dưới. Nó có ký ức truyền thừa nên biết đây là cảnh tượng gì. Nếu vi phạm quy tắc lột xác nguyên thần thì chỉ có hai con đường, niết bàn hoặc chết, nếu vượt qua được thì chính là tạo hóa nghịch thiên. Còn không qua nổi sẽ tan biến thành cho bụi, có chống đỡ được hay không cũng chưa chắc. Tới đây, Triệu Bân lấy hồn lực hóa kiếm, nhảy múa dưới sấm sét. Đây không phải thiên kiếp mà là cảnh ngộ thiên kiếp, gần như không có đường lui, chỉ có nghịch thiên lột xác, ý chí của hắn bất khuất, tín niệm cũng kiên định, đẩy võ hồn về chỗ hủy diệt và cũng đẩy hắn về chỗ niết bàn. Oanh! Ầm ầm! Hắn phản kháng làm cho trời đất nổ tung. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mỗi một tiếng nổ đều chấn động nhân tâm, càng có một luồng ý chí đáng sợ cực độ bao trùm tâm cảnh, giống như sắp có kiếp nạn gì. Không biết đến lúc nào, uy áp sấm sét mới bắt đầu yếu dần. Mà võ hồn của Triệu Bân thì ngày một lớn dần. Nguyệt Thần thở phào nhẹ nhõm, kẻ trừng phạt cũng tặc lưỡi than thở. Triệu Bân đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, còn lại chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Lão ta thủ hộ nhân gian đã lâu mà chưa bao giờ thấy mấy chuyện như vậy. Dù là người đáng kinh ngạc nhất thì cũng chưa bao giờ vì võ hồn lột xác nguyên thần mà vi phạm quy tắc. Cảnh tượng hôm nay đúng là lần đầu tiên xảy ra. Không ngờ đi xuống hạ giới làm hoàng đế phèn cùng được mở mang tầm mắt. Răng sắc âm thanh như vậy vang lên khắp bí cảnh thiên thương.
và hiền của Triệu Bản rách ra, có hiện thể mới được sinh trường. Đó là thể nguyên thần, hấp thụ hồn thể cũ và triệt để lột xác thành nguyên thần. Oanh! Trong nháy mắt, cả phàm giới rung chuyển. Vô số người đứng không vững. Nhiều người tỉnh lại từ trong mơ. Trước đó là tiếng nổ, sau là rung chấn, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng nổ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bầu trời của bí cảnh thiên thương tràn ngập ánh sáng. Võ hồn lột xác thành công, nguyên thần của Triệu Bân cũng quay về thân thể. Thật lâu sau vẫn chưa thấy hắn tỉnh lại, e là trong thời gian ngắn cũng không tỉnh được. Võ hồn trước đó phối hợp hoàn mỹ với thân thể, nhưng giờ là nguyên thần, cần một thời gian làm quen mới xong. Cũng may ngày nào hắn cũng luyện thể thân xác đủ mạnh mẽ, chứ thân xác bình thường chưa chắc đã chịu được nguyên thần đó. Dưới ánh trăng im lìm, bí cảnh cuối cùng cũng quay về tĩnh lặng. Triệu Bân yên tĩnh nằm trên đỉnh núi, dị tượng quanh thân tiếp tục diễn hóa, sáng lòa bao trùm cả thân thể. Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Thanh Loan bảo vệ hắn, ánh mắt cũng sáng choang. Lão Huyền Cơ cũng bò lên trên, nhưng chắc là đạo hạnh quá tệ hoặc do uy áp của Triệu Bân quá mạnh nên ông ta không thể tiến lại gần thêm được. Mỗi lần bước thêm thì sẽ bị khí tràng của Triệu Bân vô hình đẩy lui. Cảm ơn. Mặc dù đang ngủ say nhưng Triệu Bân vẫn truyền âm ra ngoài. Lời này là nói với Lão Huyền Cơ, lão già này đúng là quý nhân của hắn. Cứ gặp Lão Huyền Cơ thì sẽ luôn có chuyện tốt, ví dụ như bát bộ phù đồ, hay là độn giáp thiên tự, hoặc là bí cảnh thiên thương. Nếu trước kia không gặp được Lão Huyền Cơ thì hắn cũng sẽ không có được như ngày hôm nay. Gió khe khẽ thổi, có một người đặt chân lên đỉnh núi. Chính là kẻ trừng phạt phàm giới, lão ta là thần mà, nên không ai nhìn thấy được lão ta. Lão già này rất hay ho, chắp tay lại dạo quanh Triệu Bân, giống như đang tham quan sở thú. Mà lão ta nhìn thật lâu cũng chẳng nhìn ra duyên cớ, chỉ biết tên nhóc này tiền đồ vô lượng. Khi trời gần bình minh thì lão ta mới rời đi. Triệu Bân vẫn chưa tỉnh lại, còn đang lột xác một bước cuối cùng. Ái chà! Chuẩn bị va chạm. Nguyệt thần nâng mặt, nhìn ra bên ngoài. Va chạm ở đây tức là có thứ gì đó chuẩn bị va vào, không biết là cái gì đây. Hóa ra lại là một không gian di động, không biết bay tới từ chỗ nào mà lại ngược với phương hướng của bí cảnh thiên thương. Một hướng bắc một hướng nam, đúng là chuẩn không cần chỉnh. Oanh! Đụng là chạm. Hai không gian di động tiếp xúc thân mật với nhau. Cũng may là không đâm quá mạnh, nếu không bí cảnh này sẽ sụp đổ mất. Dù vậy cũng đủ khiến cho bí cảnh thiên thương bị hư hại, càn khôn hỗn loạn, có rất nhiều tòa núi sụp đổ, Lão Huyền Cơ đang tu luyện dưới núi cũng ngơ ngác bị chôn sống. Bên này hỗn loạn, không gian bên kia cũng không khá hơn là bao, bị sụp đổ một nửa. Có một bóng dáng xinh đẹp từ trong đống đổ nát đi ra, vô tình ngã vào bí cảnh thiên thương, mà cũng vô tình dẫm lên người Triệu Bân, khiến dãy núi sụt lở nghiêm trọng. Nhìn bóng người xinh xắn kia, không phải Lạc Hà thì còn ai vào đây? Tiểu Kỳ Lân ngơ ngác, Tiểu Thanh Loan cũng kinh ngạc. Các ngươi, Lạc Hà cũng sửng sốt. Đây là Tiểu Thanh Loan của cô ta sao? Đây là Tiểu Kỳ Lân của Triệu Bân sao? Sao lại ở đây? Mà đây là đâu? Cái, con mẹ nhà ngươi. Lạc Hà chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng mắng dưới thân. Tất nhiên là Triệu công tử, cuối cùng hắn cũng thức tỉnh, còn bị đè sấp dưới đất nữa chứ. Bị đè cho mơ hồ, bí cảnh thiên thương lớn như thế. Rốt cuộc ai ngắm mà chuẩn đến mức này chứ, dùng kính viễn vọng hay gì? Qua, đại bằng bay vọt thiên khung, như một đám mây vàng kim. Trên lưng nó là Triệu Bân và Lạc Hà tựa lưng vào nhau, vô cùng ấm áp. Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Thanh Loan, một con thì dương cánh bay cao, một con bay nhanh trên không, đuổi bắt lẫn nhau. Mẹ nó chứ, ta đúng là dư thừa mà. Đại bằng lặng lẽ liếc qua liếc lại. Trong năm sinh linh thì có hai cặp đôi. Lẻ mỗi nó. Đám yêu đương xến dện này nên bị kéo ra ngoài xử tử. Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Thanh Loan mặc kệ nó, chơi đùa thỏa thích. Cái tay của Triệu công tử không chịu thành thật, cứ vuốt ve mãi phần bụng của Lạc Hà. Thời gian qua đi, sinh linh bé nhỏ kia ngày càng hoạt bát. Cũng đúng thôi, sinh linh được đường dục ra từ 3 ngày 3 đêm ân ái thì sao có thể không hoạt bát cho được. Lạc Hà của đêm nay điềm đạm hơn những đêm khác nhiều, cô ta kéo tay Triệu Bân. Vẻ mặt trận ngập tình yêu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mọi người đều nói hữu duyên thiên lý năng lượng ngộ, đúng là như thế thật, cô ta thì bị vây ở không gian di động, Triệu Bân cùng thế, tỷ lệ để hai không gian đụng vào nhau như bé cờ nào chứ. Thế mà chúng lại va phải nhau.
cô ta cũng ngã vào trên người Triệu Bân. Dù là trùng hợp hay do trời xui đất khiến đi nữa thì cũng chẳng bằng duyên phận. Có phải khi nãy ngươi chửi ta không? Lỡ mồm chửi chút thì có sao? Ái chà, lột xác nguyên thần nên tính khí cũng ghê quá nhỉ. Cho nên sau này cô phải ngoan ngoãn với ta vào. Hình ảnh dưới ánh trăng vẫn hiền hòa và ấm áp như trước. Có lẽ là do va chạm quá mạnh khiến đầu óc choáng váng, hoặc cũng có thể do chưa hoàn thành lột xác nên tâm trí bị mông lung, Triệu Bân lúc này mệt rã rời, nằm trên đùi thê tử, lẳng lặng ngủ thiếp đi. Nguyên thần đang tiếp xúc chậm rãi với thân thể trong lúc ngủ, lúc tỉnh lại chắc chắn sẽ là sự tồn tại vô địch. Đêm, Nam Vực, dưới ánh trăng, có một người đi lên đỉnh núi. Nhìn kỹ thì chẳng phải là hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương hay sao? Cái người mà Triệu Bân gặp ở đáy Đông Hải hình như chính là vị này chứ đâu. Nghe chừng là đi khắp Bát Đại Vương Triều rồi giờ lại quay về Nam Vực. Biến mất, lão ta lẩm bẩm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Lão ta mang theo ký ức nhập thế. Lão ta hạ phàm là để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì ư? Là tìm một hóa thân khác của bản tôn trong nhân thế, tìm được thì bắt đầu dung hợp từ cảm ngộ, căn nguyên đến mọi thứ vào trong cơ thể lão ta. Dung hợp xong, lão ta sẽ đi hết con đường hồng trần. Đi hết được cũng chính là một tạo hóa lớn với bản tôn. Không đi hết được cũng chẳng sao, cảm ngộ nhập thế vẫn sẽ trả về cho bản tôn như cũ. Nhưng lão ta tìm hết ngày này đến ngày khác vẫn chưa thấy hóa thân nào cả, hoặc là hóa thân kia đã mất tích rồi, hơn nữa còn mới phát sinh trong mấy tháng qua, có điều linh hồn lão ta bị hạn chế nên đến đêm nay mới có cảm giác. Phù! Lúc Triệu Bân tỉnh lại cũng không biết là đêm nào rồi. Lúc hắn mơ màng mở mắt thì trong mắt có hai luồng sáng bắn ra, đánh lên hư không tạo thành sấm sét vang dội, sau đó thở ra một ngụm khí đục, rồi nôn ọe một lượt. Sau nhiều ngày ngủ say, nguyên thần và thân xác cuối cùng cũng kết hợp được. Mạnh quá! Lạc Hà lẩm bẩm, có chút xúc động. Cô ta là thiên võ đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là đến chuẩn tiên, bây giờ lại cảm thấy cực kỳ bị áp chế, giống như đây không phải một người mà là một ngọn núi cao 8.000 trượng, khí thế mạnh mẽ mà nặng nề vậy. Ya ya! Kỳ Lân và Thanh Loan cũng xông tới, ánh mắt rạng rỡ. Chúng cũng bị kiềm chế, uy áp của Triệu Bân đánh thẳng vào linh hồn chúng. Đại Bằng thì hít sâu một hơi, chưa bao giờ khâm phục Triệu Bân như đêm nay. Thật lâu sau cũng không thấy Triệu Bân nói gì, hắn chỉ đứng trên lưng Đại Bằng, yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Bây giờ nhìn thiên địa, mọi thứ trên thế gian dường như rõ ràng hơn trước rất nhiều, nhìn cũng sâu sắc hơn. Trong lúc tâm trí yên tĩnh như thế, hắn mơ hồ bắt được một thứ tên là Đạo. Vạn vật có linh, vạn vật vì đạo. Còn lĩnh ngộ được bao nhiêu chân thành thì đều phải dựa vào bản lĩnh mỗi người. Qua, tiếng gào của Đại Bằng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Triệu Bân thu mắt lại, nhìn thấy một nơi quen thuộc, Vân U Cốc. Lạc Hà thấy vậy thì không khỏi đỏ mặt, đây là nơi bọn họ triền miên 3 ngày 3 đêm chứ đâu. Triệu Bân ho khan, ký ức vẫn mới như in. Lúc ho khan, hắn vẫn không quên nhìn sang Nguyệt Thần. Cô nàng này chắc chắn cũng đã xem trực tiếp toàn bộ cảnh tượng. Nó nâng cao tinh thần rồi đấy. Nguyệt Thần chưa nói gì nhưng thần thái đã biểu lộ hết thảy. Vì thế, cô ta cũng tìm được một lý do cho bản thân, những ngày bị nguyền rủa cho không ngóc đầu lên được thì cũng phải tìm chút kích thích chứ. Tinh thần không phấn chấn thì sao chống đỡ được tấn công của nguyền rủa? Có thấy cốc chủ Vân U Cốc không? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Không, Nguyệt Thần lắc đầu, tưởng bà đây là Vạn Sự Thông à. Trong cốc này có còn sót lại một vài hình ảnh trước khi chết của cô ta. Cô ta từng khắc một tượng gỗ giống hệt ta, Triệu Bân lại hỏi, mong đợi vị thần này cho mình một lời giải thích hợp lý. Nguyệt Thần lại lắc đầu. Không phải cái gì thần cũng biết. Vậy nắm đấm này của ta coi như lỡ tay nhé, Triệu Bân lẩm bẩm. Trong gương có tàn niệm của cô ta, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Triệu Bân nghe xong thì nhíu mày, tự biết tấm gương đó là chỉ cái gì. Trong Vân U Cốc có 3 món bảo bối, một là Tử Hồn Châu, ngày xưa tan trong võ hồn của hắn. Hai là Kỳ Lân Tiên Quả đã bị Tiểu Kỳ Lân nuốt, thứ ba chính là gương hoa đào bị Lạc Hà lấy đi. Cho ta mượn gương hoa đào một chút, Triệu Bân nhìn Lạc Hà. Không được rồi, ta đã đem đi tặng từ lâu, Lạc Hà họ Khan cho ai vậy? Mẹ người, bà ấy, cùng là mẹ của cô mà Triệu Bản thâm sâu nói sốt. Đại Bằng tức thì tăng tốc, bay thẳng đến núi Bất Tử. Mấy ngày sau đó, nó bay vào thành Thiên Thu như một vệt sáng. Thấy Triệu Bân và Lạc Hà, mọi người trong thành đều thở dài một hơi.
Sau nhiều ngày nghỉ ngơi tu dưỡng, thành Thiên Thu đã được xây dựng lại, những người bị thương cũng đã khôi phục phong thái ngày xưa, ai cũng tràn ngập vinh quang. Ngoại từ lão môn chủ còn đang ở trong băng phong ra thì tất cả đều không còn trở ngại gì nữa. Nhìn hắn càng thêm chói mắt hay sao ấy nhỉ, Ma Tử một lời thâm sâu. Có thêm một ý chí mờ mịt, Thương Khung phất tay, ý vị sâu xa. Nguyên thần, vẫn chỉ có ánh mắt của Ma Quân là cao hơn, vừa nhìn đã hiểu rõ manh mối. Võ hồn của Triệu Bân đã lột xác thành nguyên thần, và chính vì thế nên ông ta mới kinh ngạc và không dám tin. Thời thế tạo anh hùng, Ma Hậu khẽ cười. Cũng đúng, Ma Quân cười sảng khoái, tiểu hậu bối kia vốn đi con đường nghịch thiên, sáng lập ra không biết bao nhiêu truyền thuyết và thần thoại, nay lại đánh vỡ quy tắc thì cũng chẳng lạ. Không lâu sau, Thành Thiên Thu bày tiệc rượu. Cảnh tượng náo nhiệt, bên đế đô cũng có Hồng Uyên, nữ soái và Linh Lung đến, ngoài ra còn có Dương Huyền Tông đã đến cảnh giới thiên võ, Long Triều Đại Hạ lại có thêm một cường giả đỉnh phong. Vậy thanh niên áo vàng đó rốt cuộc là ai vậy, đây là nghi ngờ của mọi người. Hóa thân tiên vương, nhập thế tu hành từ con số 0, Triệu Bân cũng không giấu giếm. Tiên vương, tất cả, bao gồm Hồng Uyên và Ma Quân cũng không hiểu. Cảnh giới tiên nhân, cảnh giới huyền tiên, cảnh giới động hư, cảnh giới thái hư, cảnh giới đạo hư, Triệu Bân nói, tiên nào đến cảnh giới đạo hư thì có thể được xưng là tiên vương tu đến đỉnh phong nhất và tiến thêm một bước là thành thần. Hóa ra là thế, lại có thêm kiến thức rồi. Nhóm người nghe mà thổn thức. Bọn họ là phàm phu tục tử, tự học võ đạo, lần đầu được nghe phân chia của cấp tiên, bảo sao mà thanh niên áo vàng kia mạnh như thế, hóa ra là hóa thân của một tiên vương. Tính ra Triệu Bân cũng đã lại tạo thêm được một chiến tích nghịch thiên nữa, đó là đồ diệt hóa thân của một tiên vương. Nhập thế tu hành từ con số 0 là sao? Sau khi thổn thức, mọi người đều đặt câu hỏi. Triệu Bân biết gì nói đấy, giải thích rõ ràng mọi thứ liên quan đến hóa thân, ngoài ra còn nói rất nhiều bí mật, ví dụ như cương vực của phàm giới, hay là hồng trần lộ ở tận cùng Đông Hải. Không ngờ phàm giới lại rộng lớn vậy đấy. Ngoài đăng tiên lộ lại có cả hồng trần lộ cơ à? Tất cả kinh ngạc không thôi, nào chỉ là mở mang tầm mắt, còn là đả kích nữa chứ. Hồng Uyên và Ma Quân đều từng là đệ nhất thiên hạ của một thời đại, được thế nhân ca tụng, nhưng phóng mắt ra ngoài phàm giới dường như cũng chưa hề được xếp hạng. Thế gian này ngọa hổ tàng long, có ai biết được còn bao nhiêu người như thanh niên áo vàng kia nữa. Chớ nói hai bọn họ, chỉ riêng Triệu Bân cũng chẳng dám xưng là đệ nhất phàm giới. Đêm khuya, tiệc rượu kết thúc, Thành Thiên Thu cũng rơi vào bình tĩnh. Triệu Bân không ngủ, đến tìm Phù Dung lấy gương hoa đào rồi lên đỉnh núi. Đi ra, Triệu Bân lấy một ánh sáng vô lượng đánh vào trong gương. Bất chợt nghe thấy một tiếng than nhẹ trong gương, một gương mặt phụ nữ từ từ nhô lên, giống hệt chủ nhân của Vân U Cốc, mang theo vẻ xinh đẹp quyến rũ. Tiểu ca ca thô lỗ quá đi. Rốt cuộc ngươi là ai? Triệu Bân lạnh nhạt nói.